Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 46. Thời gian kế tiếp nội, khu vực nội bắt đầu càng phát ra trở nên náo nhiệt lên, nhất là đông đảo người cũng không nhìn được con ngươi kinh nghi len lén đánh giá lúc này đứng trước ở góc nhắm mắt nghỉ ngơi thanh niên nhân. Trong lúc nhất thời, góc thật giống như trở thành cái này bên trong khu vực tối chú mục chính là địa phương. Không có biện pháp, ai kêu đang ở góc nhắm mắt dưỡng thần thanh niên nhân, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước biểu hiện ra đích thực tư thái chân thực quá làm người ta chấn động, quá làm bọn hắn không cách nào nghĩ đến, thậm chí con ngươi ở chỗ sâu trong có như vậy lau một cái bội phục. La Khánh Hải là ai? Thon dài luôn ai? Khấu Bân là ai? Đây chính là đường đường kinh thành bốn bộ bài đệ nhị thiên tổ thế hệ này trẻ tuổi tinh anh. Hiện nay thiên tổ trưởng thành thật lực đệ nhị cường đại trưởng lão. Thậm chí còn có cần bộ môn người phụ trách. Có thể coi là như vậy, người trẻ tuổi kia, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đang đối mặt nhiều người như vậy siêu cấp lớn nhân vật lúc, nhất là bọn họ giờ này khắc này vẫn còn hôm nay tổ bên trong căn cứ. Ở đối phương trên địa bàn, cư nhiên cũng còn dám như thế phóng đãng. Kiêu ngạo. Làm cho chúng con mắt nhìn chừng dưới đem La Khánh Hải mặt phiến ba 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 tiếng vang. Đây coi là cái gì? Có ý tứ. Dù thế nào bọn họ là thật không cách nào tưởng tượng Trần Phi cái loại này lo lắng, cái loại này như hoàn toàn đã nắm chắc phần thắng tự tin, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Lẽ nào bọn họ thật đã quên hôm nay tổ ngoại trừ La Khánh Hải đám người ở ngoài, còn cất giấu một cái chân chính đáng sợ. Khiến cái này kinh thành bốn bộ trẻ tuổi tinh anh đều cảm thấy không gì sánh được hít thở không thông quái vật. Nhan chân A. Đó mới là thiên tổ hiện nay chân chính thanh niên một đời nội tình cùng dựa. Bộ mặt căn bản. Vì vậy coi như tiểu tử kia, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc trước biểu hiện cường thịnh trở lại xu thế, lợi hại hơn nữa, có thể hắn lại tại sao có thể là nhan chân quái vật kia đối thủ. Dù sao cái này chân thực quá không thực tế, căn bản không khả năng. Bởi vì quái vật kia thế nhưng có người nói mới từ địa phương thần bí trở về a. Gần phân nửa thời gian sau, thiên tổ tổng căn cứ nơi nào đó trong mật thất, chỉ có hai người ngồi vào trong đó, mà hai người này không là người khác, đều là tại đây thiên tổ nội quyền cao chức trọng, chính mình Mạc Đại uy vọng cao tầng. Lãnh đạo cấp bậc nhân vật, ngồi trên chỗ ngồi chính là thiên tổ hiện giữ tổ trưởng, Khấu Bân, mà kỳ dựa vào chỗ nghỉ tạm, còn lại là trước Trần Hoa Tần tìm được thiên tổ trưởng lão giúp đỡ. Dịch Kiêu. Hắn ở trên trời tổ hiện nay thứ tự bài đệ ngũ, đại biểu cho kỳ thực lực ở trong đó bài đệ ngũ. Tổ trưởng, ngươi là nói thật, tiểu tạp chủng thực sự là đối với ngươi như vậy nói. Ngay Khấu Bân mặt không biểu tình đem trước phát sinh một màn, cùng với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở cuối cùng bỏ xuống câu nói kia nói ra sau, Dịch Kiêu nhất thời chấn giận lên, cắn răng, vẻ mặt dữ tợn mắng, thậm chí bởi vì giận dữ. Hắn trương nếp uốn răng đầy nét mặt già nua còn trở nên càng dị thường vặn vẹo, cực kỳ mặt không thể tăng. Lúc đầu đương sơ lấy thân phận của hắn, đường đường thiên tổ ở Mặc cho thứ ngũ trưởng lão. Lại cư nhiên Trần Phi cái loại này chưa dứt sửa mau đầu tiểu tử to gan lớn mật cự tuyệt, còn cuồng vọng làm càn nói ra cái loại này bất kính nói, trong lòng ta nổi giận trong bụng. Không nghĩ tới bây giờ tiểu tạp chủng lại còn thật dám tìm tới cửa, còn làm ra lớn như vậy chiến trận. Còn tuyên bố muốn cho hắn Dịch Kiêu mau nhanh tắm xong cái cổ đi ra ngoài làm gì? Nhận lấy cái chết, ta đi ngươi ma thật cho là mình coi là vật gì vậy? Lại dám tại bọn hắn thiên tổ như vậy làm càn kiêu ngạo. Hơn nữa còn có như vậy không biết lượng sức, không biết cái gọi ngôn ngữ, và như vậy không coi ai ra gì, miệt thị hắn Dịch Kiêu thái độ, cái này tại sao có thể không cho trong lòng của hắn tức giận, táo bạo không ngớt? Bởi vì đây quả thực là nhục nhã a. Xích lõa khỏa thân nhục nhã. Điều này làm cho kiêu căng như hắn Dịch Kiêu thân phận như vậy tôn quý thiên tổ đại nhân vật, tại sao có thể nghẹn dưới khẩu khí này, ăn loại này nghẹn. Chớ nói chi là hiện tại, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu căn bản là không có chuẩn bị buông tha hắn. Đều đã tìm tới cửa. Như vậy, điều này làm cho hắn tức giận trong lại nhìn không được con ngươi ở chỗ sâu trong mơ hồ có chút bối rối. Tiểu tạp trùng, thật có lớn như vậy lo lắng. Nhìn hắn Dịch Kiêu ở không có gì. Có thể điều này sao có thể? Phải biết rằng hắn Dịch Kiêu thế nhưng danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh cường giả. Thực lực bình định SS cộng cấp, tiểu tạp chủng coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ cũng mới bay lớn. Hơn 20 tuổi không được 30, chưa dứt sửa, thậm chí lông cũng còn không dài đủ, lại tại sao có thể là hắn Dịch Kiêu địch thủ? Quả thực trò cười.
Mà nhưng vào lúc này, Khấu Bân đã mặt không biểu tình, thản nhiên nói Dịch trưởng lão, hiện tại cái này bên ngoài thế nhưng một đoàn loạn a. Hơn nữa, nếu là ta đoán không lầm nói, ngày hôm nay chuyện này sau, chúng ta thiên tổ khả năng sẽ có một đoạn thời gian, sẽ trở thành cái này tứ cửu bên trong thành chê cười. Nghe vậy Dịch Kiêu ra mặt Tử Mạnh run lên, vội vã khoát tay áo, cười nói Khấu tổ trưởng, ngươi lời này nhưng chỉ có đang nói đùa. Chúng ta thiên tổ hiện nay chính trực đỉnh thời kỳ, sao nói những này không cắt lợi. Phải. Khấu Bân mặt không thay đổi khóe miệng giật một cái, khô ngón tay nhẹ nhàng giơ ở trên bàn, ánh mắt liếc bên ngoài liếc mắt, lại bỗng nói tiểu tử kia ta vừa rồi thử tiếp xúc một chút, không đạo lý có thể giảng, cũng không điều kiện có thể đàm, thậm chí có thể nói hắn hoàn toàn rõ ràng chính là đến gây chuyện, cái này có lẽ có chúng ta cùng Trần gia trước quan hệ, ở bên trong dính dáng đi. Chỉ là, ngay cả hiện nay vừa đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, chân khí ngưng Dịch La Khánh Hải, đều ở đây trong tay hắn mặt đi bất quá ba chiêu, Dịch trưởng lão, người minh bạch cái này ý vị như thế nào sao? Nói đến đây hắn vì hơi dừng một chút, sau đó nhưng căn bản bất đồng Dịch Kiêu nói tiếp, tự mình tiếp tục lái miệng, nói ý vị này tiểu tử kia thực lực, tối thiểu đều đã đạt đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh phong trình độ. Cũng chính là SS cộng cấp bậc, thay lời khác mà nói, cũng chính là chúng ta thiên tổ hiện nay niên kỷ xanh một đời, sợ rằng ngoại trừ Nhan Chân ở ngoài, không ai là hắn hợp lại địch. Vậy hãy để cho Nhan Chân trên A, vừa vặn có thể cho tiểu tạp chủng một cái hung hăng giáo. Nghe vậy Dịch Kiêu lập tức sắc mặt âm lãnh nói, có thể hắn những lời này đều còn chưa nói hết, lại đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn tựa hồ phát hiện, Khấu Bân trên mặt thần sắc có chút khó coi. Chỉ thấy thật sâu sâu nhìn Dịch Kiêu liếc mắt, chậm rãi nói Dịch trưởng lão, người nghĩ Nhan Chân hắn, hiện tại là thân phận gì? Ngươi nói nhượng hắn lên sân khấu tựu lên sân khấu. Ngươi nói nhượng hắn giáo huấn người sẽ dạy. Không phải là, Khấu tổ trưởng ta không phải là ý tứ này. Đây không phải là hắn lần này vừa vặn từ bên kia trở về, vừa mới tại đây. Dịch Kiêu hơi biến sắc mặt thay đổi, vội vã giải thích. Cho tới bây giờ hắn mới hoảng thần đến, Nhan Chân tiểu tử kia hiện nay thân phận, có thể không giống nhau, chỉ sợ cũng xem như là từng bồi dưỡng hắn đi ra ngoài thiên tổ. Cũng không có tư cách đối với hắn ở ra lệnh, mệnh lệnh hắn. Lấy Nhan Chân hiện nay độ lớn của góc cùng thân phận, nếu không có sơn cùng thủy tận, vạn phần cần phải trước mắt, nếu không thì không thể xuất thủ, đây là quy củ, Dịch trưởng lão ngươi hiểu chưa? Có thể Khấu Bân lại trực tiếp lạnh như băng nói. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng có chút tức giận, mặc dù bọn họ thiên tổ có Nhan Chân, nhưng lại ngại vì hắn hiện nay đã hoàn toàn là quy về bên kia thân phận, vì vậy cũng không phải vạn năng. Chớ nói chi là hiện vào hôm nay chuyện này thấy thế nào, cũng giống là hắn Dịch Kiêu một người lén chiêu gây ra, hiện tại lại liên lụy đến bọn họ thiên tổ toàn bộ bộ môn. Hơn nữa tối trọng yếu là hiện tại chuyện này, còn phiền toái như vậy, như thế vướng tay chân, thử hỏi, dưới loại tình huống này, trong lòng của hắn làm sao có thể thống khoái. Quy củ. Nghe vậy Dịch Kiêu hơi biến sắc mặt, trong con người quang mang lóe lên, một lát sau. Mới gặp kỳ sắc mặt có chút khó coi trầm giọng nói Khấu tổ trưởng, ý của ngươi là. Hắn tựa hồ nghe ra đến Khấu Bân trong lời nói có chuyện. Ý của ta, kỳ thực cũng rất đơn giản, dù sao đã chúng ta thiên tổ ở kinh thành bốn bộ trong bài danh đệ nhị trình tự cùng cao độ, nếu chúng ta ngày hôm nay thực sự bại, vậy đích thật là món đại mất mặt mặt chuyện. Vì vậy ý của ta là, nói đến đây hắn đột nhiên dừng một chút. Nếu tiểu tử kia cùng Dịch trưởng lão ngươi có cửu oán, ngươi thẳng thắn đến lúc đó ngươi tự mình lên đi. Vô luận như thế nào, chúng ta thiên tổ mặt mũi không có khả năng ném nha, ngươi nói là sao? Dịch trưởng lão, theo sát mà hắn nói ra lời muốn nói. Ta tự mình lên. Nghe vậy Dịch Kiêu trên mặt thần sắc mạnh một bên, trong khoảnh khắc vẻ mặt rất khó nhìn nhắc tới đầu, nhìn phía Khấu Bân, giọng nói có chút tức giận nói Khấu tổ trưởng, ngươi lời này là có ý gì? Lấy ta Dịch Kiêu trình tự thân phận. Nếu là bị truyền đi ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, mặt của ta để nơi nào? Lấy hắn trình tự cùng thân phận, tối trọng yếu là tuổi của hắn. Nếu là thật tự mình lên sân khấu, bị truyền đi ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người nói, vô luận thắng thua, truyền đi đều tuyệt đối là mất mặt đều đến mức tận cùng. Đương nhiên hắn lời này hoàn toàn là đứng ở hắn tựa hồ đã thắng chắc độ lớn của góc nói, chỉ là sợ bị lời ra tiếng vào, bộ mặt không ánh sáng. Có thể hắn nếu bị thua ni, bị Trần Phi đánh bại, hoàn toàn muốn đều không cần suy nghĩ, nhất định là tất nhiên mất mặt vứt xuống nhà.
cũng không biết là sẽ không bởi vì, này, mới là hắn Dịch Kiêu sẽ giờ này khắc này đột nhiên phản ứng kịch liệt như vậy nguyên nhân thực sự. Lẽ nào hắn thật cho là mình thắng chắc, nếu như vậy hắn còn sợ gì chứ? Mặt để nơi nào, có thể nghe nói Khấu Bân lại đột nhiên cười lạnh cười, nói Dịch trưởng lão, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cảm thấy ngươi cùng Nhan Chân so với, ai mặt mũi quan trọng hơn? Hơn nữa hiện tại vốn chính là ngươi cùng tiểu tử kia có cửu oán, ngươi nghĩ dưới loại tình huống này, sẽ có các trưởng lão khác nguyện ý giúp ngươi trên đỉnh đi, cật lực không được cảm ơn. Hắn lời này lại trực tiếp đem sự tình thiêu minh, cũng khiến Dịch Kiêu á khẩu không trả lời được. Chợt chỉ thấy cắn răng, vẻ mặt âm trầm nhìn Khấu Bân nói vậy được rồi, ta biết đến lúc đó nên làm như thế nào. Đã như vậy, ta đây trước hết đi chuẩn bị một chút. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ trực tiếp đứng dậy rời đi mật thất. Đưa mắt nhìn Dịch Kiêu rời đi bóng lưng, Khấu Bân trên khuôn mặt tiểu ý cũng là từ từ thu liếm, con người hơi híp, nhàn nhạt lãnh mang thiểm lược mà qua. Mà nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Xem ra cái này Dịch trưởng lão, tâm cũng còn ở Trần gia bên kia a. Theo sát phía sau bóng đen kia phát ra cười nhạt thân ảnh, chậm rãi từ mật thất một bên kia khép hở phía sau cửa phương đi tới, là một vị chừng 30 tuổi trung niên nhân. Hắn ăn mặc thoạt nhìn có chút phong cách cổ xưa trường bào màu đen, trường bào trên thêu một thanh tương tự với thời cổ đại chiến qua vậy đồ vật, mũi nhận chỗ tú họa, miêu tả một luồng quỷ dị u hỏa, vẻn vẹn chỉ là làm người liếc mắt nhìn, đã cảm thấy người đều có chút không quá thoải mái. Dị thường cổ quái. Nhan Chân, ngồi đi, ngươi vừa rồi đều nghe được, mà ở nhìn thấy trong hắc bào niên nhân, Khấu Bân nhất thời cười nói. Nguyên lai hắn chính là, Nhan Chân. Nghe là nghe được, chỉ là ta nghĩ cái này Dịch trưởng lão hiện nay sợ rằng óc có chút quá không dễ xài. Phân là chính hắn lén còn cùng Trần gia khuấy chập vào nhau, chiều gây ra chuyện mà, hiện tại vẫn còn muốn cho chúng ta cho hắn chùi đít, cùng nhau gánh chịu, thực sự là vì miễn nghĩ đến quá ngây thơ cùng đơn giản đi. Nhan Chân một vừa đi tới, một bên khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt. Như thế không có vấn đề, chúng ta lại không ngốc. Sao có thể để cho hắn cái loại này ý tưởng ngây thơ được đền bù mong muốn? Chỉ là Nhan Chân, không biết trước phát sinh ở sân huấn luyện bên kia một màn kia ngươi thấy không? Tiểu tử kia nắm trong tay có một mặt rất kỳ lạ tảng đá cái gương. Khấu Bân không sao cả mở miệng, lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Hòn đá kia cái gương là nhất kiện pháp khí, hạ phẩm pháp khí. Vừa nghe nói, thân mặc hắc bào Nhan Chân liền con ngươi thật sâu. Có nhiều ý tứ hàm xúc khẳng định gật đầu cười nói trước ta vừa vặn đi ngang qua bên kia, vì vậy cảm nhận được cái gương trên sở phát ra, pháp khí độc hữu khí tức, đúng là hạ phẩm pháp khí không sai. Không nghĩ tới lần này trở về cư nhiên có thể ở bên cạnh gặp gỡ người trong đồng đạo, cũng là có chút làm người ta ngoài ý muốn. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói chỉ là ta phỏng chừng tiểu tử kia cũng có thể chỉ là vận khí tốt, không biết từ đâu chiếm được một vị luyện khí sĩ tiền bối di tặng truyền thừa. Nếu không sao lại không ly khai bên này. Hiển nhiên ở hắn hôm nay trong mắt, bên này đã không là cái gì giá trị phải tiếp tục ở lại địa phương. Nhất là đối với thân phận của hắn bây giờ mà nói, càng là cái dạng này. Hạ phẩm pháp khí, người trong đồng đạo. Nghe rõ Nhan Chân nói, nhất thời Khấu Bân nhìn không được hơi biến sắc, sau đó chần chờ nói Nhan Chân, như thế này ngay cả Dịch Kiêu đều không phải là đối thủ của tiểu tử đó nói. Khấu tổ trưởng ngươi yên tâm. Nếu là liên Dịch trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, tiểu tử kia nhưng thật ra có nhượng ta Nhan Chân tự mình động thủ tư cách. Đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ, dù thế nào chỉ cần là đều là luyện khí sĩ nói, ta ở bên cạnh sẽ không nhiều như vậy khuôn sáo hòa ước bó buộc, có thể tùy tiện động thủ. Nhan Chân vừa cười vừa nói. Như vậy ta an tâm, Khấu Bân thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Chỉ cần Nhan Chân có thể xuất thủ, vậy bọn họ thiên tổ tự không có gì phải sợ. Theo phía chân trời trọi lọi nhật từ từ phản cao, toàn bộ thiên tổ bên trong căn cứ ngưng trọng bầu không khí cũng rốt cục đạt tới tột cùng nhất. Khổng lồ sân huấn luyện, lúc này đã bị lạnh lẽo kim loại ánh sáng màu trang sức trước mắt đều là, mà này kinh thành bốn bộ các thành viên càng đã xem nơi này vây chật như nêm cối, dường như chiều sóng vậy tràn đầy mi mắt. Đến mức sân huấn luyện trung ương, lúc này càng sớm đã có thang máy đem khổng lồ lôi đài bảo vệ xung quanh bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy khẳng định chính là gần muốn bắt đầu luận bàn giao lưu đại chiến chủ chiến đài. Mà nhìn nữa chủ kia đài chiến đấu phía đông bắc chỗ cao, Khấu Bân cùng với ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão chính phân loại tại nơi địa vị cao, cùng với lần địa vị cao trên.
Mặt khác ở hai người bọn họ bên cạnh thân an vị, cũng tất cả đều là đến từ kinh thành bốn bộ đến đây xem cuộc chiến nhân vật cao tầng. Dù sao lấy thiên tổ tại đây kinh thành bốn bộ trong thứ tự ôn tồn uy, hôm nay lại bị bài cuối cùng trung ương cảnh vệ cục để mắt tới, phát sinh khiêu chiến, tự nhiên hấp dẫn không ít người đến đây quan chiến. Góp vô giúp vui. Mà loại này quy mô chiến sự, nhớ tới, cũng đúng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay tự xuất thế tới nay, tối thịnh đại một lần. Thậm chí so với trước tại nơi lĩnh nam núi lớn Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh càng tăng lên. Khi đó, tùy tiện một người tiên thiên cường giả, tiên thiên sơ kỳ, phỏng chừng đều có thể đủ ở bên kia xưng vương xưng bá, nhưng đến nơi này, nhưng có chút có vẻ lơ lỏng bình thường. Nhất là vậy bây giờ lúc này đang ở địa vị cao trên an vị mọi người, ngoại trừ có chút là chức cấp rất cao cao tầng, lãnh đạo ngoại. Cái khác tựa hồ thuần một sắc tất cả đều là cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đã ngoài. Mà đây cũng chính là cái gọi chênh lệch đi. Bản thân, muốn bắt đầu. Mà nhưng vào lúc này hậu phương đột nhiên có một giọng nam truyền đến, Trần Phi Mục Trần nghiêng đầu trông thấy chính hướng hắn đi tới Lưu Đầu Mùa Đông, mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt lại lần nữa hướng về sân huấn luyện trung ương tỏa kim tưới thiết trúc lôi đài nhìn lại, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, có lau một cái nhàn nhạt màu sắc đang nhảy nhót đúng vậy, muốn bắt đầu. Vừa rồi ta bày bằng hữu hỏi thăm một chút, Nhan Chân tựa hồ bái nhập chiến qua cửa môn hạ, nhưng lại xem như là chiến qua cửa hiện nay thanh niên một đời trong tương đối đứng đầu, thực lực rất mạnh. Vì vậy nếu là hắn đợi thật sẽ ra tay, bản thân ngươi đã có thể được muốn cẩn thận một chút một chút. Lưu Đầu Mùa Đông hơi có chút cau mày. Chiến qua cửa, có thể nghe nói, nhưng ở trong lời nói hiển hiện ra nghi ngờ ngữ điệu. Bởi vì hắn căn bản cũng không rõ ràng cái gọi là chiến qua cửa, ý vị như thế nào. Ngươi không có nghe nói qua chiến qua cửa, lúc này đây đến phiên Lưu Đầu Mùa Đông có chút ngoài ý muốn, sắc mặt cổ quái kinh ngạc nói. Dù sao phải biết rằng, chiến qua cửa ở bên kia cũng là rất có thanh uy cùng danh khí, nếu Trần Phi cũng là cùng hắn luyện khí sĩ, lại làm sao có thể sẽ chưa từng nghe qua, thậm chí không biết. Chưa từng nghe qua. Nghe vậy Trần Phi nhưng thật ra không tuyển trạch giấu giếm, mà là trắng ra nói ta còn chưa có đi quá bên kia. Cho nên đối với tình huống bên kia không phải là rất hiểu rõ. Chiến qua cửa, rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, ngạch, nói như thế nào đây, quả thực hẳn là cũng coi là rất lợi hại. Nói chung nếu là người các lưỡng thật chống lại, còn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Hiển nhiên dù là Lưu Đầu Mùa Đông, cũng không nghĩ tới Trần Phi lại còn chưa có đi quá bên kia, chẳng lẽ hắn cũng không phải bên kia tông môn nội đệ tử, mà là một vị tán tu. Nhất thời hắn nhãn thần đều hơi có một chút vi dị dạng lên. Dù sao tông môn đệ tử cùng tán tu, ở bên kia cũng còn là hơi có một ít không lớn vậy. Phải, ta đây đã biết, đa tạ nhắc nhở. Trần Phi đến không phát hiện Lưu Đầu Mùa Đông ánh mắt dị dạng, ánh mắt có chút lợi hại. Gì, bắt đầu rồi. Mà nhưng vào lúc này chủ chiến đài phương hướng đột nhiên vang lên máy móc hàm thoại thanh, mọi người nhãn thần đều là dùng mình. Không nhiều ít nói nhảm cùng ngôn ngữ, luận bàn giao lưu chiến để lái màn che. Chỉ là giống như Tào Tề Quốc, Trần Phi loại này hảo thủ đương nhiên không có khả năng vừa lên đến tựu lên sân khấu, vì vậy ban đầu trong vòng mấy canh giờ luận bàn, vẫn tương đối hòa hài, song phương tinh nhuệ đều xuất hiện, đấu chẳng phân biệt được trên, mặc dù thiên tổ người bên kia rõ ràng muốn thắng được thật nhiều, nhưng tổng thể mà nói, tình huống thượng khả. Mà loại cục diện này, nếu đổi lại là dĩ vãng nói. Sợ rằng này tạm thời còn chiếm cứ thượng phong thiên cấu thành viên, đều biết nhìn không được trí đắc ý mãn, hô lên có chút kiêu ngạo, khiêu khích. Mà bây giờ bọn họ lại hoàn toàn không cái loại này tâm tư. Dù sao mấy canh giờ trước, bọn họ thiên tổ La Khánh Hải bại thảm như vậy một màn kia, đều còn sợ sợ ở trước mắt ni. Cái này để cho bọn họ đâu còn có thể quên nhớ trung ương cảnh vệ cục bên kia, thế nhưng còn có cái quái vật còn không có xuất thủ. Dưới loại tình huống này, bọn họ đừng nói là trí đắc ý đầy, chỉ sợ cũng liên muốn ổn định trong lòng hoảng loạn, đều có chút chắc trở. Dù sao La Khánh Hải hiện nay có thể đã bước vào cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Nhưng lại, chân khí ngưng dịch, có thể nhưng vẫn là bị bại thảm như vậy. Cái này tại sao có thể làm bọn hắn không khẩn trương, không hoảng hốt. Vì vậy, tại đây loại phức tạp cùng tâm tình bất an trong. Bọn họ thiên tổ rốt cục chân thực không nhẫn nại được phái lên người thứ nhất cấp quan trọng nhân vật đăng tràng. Đó chính là cùng đã từng La Khánh Hải, cùng với Tùy Minh Kỳ đồng liệt là trời tổ hiện nay trẻ tuổi đứng đầu tinh anh, Chu Hiên.
Người này ở trên trời tổ địa vị hãy cùng Tào Tề quốc ở trung ương cảnh vệ cục là giống nhau, hơn nữa thực lực cũng bất phàm. Thực lực bình xét cấp bậc S cộng cấp bậc, người này vừa vào sân, liền trực tiếp quét ngang trung ương cảnh vệ cục 3-4 cái người, đồng thời người này hạ thủ tàn nhẫn, hầu như sở hữu bại trận trung vệ cục thành viên, đều trên người mỗi người mang theo trọng thương, nhất thời khơi dậy bọn họ phẫn nộ. Ta lên đi. Tào Tề quốc mặt âm trầm đi lên đài, còn người tùm nhìn chằm chằm đối phương nói Chu Hiên, ta Tào Tề quốc đến lãnh giáo một chút bản lĩnh của ngươi. Cầu còn không được. Chu Hiên vóc người cực kỳ cao gầy, mắt càng thoạt nhìn cực kỳ hẹp dài, chỉ là cùng đối diện, cũng cảm giác khó chịu. Mà khi hắn lúc này nghe được Tào Tề quốc nói, nhất thời lạnh lùng nở nụ cười, giọng nói bất thiện nói sớm nghe nói trung vệ cục cũng chỉ có ngươi Tào Tề quốc có chút bản lãnh mà. Chỉ là, ngươi có thể ở ta Chu Hiên trong tay chống nổi mấy chiêu. Ta rất chờ mong a. Xôn xao. Chu Ca Bá khí uy vũ, để cho bọn họ nhìn một cái lợi hại. Là nên cho trong bọn họ vệ cục người một cái hung hăng giáo huấn. Để cho bọn họ biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hanh, không sai, lại dám đến chúng ta thiên tổ trên địa bàn làm càn kiêu ngạo, quả thực không biết cái gọi là. Chu Ca nỗ lực lên. Để cho bọn họ xám xịt cút về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ha ha. Nhất thời hiện trường một mảnh ồ lên. Này nín thật lâu khí cùng bất an thiên cấu thành viên rốt cuộc tìm được một cái cơ hội phát tiết, vì vậy châm chọc tiếng cười to không thêm che giấu chuyển ra, lập tức đưa tới đông đảo trung vệ cục thành viên căm tức, nhưng lại không cách nào thả ra ngoài, bởi vì tạm thời còn không có người có thể đem Chu Hiên đánh bại, chỉ có thể một đám tức giận đến mắt phun lửa. Mà ở sân huấn luyện trung ương chủ trên chiến đài Tào Tề quốc, ở thấy tình cảnh này, nghe thế loại nói sau, không khỏi trong con ngươi phân vẻ âm trầm lạnh hơn liệt mấy phần. Cùng lúc đó, trong tay hắn còn bỗng xuất hiện một thanh công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp kim hắc đao. Quét một tiếng, Tào Tề quốc trong tay công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp kim hắc đao bị hắn trực tiếp dùng mũi đao chỉ hướng đối phương. Chu Hiên, ta có thể ở trong tay ngươi chống nổi mấy chiêu, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Chỉ là, hiện tại khẩu khí lớn như vậy, như thế này lại thua quá thảm nói, sẽ không rất mất mặt sau. Thần sắc hắn từ lâu âm lãnh xuống tới, lau một cái giống như ma tính hung mũi nhọn tràn đầy con ngươi của hắn trong, khiến thanh âm hắn nghe hơi có chút trào phúng, dọa người. Nguyên bản thật đúng tiếng động lớn xôn xao sân huấn luyện chủ chiến chung quanh đài, vào giờ khắc này đều phảng phất yên tĩnh. Vô luận là kinh thành bốn thống soái truyền, cao tầng, hay là bốn bộ các thành viên. Đều vào giờ khắc này không khỏi con ngươi kịch liệt chớp động, cực kỳ lửa nóng. Ha ha, ngươi nhưng thật ra thật lớn tự tin. Mà nhưng vào lúc này Chu Hiên lại đột nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ quỷ dị. Theo sát mà chỉ thấy kỳ chậm rãi từ phía sau, ngang lưng nghiêng rút ra một cây đao, lại dài lại mảnh rẻ, bao phủ xanh đen lành lạnh quang thải, phản chiếu ở trên mặt mọi người, khiến không ít song đồng lỗ cũng hơi rụt một cái, sau đó vô ý thức lưu lộ ra một tia kinh dị. Đó không phải là đoạn tinh đao. Thực sự là đoạn tinh đao, không nghĩ tới sư phụ hắn cư nhiên truyền xuống tới. Có người giọng nói run rẩy nỉ non ra cây đao kia tên. Đao danh đoạn tinh, là một thanh địa đạo đạo hung binh, từng dính qua mấy vị tiên thiên cường giả nhiệt huyết, cúi đầu ở kỳ nhận núi dưới, hàng đầu rất vang dội, được khen là thiên tổ nội bộ tiếng tăm lừng lẫy hung binh một trong, không nghĩ tới hôm nay lại bị mang ra ngoài. Mà đang nghe bên trong sân mọi người hơi kiêng kỵ nỉ non thanh, Chu Hiên không khỏi khuôn mặt trên hiện ra kiêu căng cùng tự phụ vẻ. Thậm chí kỳ hai tròng mắt đều nhãn thần khinh thường quét phía trước, chăm chú nhìn Tào Tề quốc, vẻ mặt miệt thị. Phải biết rằng hắn hiện nay sau bên trong thế nhưng nắm giữ sư phụ hắn thành danh hung khí. Đoạn tinh đao, sức chiến đấu gấp đôi, vì vậy tự loại này tên mà thôi, xứng là hắn Chu Hiên đối thủ sao? Trò cười. Oanh! Nghĩ đến đây, từ trong cơ thể hắn lại từ từ bắt đầu khởi động ra khí thế kinh người. Một nhạt hắc sắc khí lưu xoay quanh ở trên vai của hắn, theo lại chuyển hướng toàn thân, cuối cùng là mắt. Khiến không ít người nhìn thấy một màn này cũng không từ hít một hơi, cảm giác được một nặng nề áp lực trước mặt nhào tới, khó có thể hô hấp, cả người khó chịu. Ha ha! Bất kể có phải hay không là tự tin, tất qua sau, chẳng phải sẽ biết. Bất quá đây là đoạn tinh đao sao. Thực sự là nghe tiếng không bằng gặp, đúng là tốt đao a, chỉ là đáng tiếc, ở trong tay ngươi có chút lãng phí. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh hiện lên đang lúc mọi người bên tai,
khiến không ít người đều trong nháy mắt vô ý thức hướng phương hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy sừng sững ở trên lôi đài Tào Tề Quốc mặt không biểu tình, cặp kia tràn đầy ma tính ma con ngươi, hình như có bạo ngược hiện lên, nhưng vẫn là không hề bận tâm, hắn nhìn chằm chằm Chu Hiên, nắm chặt công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp kim hắc đao tay, phát sinh hơi hắt xì tiếng vang. Một khí thế mãnh liệt bừng lên. Nhất thời không ít người sắc mặt đều theo vô ý thức mạnh đổi. Bởi vì khí thế loại này đáng sợ trình độ, cư nhiên hoàn toàn kiêu ngạo ở Chu Hiên, không, càng chuẩn xác mà nói, chắc là hoàn toàn kiêu ngạo ở cầm trong tay đoạn tinh đao Chu Hiên. Nhất thời mọi người tại đây, nhất là này ngồi cao ở địa vị cao đi lên kinh thành bốn bộ SS cường giả, giờ này khắc này cũng không nhịn được mắt rồi đột nhiên mở to mấy phần, thần sắc có chút phức tạp. Không nghĩ tới Tào Tề Quốc chỉ là tiên thiên sơ kỳ đỉnh, S cộng cấp bậc, lại cũng có thể có dùng có khí thế như vậy. Đây quả thực so với Chu Hiên mang đến hung đao hắc tuyền, còn làm cho kinh ngạc không thôi a. Vân vân chờ đã, đây không phải là, chỉ có Trần Phi cái hướng kia, lưu đầu mùa đông ở cảm giác được bỗng nhiên từ Tào Tề Quốc trong cơ thể hiện ra cổ khí thế này sau, nhịn không được mắt mạnh mở miệng đại. Sau đó trên mặt liền hiện ra cổ quái, thậm chí rung động vẻ. Theo sát mà ở bên cạnh hắn Trần Phi tự híp mắt, cho ra đáp án đao khí. Hắn cư nhiên lĩnh ngộ xuất đao tức giận. Đúng vậy, lại là đao khí, phải biết rằng coi như là bên kia không ít luyện khí thất trọng đã ngoài dùng đao sư huynh, đều khó khăn lấy lĩnh ngộ đi ra loại vật này, hắn lại. Lưu đầu mùa đông gật đầu, vẻ mặt cổ quái nói. Mà nhưng vào lúc này, trên lôi đài hai người kia, cũng đã khai chiến. Oanh! Từ cầm trong tay hung khí đoạn tinh đao đọ sức trong cơ thể, một cường liệt chân khí, cũng còn vang lên một đạo nanh thanh. Ở trong tay ta có chút đáng tiếc, tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không chứng minh những lời này. Giống, chết cho ta. Hơi dữ tợn lạnh giọng vừa dứt, chấn động thanh sậu khởi. Chu Hiên bàn chân mạnh dẫm một cái, sở chạm đến chỗ chu vi, mặt đất đều mắt thường có thể thấy được ra nẻ lên. Sau đó chỉ thấy kỳ thân ảnh mạnh hóa thành một đạo hắc hồng, bạo xạ ra bổ về phía Tào Tề Quốc. Thật nhanh, vẻn vẹn chỉ là tốc độ này, liền khiến không ít vây quanh ở chủ chiến chung quanh đài đông đảo kinh thành bốn bộ tinh anh con ngươi co rụt lại. Bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện, tuần này Hiên khinh công tạo nghệ lại cũng kinh khủng dị thường, vượt qua tưởng tượng của bọn họ, thậm chí thấy không rõ lắm động tác của đối phương, chỉ có thể nhìn rõ sợ tàn ảnh. Ngay tại lúc bọn họ còn đắm chìm trong nội tâm chấn động lúc, Chu Hiên thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Tào Tề Quốc trên đầu trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng, chợt thân thể lắc một cái, trong tay đoạn tinh đao liền chém chặt bỏ đến, dường như phệ hồn ác ma vậy. Hàn mang nổ bắn ra. Thương! Thế mà Tào Tề Quốc phản ứng cũng rất cấp tốc, con người lóe lên, thân hình khẽ động, trong tay công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp kim hắc đao hướng về phía trước đưa ngang một cái. Liền nhất thời cùng xâm đột kích tới hung khí đoạn tinh đao tạo thành chính diện giao kích, phát ra chói tai leng keng thanh. Tiếp hắn lại hai tròng mắt nhanh chóng lược ra lau một cái lạnh lùng cùng điên cuồng, lại cổ tay vung, tay trái nắm tay nhanh như tàn ảnh vậy đánh phía trước, hướng Chu Hiên cái bụng động đi, trong khoảnh khắc khiến người sau con ngươi mạnh rụt một cái. Tiếp theo xiếp, chỉ nghe được phanh, phát ra một tiếng vang thật lớn, mọi người trong tầm nhìn vốn đang ở kịch liệt giao chiến hai người. Cư nhiên không biết khi nào đã ra đi. Tào Tề Quốc một quyền kia hung hăng nện ở Chu Hiên trên bụng, có thể người sau lại bị đau dưới, còn một chân đá ra, đá vào đối phương trên vai, răng rắc một tiếng. Song phương thân thể đều chấn động. Xôn xao. Nguyên lai đây chính là cao thủ trong lúc đó giao thủ, thật là đáng sợ. Ta nghĩ lúc này nếu ta ở đây trên, khẳng định hơn phân nửa liên nhất chiêu đều không chống nổi đi. Trọng điểm là Chu Hiên quá độc ác. Là ta khẳng định ưu tiên tuyển trạch né tránh một quyền kia, mà không phải kiên trì tiếp, lại một cước trả lại. Mà ở song phương cái này lần đầu tiên sau khi giao thủ, nhất thời hiện tại một mảnh ồ lên, tiếng người ồn ào. Náo nhiệt dị thường, bởi vì không thể không nói, loại này tầng độ giao thủ đối với bọn hắn mà nói, chân thực quá đặc sắc. Đây mới là thuộc về kinh thành bốn bộ thanh niên một đời đỉnh cấp tinh anh, S cộng cấp bậc cường giả đặc sắc quyết đấu. Ha ha! Mà nhưng vào lúc này, trên lôi đài Chu Hiên động tác chậm rãi đem khóe miệng máu lau đi, toàn mặc dù có một loại âm u, có chút tố chất thần kinh cười tiếng vang lên. Hắn ngẩng đầu, cặp kia lành lạnh ánh mắt khán giả Tào Tề Quốc, rồi đột nhiên khóe miệng tuôn ra lau một cái tà dị nói không sai, ngươi thực lực như vậy ngược lại cũng miễn cưỡng chấp nhận,
ngược lại cũng không làm cho thất vọng. Chỉ bất quá, ngay hắn tà dị ngôn ngũ lạnh nhạt trong nháy mắt, trong tay hung khí đoạn tinh đao lại bỗng run lên, lau một cái âm lãnh hàn quang hiện ra. Mà một màn này cũng nhất thời làm Tào Tề Quốc con người rụt một cái. Sắc mặt theo có chút khó coi. Tào Tề Quốc, tiếp chúng ta hảo hảo vui đùa một chút đi. Xem chiêu, theo sát mà cầm trong tay hung khí đoạn tinh đao Chu Hiên lại lần nữa động, lạnh lẽo cười cười, chợt cả người giống như quỷ mị vậy lược ra, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tào Tề Quốc đỉnh đầu, trong tay hung đao bổ ngang xuống phía dưới, rát đáng sợ quỷ dị khí lưu rơi xuống, khiến người sau nhất thời có chút sởn tóc gáy. Phanh! Ung ung! Chu Hiên một đao này rất đáng sợ, bởi vì giác trước so sánh với đã nhiều hơn nào đó lực lượng thần bí. Đây cũng là cái này đoạn tinh đao mặc dù bị nhận thức là hung khí, vì vậy đáng sợ như vậy nguyên nhân thực sự. Phốc suy! Nhất thời một đao này ở trên người hắn để lại đỏ tươi lỗ hồng, có thể lỗ hồng lại cư nhiên đang lúc mọi người chấn động trong ánh mắt, lấy cực nhanh tốc độ, mắt thường có thể thấy được bầm đen biến thành đen. Thấy thế Trần Phi nhất thời nhìn không được khẽ nhíu mày, dù gì nói thi khí. Hiển nhiên hắn đã cảm giác được, hung khí đoạn tinh đao phía trên lực lượng thần bí, lại là thi khí. Mà nhưng vào lúc này, trên lôi đài Tào Tề Quốc thân ảnh hoành lược ra rất xa một không bình thường hồng nhuận nảy lên hai bên gương mặt, há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại cảm giác thế nào? Chu Hiên có chút tàn nhẫn nhảy liếm môi, cười gằn nói. Chợt thừa thắng xông lên, đáng sợ đao ảnh tràn ngập. Ha ha, Trịnh cục trưởng, xem ra trận này lại là chúng ta thiên tổ thắng. Ngươi là chúng ta bây giờ có muốn hay không xuống phía dưới ngăn cản một chút bọn họ, nếu không như thế này thế nhưng có khả năng trở tay không kịp, ngươi cứ nói đi. Tại nơi địa vị cao trên, ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cười híp mắt nói. Thon dài lão nói đùa, bây giờ không phải là thắng bại còn chưa phân sao. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc con ngươi lóe lóe, chậm rãi nói. Thắng bại chưa phân, ha ha, còn là Trịnh cục trưởng ngươi ngồi ở a. Vững như núi Thái, nghe vậy ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão nhạt cười cười, ngón tay gõ lên mặt bàn, nói bất quá lại nói tiếp, trận này cũng đúng là chúng ta thiên tổ có chút thắng không anh hùng, chiếm hung khí đoạn tinh đao tiện nghi. Trịnh cục trưởng ngươi yên tâm, điểm này ta tin tưởng mọi người đều xem tới được, vì vậy ta tin tưởng hắn cắt sau khi trở về, là chắc chắn sẽ không loạn tước đầu lưỡi. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc chân mày chăm chú cau, chỉ là lại không lại nói tiếp. Mà Khấu Bân Tắc có vẻ có chút cao thâm khó lường, từ đầu tới đuôi đều không nói chuyện. Thật giống như, tâm tư căn bản là hoàn toàn không có ở phía trên này. Ngẫm lại cũng đúng, ở Minh biết phía sau có tiểu tử kia cùng Dịch Kiêu, thậm chí Nhan Chân quyết đấu tình huống dưới. Loại trình độ này, hắn chân thực đã có một ít không để được hứng thú. Giống, ngươi có đúng hay không quá coi thường ta? Mà nhưng vào lúc này, từ chủ kia trên chiến đài lại cư nhiên mạnh vang lên một tiếng quát chói tai. Theo sát mà chỉ thấy Tào Tề Quốc trong cơ thể lại quỷ dị tuôn ra một khí thế, cực kỳ cường thế, cực kỳ bá đạo, cực kỳ sắc bén. Thậm chí ở trong nháy mắt đó đều muốn đoạn tinh đao trên thân đao thi khí đều đè xuống. Theo chỉ thấy thứ năm chỉ nắm chặt, lòng bàn tay công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp kim hắc đao hung hăng run lên, trong nháy mắt đâm về phía Chu Hiên trong ngực bộ vị. Đao khí gào thét, oanh, nhất thời một đạo khiến người da đầu tê dại nặng nề giao kích thanh nổ vang, cũng Chu Hiên phản ứng cực nhanh, lại chỉ mảnh treo chuông gian phất tay đem đoạn tinh đao đón đỡ ở trước ngực, chặn một kích chí mạng này. Có thể dù vậy, làm người ta kinh hãi, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được mạnh mẽ ba động, lại dường như cuộn sóng vậy tự hai người bọn họ sở đứng yên khu vực hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo mà mở. Mà dưới chân bọn họ chủ chiến đài, cũng vào giờ khắc này kịch liệt lay động, tựa hồ kém như vậy một chút sẽ vỡ ra. Có thể cũng chính là vào lúc này, mọi người bên tai trong lúc mơ hồ lại bỗng vang lên một đạo thanh thúy, ken két thanh. Sau đó trong nháy mắt, Chu Hiên run rẩy thân thể bỗng nhiên cứng lại rồi. Nhịn không được bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía trong tay. Ừng ực nứt ra, tét, đoạn tinh đao tét, quỷ dị trong yên tĩnh, có người gian nan tiếng nuốt nước miếng cực kỳ rõ ràng. Chỉ thấy kỳ mâu quang không gì sánh được rung động thậm chí kinh hãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm theo Chu Hiên trong tay, rõ ràng đã có thể thấy vết rạn đoạn tinh đao thân đao, quả thực khó có thể tin. Đoạn tinh đao tét. Chủ chiến đài cách đó không xa địa vị cao trên, ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão bỗng nhiên một chút đứng dậy, còn người gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hiên trong tay đoạn tinh đao,
già nua khuôn mặt dị thường hắng giọng cùng xấu xí. Phải biết rằng hắn mới vừa rồi còn như vậy lời thề son sắt, nói bọn họ thiên tổ thắng. Nhưng bây giờ, đây không phải là ở hung hăng phiến hắn lỗ tai sao? Không thể không nói, làm như là Tào Tề Quốc cùng với Chu Hiên loại này cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả, cũng chính là S cộng cấp bậc chân chính buông tay chân ra đi đánh sau, loại tràng cảnh đó không thể nghi ngờ là chấn nhân tâm phách, làm người ta miệng lưỡi phát khô. Nhất là dường như bọn hắn bây giờ hai người Sở Dương gia hiện ra thực lực kinh người, thậm chí bọn họ lúc trước đụng nhau giao phong lúc, sinh ra sóng gợn, càng làm cho người ta sởn tóc gáy, trong lòng chấn động khó có thể phụ ra. Dĩ nhiên, cái này còn chưa phải là hiện tại kinh người nhất đáng sợ nhất. Hiện tại kinh người nhất đáng sợ nhất vâng, Chu Hiên trong tay cầm có hung khí đoạn tinh đao, hiện vào thời khắc này, cư nhiên tét. Cái này trong sát na, ở đây tất cả mọi người cảm giác, sợ rằng đều phỏng chừng tuyệt đối là dường như năm đó Mỹ tứ giác building bị tập kích cái loại cảm giác này. Bị chăm chú níu lấy trái tim. Siêu. Tiểu tạp toái, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mà đang ở chủ chiến tràng chu vi lặng ngắt như tờ lúc, đột ngột gian. Sốt cục có một đạo nổi giận tới cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo sát ý điên cuồng, chợt không khí ở nơi này vang dội đến. Nhất thời mọi người tại đây chỉ thấy được cự ly chủ chiến đài cách đó không xa trên đài cao kia, một vị cả người cổ đãng theo làm cho hơi thở lão giả siêu một tiếng đứng lên, hai mắt đỏ như máu. Nộ râu tóc trương, trong lúc mơ hồ hóa thành làm cho sát ý. Người này không là người khác, chính là hung khí đoạn tinh đao chủ nhân chân chính. Thiên tổ hiện giữ thứ tứ trưởng lão, SS cộng đỉnh cường giả. Cùng lúc đó, cũng là hiện nay trên đài lúc này từ lâu sắc mặt ngu si Chu Hiên sư phụ. Nguyên bản hắn đem mình yêu đao mượn cho đồ đệ mình lên sân khấu, là muốn vi kỳ tăng phần thắng, thử nghĩ thắng. Có thể rất hiển nhiên hắn thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, Tào Tề Quốc dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy, cư nhiên có thể đưa hắn đoạn tinh đao kích nứt ra. Phải biết rằng coi như là hắn những năm gần đây lục tục chém rớt các lộ SS trình độ, cũng đều không có thể đủ đi đến loại trình độ đó. Đưa hắn yêu đao đoạn tinh đao kích nứt ra, nhưng còn bây giờ thì sao? Loại này làm hắn phẫn nộ tới cực điểm, cũng đồng dạng làm hắn kinh nghi tới cực điểm, chấn động nhân tâm, một màn, lại cư nhiên ở hiện tại, lại cư nhiên ở Tào Tề Quốc cái loại này, chính là S cộng cấp bậc trong tay làm xong rồi, điều này làm cho hắn tại sao có thể tiếp thu? Dù sao đây chính là hắn dựa vào thành danh hung khí, dựa A. Đối với hắn mà nói, đoạn tinh đao vỡ vụn, không thể nghi ngờ là tổn thất thiên đại. Mà loại tổn thất này, chỉ là ngẫm lại, để hắn chân thực nhìn không được nổi trận lôi đình. Oanh! Nổi giận dưới ngày đó tổ tứ trưởng lão, cơ hồ là nhìn không được sát ý trong lòng, trực tiếp mạnh mẽ xuất thủ, thân hình một lược, chân khí một trào, cả người tựu như cùng sát khí hiện ra hết, cắn người khác mãnh thú vậy chạy ra khỏi đài cao, theo sát phía sau một lực lượng đáng sợ thẳng tắp hướng về chủ trên chiến đài Tào Tề Quốc oanh khứ. Khiến ở đây đông đảo người không khỏi biến sắc. Đây là, thẹn quá thành giận, vẫn thua không dậy nổi. Phanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ là, theo sát mà vào ngày hôm đó tổ tứ trưởng lão cũng nhanh muốn giết đến chủ chiến đài, chuẩn bị hướng trên lôi đài sớm đã có một ít hư nhược Tào Tề Quốc hạ sát thủ lúc, tránh một đạo hắc ảnh lại đột không xuất hiện, kèm theo một đồng dạng mạnh mẽ vô cùng chân khí quét ngang xuống tới. Đêm ngày đó tổ tứ trưởng lão chân khí lực lượng trực tiếp từ đó đổ cắt đứt. Mà người xuất thủ kia không là người khác, chính là trung ương cảnh vệ cục một vị đồng dạng chính mình SS cộng cấp thực lực bình định trưởng lão. Chỉ thấy kỳ đầu tiên là hướng về phía sau Tào Tề Quốc đệ đi một cái, yên tâm, không có chuyện gì, ánh mắt, sau đó chỉ thấy kỳ hai tròng mắt chậm rãi chuyển hướng ngày đó tổ tứ trưởng lão, lạnh lùng nói ngươi thật khi chúng ta những người này là bài biện. Nguyên lai các ngươi thiên tổ cũng cứ như vậy a. Không thua nổi. Lạc núi, tránh ra. Có thể ngày đó tổ tứ trưởng lão vẫn như cũ trên mặt thần sắc cực kỳ dữ tợn, còn người gắt gao nhìn chằm chằm ngăn cản hắn người, cắn răng nghiến lợi nói ngươi hẳn là rất rõ ràng đoạn tinh đao đối với ta mà nói, ý vị như thế nào. Bây giờ lại bị tiểu tử này cho kích tét, hôm nay ta nếu không phải thân thủ đưa hắn cho làm thịt, vậy khó khăn tiết trong lòng ta ác khí. Tránh ra cho ta hiện tại vô tâm tư cùng ngươi ở đây lời thừa. Hiển nhiên đến lúc này, trong lòng của hắn đối với Tào Tề Quốc hận ý, là đã nồng nặc đến mức tận cùng. Có chút mất lý trí hắn còn muốn tại đây đem Tào Tề Quốc thủ tiêu. Nhất thời mọi người tại đây sắc mặt đổi đổi.
thậm chí ngay cả cách đó không xa trên đài cao thai chúng kinh thành bốn bộ cao tầng, cũng đều sắc mặt đổi đổi. Dù sao nếu là ngày hôm nay Tào Tề quốc muốn thật bị hắn giết đi, vậy đây là cái gì? Có ý tứ, sợ rằng trung vệ cục cùng thiên tổ đều sẽ trực tiếp xích mích đi. Tứ trưởng lão ngươi làm gì? Trở về, nhất thời Khấu Bân khiển trách. Chỉ là, đối với hắn ngăn cản cùng quát, đã có một ít mất lý trí thiên tổ tứ trưởng lão lại mắt điếc tai ngơ. Chỉ thấy Kỳ cả người khí thế run lên, trên mặt thần sắc lại một dữ tợn, con ngươi liền càng gắt gao nhìn chằm chằm ngăn ở trước mặt hắn người, lạnh lùng nói Lạc Núi, chỉ cần các ngươi trung vệ cục đem tiểu tử kia giao cho ta, ta bảo chứng, ngày sau ta thiếu trong các ngươi vệ cục một cái nhân tình, thế nào? Hiển nhiên, hắn thấy hắn hạng thân phận hạng địa vị. Đây chính là đường đường thiên tổ tứ trưởng lão, càng danh chính ngôn thuận, đường đường chánh chánh cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh cường giả. SS cộng thực lực bình định. Mà hắn hiện tại đều đã bỏ xuống thiếu nhân tình lời như vậy, cũng nên đã đủ chưa? Lẽ nào hắn thứ đại nhân vật này thân phận cùng nhân tình, còn chưa đủ để lấy khiến trung vệ cục cho hắn thế nào một cái mặt mũi, buông tha rơi chính là một cái S cộng cấp bậc. Xem ra phẫn nộ quả thực thật là sẽ làm người ta mất lý trí. Người này trong lòng bây giờ mặt quả thực có chút không quá bình thường. Vì vậy tự nhiên mà vậy, đối với hắn trong miệng loại này nhược trí vậy chính là lời nói, đối với loại điều kiện này cùng trao đổi, được xưng là Lạc Núi, trung vệ cục SS cộng cấp bậc trưởng lão châm chọc cười. Chợt chỉ thấy Kỳ thẳng thắn cũng lười nhiều lời, bàn tay giương lên, nhãn thần một lệ, nhất thời liền có một viễn siêu ra trước Tào Tề quốc cùng Chu Hiên quyết đấu lúc. So với loại trình độ đó đáng sợ hơn chân khí ba động bắt đầu khởi động đi ra. Tốt, 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 Lạc Núi, ngươi hối hận. Mà ở nhìn thấy trung vệ cục Lạc Núi, đáp án, ngày đó tổ tứ trưởng lão nhất thời già nua khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lạnh vẻ, lớn tiếng uy hiếp. Mà Kỳ nhãn thần, càng phảng phất ẩn chứa không gì sánh được sát khí vậy, xa xa gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Núi trưởng lão sau lưng Tào Tề quốc. Thật giống như muốn dùng sát khí đem làm thịt. Thế mà, đối với hắn cái loại này tràn đầy lạnh lẽo sát ý âm hàn nhãn thần, Lạc Núi trưởng lão sau lưng Tào Tề quốc lại giống như không nghe thấy. Sau đó chỉ thấy Kỳ con ngươi sâm sâm đem ánh mắt kia dịch chuyển đến cách đó không xa Chu Hiên trên mặt, trong tay công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp kim hắc đao vãn cái hoa, lạnh lùng nói giữa chúng ta chiến đấu tựa hồ còn không có kết thúc. Tiếp tục đi, tổng hay là muốn chia ra cái thắng thua. Ngươi nhất thời Chu Hiên trên mặt thần sắc không gì sánh được xấu xí, thậm chí có một ít hốt hoảng. Bởi vì phải biết hắn vừa rồi đều vẫn là cầm đoạn tinh đao, sức chiến đấu gấp đôi, là của hắn cực mạnh trạng thái tột cùng, có thể kết quả còn là rơi vào rồi hạ phong, thậm chí ngay cả đoạn tinh đao thân đao đều bị kích tét, thử hỏi loại tình huống này dưới, hắn làm sao còn có gan tử tiếp tục so với xuống phía dưới. Hơn nữa hắn cũng không bản pháp tiếp thu loại chuyện đó thực. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị như vậy đánh bại, đó là hạng sỉ nhục, hạng bộ mặt vô tồn. Còn có loại sự tình này mà nếu là truyền đi, về sau hắn Chu Hiên bộ mặt, tại đây tứ cửu thành muốn đã qua chưa để xuống, thế nào đặt? Thắng thua? Có thể nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo âm trầm lạnh lùng quát lớn thanh tự mọi người bên tai nổ vang. Chợt mọi người trong tầm nhìn chỉ thấy ngày đó tổ tứ trưởng lão mặt âm trầm. Cặp kia bay bổng theo làm người ta rung động hàn mang cùng màu sắc trang nhã hai tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tào Tề quốc trên người, giọng nói bất thiện nói tiểu tạp chủng, người nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, giọng nói càng điềm nhiên nói chia ra cái thắng bại. Chỉ bằng ngươi vừa rồi cái loại này hành vi, trận này luận bàn đã không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp. Xôn xao. Nhất thời trong sát na chủ chiến chung quanh đài một mảnh ồ lên. Tiếng động lớn đằng không ngớt. Nhất là này kinh thành bốn bộ trẻ tuổi tinh anh càng tình không điều khiển tự động kinh dị nhìn hắn, nhãn thần ở chỗ sâu trong ẩn hiện ra một tia khinh bỉ. Bởi vì bọn họ lại không phải người ngu, hiện vào thời khắc này đương nhiên đã nhìn ra, ngày đó tổ tứ trưởng lão đây quả thực tự hoàn toàn là không muốn gặp lại đồ đệ mình Chu Hiên tài nghệ không bằng người, sợ tiếp tục đánh tiếp bại bởi Tào Tề quốc, mà muốn cưỡng chế gián đoạn trận này luận bàn. Những người sau thắng lợi tối thiểu danh không tránh nói không thuận. Đây quả thực quá đê tiện vô sỉ. Mà đang đối mặt thiên tổ tứ trưởng lão như vậy đê tiện vô sỉ hành vi, trung vệ cục tương ứng đông đảo trưởng lão và thành viên đều sắc mặt dị thường xấu xí, thậm chí chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Thẳng thắn nói đều không nói, trực tiếp động. Oanh! Bỗng gian,
tại nơi mọi người bên tai lại quỷ dị xuất hiện chói tai không khí bạo liệt thanh. Khiến ở đây đông đảo sắc mặt người mạnh cả kinh. Mà ngày đó tổ tứ trưởng lão, tựa hồ cũng có phát giác, sắc mặt hơi đổi. Phanh! Thế mà, hắn nhận thấy được tốc độ còn là quá chậm. Bởi vì cũng chính là khi hắn vừa nhận thấy được không đúng trong nháy mắt đó, chỉ thấy hắn phía trên không khí lại đột nhiên vào lúc này nổ tung, tùy theo lau một cái diễm quang xuất hiện, tràn ngập kinh người nhiệt độ cao cùng năng lượng, như thu nhỏ lại hãy hỏa diễm vẫn thạch lưu tinh vậy, chiếu nghiêng xuống. Diễm quang xuất hiện cùng nổ bể ra đều chân thực tốc độ quá nhanh, nhanh đến coi như là SS cộng cấp bậc thiên tổ tứ trưởng lão đều không có biện pháp tránh né. Mà kế tiếp hô hấp lúc, dường như thu nhỏ lại hãy hỏa diễm mưa sao xa, nóng cháy gian, nướng theo không khí, đã ở diện mục kinh hãi thiên tổ tứ trưởng lão trong mắt, nặng nề đập vào trên người của hắn. Oanh! Như sấm cự thanh, cùng với tốt lắm tự pháo bông nổ tung, tản ra hỏa diễm, khiến ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt này ngây người, mạnh con ngươi co rụt lại, cột sống phát lạnh, mục trừng khẩu ngốc. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Theo sát mà sau một khắc bỗng nhiên tạc liệt diễm quang dường như sóng chiều nghịch lưu thăng thiên vậy, hướng lên thiên không, cuối cùng hóa thành hỏa diễm mưa phạm vi nhỏ đáp xuống. Cái này, cự ly khu vực gần nhất trung vệ cục lạc núi lạc trưởng lão, đứng mũi chịu sào sắc mặt mạnh biến đổi, trên trán mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào từ lâu tràn đầy hiện lên đi ra, một giọt tích đi xuống. Tuy rằng hắn kỳ thực cũng không có bị bất luận cái gì thương, có thể hắn vẫn là không nhịn được. Thậm chí theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Ngay cả đã đụng vào phía sau hắn đồng dạng sắc mặt có chút đờ đẫn Tào Tề Quốc, đều hoảng hốt không biết. Mà ngay cả hắn loại này cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh. Đường đường SS cộng cấp bậc trung về cục trưởng lão đều bị sợ đến như vậy, những người khác phản ứng càng đừng nói nữa, một đám nhãn thần cực độ hoảng sợ run rẩy tập trung khu vực. Sẽ ở đó rậm rạp hỏa diễm mưa thần tốc tiêu tán sau, bọn họ rốt cục thấy rõ. Đổ nát thật giống như có chút bị nham tương ăn mòn chủ chiến trên đài, ngày đó tổ tứ trưởng lão như cá chết vậy hai mắt trừng mắt, bên té trên mặt đất, mà lúc này, ở trên lưng hắn chẳng biết lúc nào lại có một tay, gắt gao ấn theo đầu hắn lên. Cái này, tê, loại này tràng cảnh nhất thời làm người có chút bị chấn động đến tột đỉnh. Nhất là chủ chiến chung quanh đài này kinh thành bốn bộ tinh anh, lúc này càng trong mắt đều trợn tròn, mục trừng khẩu ngốc. Hai tay mười ngón không tự kìm hãm được run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh cọ 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 liền xông ra. Phải biết rằng đây chính là thiên tổ tứ trưởng lão A. Đường đường cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh, thực lực bình định SS cộng cấp. Nhưng bây giờ, cái này, đây quả thực. Hắn là ai vậy? Vân vân chờ đã, hình như là. Tại đây trong sát na ở đây đông đảo người cũng không nhịn được có chút mất tiếng. Dù sao loại này tràng cảnh chân thực quá làm bọn hắn chấn động. Hơn nữa càng giống như là đang nằm mơ. Dù sao chỉ cần là kinh thành bốn bộ một thành viên, lại có ai không có nghe nói thiên tổ tứ trưởng lão Vân. Vân chờ đã, đại danh, lại có người nào không biết hắn thực lực đáng sợ. Nhất là trong bọn họ có chút tin tức linh thông người, càng biết ngày đó tổ tứ trưởng lão sở dĩ dám đảm đương theo SS cộng cấp lạc núi trưởng lão, thậm chí cách đó không xa trên đài cao nhiều như vậy kinh thành bốn bộ cao tầng mặt mà, như vậy làm càn, như vậy bừa bãi. Là bởi vì hắn tựa hồ cự ly bán ra một bước kia, cũng tốt giống như không xa. Cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, hay hoặc là SSS cấp, coi như là ở kinh thành bốn bộ nội cũng tuyệt đối là lãnh đạo trong lãnh đạo. Cao tầng trong cao tầng, kỳ thân phận địa vị cũng không phải bình thường có thể so sánh. Vì vậy hắn thiên tổ tứ trưởng lão mới dám càn rỡ như vậy bừa bãi. Bởi vì giống như hắn loại này hữu thiên phú, có tiềm lực. Thậm chí càng đã chỉ nửa bước vào cái loại này tầng thứ đại nhân vật. Coi như là càn rỡ giờ, bừa bãi giờ, có thể thế nào? Mặt trên làm sao có thể bởi vì, này loại, chuyện nhỏ, mà trách cứ hắn. Vậy đơn giản hoàn toàn tựu là một loại trò cười. Căn bản không khả năng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như ngày đó tổ tứ trưởng lão như thế chỉ nửa bước đều bước vào SSS cấp đại nhân vật. Lại cư nhiên bị dường như chó chết vậy ở dưới chân. Thậm chí trong khoảnh khắc đem chủ kia đài chiến đấu đều thiếu chút nữa khiến cho sụp đổ. Cái này tuy nói có chút xuất kỳ bất ý, nhưng là hiện ra kỳ cực độ bất phàm làm cho chỗ. Nhất là hiện nay vươn tay gắt gao ấn ở trên trời tổ tứ trưởng lão trên đầu người, còn lại là. Tất cả mọi người con ngươi thật sâu, mục trừng khẩu ngốc nhìn chằm chằm đưa lưng về nhau,
đối diện theo bọn họ tuổi còn trẻ thân ảnh, trong lòng chấn động hoàn toàn chỉ có thể dùng khó diễn tả được để hình dung. Khi bọn hắn lần thứ hai kinh ngạc hoàn hồn, ánh mắt rơi vào Kỳ trên mặt lúc cũng không nhịn được sắc mặt thực sự phức tạp. Bởi vì cái này tuổi trẻ thân ảnh không là người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Xôn xao. Hắn, không phải đâu. Chẳng lẽ trước đánh bại La Khánh Hải lúc, hắn đều còn không có thi triển ra toàn lực. Điều đó không có khả năng đi. Có người nói ngày đó tổ tứ trưởng lão thế nhưng đã chỉ nửa bước vào SSS cấp người. Tiểu tử kia coi như là lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể đi đến loại trình độ đó. Dù sao hắn hiện tại mới bay lớn A. Mặc kệ nói như thế nào, trách không được trung vệ cục lần này như thế nắm chắc khí. Nếu là tiểu tử kia thật có kinh khủng như vậy, coi như là Nhan Chân tới, có thể thắng hắn sao? Nhất thời hiện trường đông đảo người nghị luận ầm ĩ lên, chấn động không ngớt. Mà ở cách đó không xa, trên đài cao, đông đảo kinh thành bốn bộ cao tầng, lãnh đạo trên mặt đều thần sắc không đồng nhất, hoặc là mục trừng khẩu ngốc, hoặc là kinh ngạc vạn phần, hoặc là khó có thể tin. Hoặc là âm trầm không ngớt, chỉ thấy trên đài cao Thái Ngốc Đầu Thiên Tổ nhị trưởng lão cùng với ngũ trưởng lão Dịch Kiêu mí mắt đập mạnh nhảy, sắc mặt một mảnh hắng giọng, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi tiểu tử này. Cư nhiên có thể mạnh như vậy. Nhất là người sau, giờ này khắc này đôi mắt ở chỗ sâu trong thậm chí đều không đè ép được hiện ra một tia một luồng bất an cùng hoảng loạn lên. Dù sao nếu chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật mạnh như vậy, vậy hắn Dịch Kiêu như thế này, nên làm cái gì bây giờ? Dám lên đài sao? Có thể nhưng vào lúc này, tại nơi trên đài cao cách hắn không xa ta trung vệ cục trưởng lão lại bỗng con ngươi co rụt lại, há mồm đó là một tiếng lôi âm quát to tiểu tử cẩn thận. Oanh! Sẽ ở đó trung vệ cục trưởng lão chợt quát thanh hạ xuống trong nháy mắt, tại nơi chủ trên chiến đài, một khiến ra đầu phát, rung động tới cực điểm chân khí như kinh đào hãi lãng vậy tự hắn dưới thân ngày đó tổ tứ trưởng lão trong cơ thể bộc phát ra. Sau đó chỉ thấy Kỳ trên mặt thần sắc mạnh một lệ, hung hăng cắn răng, lại quỷ dị đem thân thể của mình trở nên dường như xà vậy, trực tiếp thi triển nào đó giang hồ dị thuật từ Trần Phi trong tay thoát khỏi. Lại sau chỉ thấy thứ nhất mặt cuồng nộ xuất hiện ở Trần Phi ngay phía trước, thân thể nội khủng bố chân khí nếu như hỏa sơn vậy triệt để nổ, nhấc lên làm cho ba động. Thậm chí bởi vì giận dữ, hắn già nua khuôn mặt cũng vào lúc này có vẻ cực kỳ vặn vẹo cùng dữ tợn. Tiểu tạp trùng, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngày đó tổ tứ trưởng lão không gì sánh được khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn giận dữ hét. Bởi vì lúc trước một màn kia, một kích kia, quả thực hoàn toàn có thể nói là làm hắn bộ mặt hết thảy toàn bộ cũng bị mất. Đem mặt của hắn cũng cho triệt để đánh sưng. Hắn phải giết người trước mắt, mới có thể thiết hận. Lúc trước theo như lời nếu như thu nhỏ lại hãy lưu hành hỏa diễm mưa tràng cảnh cũng đủ kinh người, chân thật lợi hại. Có thể hắn dù sao cũng là một vị chỉ nửa bước đã bước vào SSS cấp siêu cấp cường giả. Tự nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh tan. Hơn nữa hắn cũng đương nhiên không có khả năng cho rằng Trần Phi so với hắn cường, mà là cho là hắn trước chỉ là ăn trở tay không kịp thiệt thòi, mới có thể như vậy. Vì vậy, theo sát mà, hắn sắc mặt dữ tợn một trường vỗ ra, nhất thời Kỳ toàn thân càng sao động chân khí ba động chảy ra ngoài, ngưng tụ ở trong tay hắn thật giống như đao giải phẫu vậy. Phát sinh phát xích thanh âm, mang theo khiến không khí đều có chút không chịu nổi làm cho trọng áp, tàn nhẫn vô cùng hướng về phía Trần Phi đầu thiên linh đài trọng trọng cắt tới, thật giống như muốn Kỳ đầu mổ sọ. Phanh! Có thể vào ngày hôm đó tổ tứ trưởng lão tay trưởng sắp, cắt nát, Trần Phi đầu lúc, người sau lại đột nhiên miệng kia sừng lạnh lùng hướng cắn câu câu, chợt thân hình lóe lên, trước mắt mọi người một hoa, một quyền liền như mãnh hổ xuống núi vậy. Dắt cuốn cương mãnh không gì sánh được xu thế nghịch hơn nửa vô ích cùng một trường kia đụng vào nhau. Nhất thời ngày đó tổ tứ trưởng lão lại cả người mạnh run rẩy, cảm giác được năm ngón tay gian truyền đến kịch liệt vô cùng đau đớn, làm hắn năm ngón tay đều thiếu chút nữa cuộn mình, trên mặt thần sắc cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Làm sao có thể? Hiển nhiên hắn là thế nào đều không có biện pháp tin tưởng, vội vàng dưới, Trần Phi lại còn có thể phản kích hắn chiêu thức ấy. Tối trọng yếu là phản kích hắn một trưởng này hắn một quyền kia, còn như vậy Kỳ thực cương mãnh, trầm trọng như núi, thậm chí cái loại này lực đạo liên hắn đều cảm giác ngón tay đầu khớp xương nhanh cắt đứt. Điều này làm hắn chân thực nhìn không được trong mắt hiện ra lau một cái hoảng sợ. Phanh! Bất quá còn không đợi hắn vô cùng khiếp sợ, đứng ở trước mắt hắn tuổi nhỏ thân ảnh cũng đã lại khẽ động. Hình ý quyền ưng hình,
tê kim chảo. Chỉ thấy Trần Phi chẳng biết lúc nào thân thể lại xoay thành một loại quỷ dị tư thái, thân thể hơi khúc cung theo, một tay đặt thân thể hậu phương, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc trương đến cùng nhau, đột ngột trong lòng mọi người lại phảng phất hiện ra thương khung hùng ưng xé rách vân tiêu hú gọi. Tay móng theo sát mà xé đi ra ngoài, thật giống như hùng ưng đang ở hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vồ, móng vuốt có thể xé rách kim thiết vậy. Thập, phanh, cảm thụ được cái loại này phảng phất có thể xuyên thủng kim thiết lợi hại khí cuốn tới, dù là thiên tổ tứ trưởng lão loại này chỉ nửa bước đã bước vào SSS cấp siêu cấp cường giả, cũng ở giờ này khắc này không khỏi chợt biến sắc. Kỳ hai tròng mắt theo sát mà liền nhanh chóng hiện ra lau một cái run rẩy, vẻ hoảng sợ. Ngay tại lúc tiếp theo xiếp, phanh phát ra một tiếng vang thật lớn, Trần Phi khí thế kia vô cùng thậm chí đáng sợ đến mức tận cùng một móng đã sâu sâu xé rách ở lồng ngực của hắn trên, cùng hắn hốt hoảng gian, chỉ mảnh treo chuông bố trí ở bộ ngực chân khí xé đụng vào nhau. Nhất thời vô hình khí thế đáng sợ dường như hỏa sơn phun trào vậy vỡ ra được, hai người vị trí trên mặt đất, thậm chí chu vi chỉ ít 7-8m trong phạm vi, đều ở đây trong khoảnh khắc trực tiếp đổ nát xuống. Ngày đó tổ ngũ trưởng lão cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phốc suy. Một ngụm máu tươi cuồng phún ra, mọi người trong tầm mắt rõ ràng nhìn thấy ngày đó tổ tứ trưởng lão trong ngực trực tiếp là sụp đổ xuống phía dưới, hơn nữa khu vực còn cấp tốc bộc phát ra một trận huyết vụ, tiên huyết nhễ nhại. Theo sát mà chỉ thấy kỳ thân thể như đạn pháo ngã một cái bắn ra, hung hăng đánh vào đã nửa đổ nát chủ chiến đài trên mặt đất, thật cao bắn lên, lại hạ xuống, lại là tính búng máu tươi phun ra, kỳ trên mặt thần sắc trong nháy mắt trắng bệch đến mức tận cùng. Mà một màn này cũng mọi người con người giữ dần co rút lại. T. Chủ chiến chung quanh đài, dường như ôn dịch vậy vang lên hoàn toàn khó có thể tin cũng hút lương khí thanh. Thật lâu không tiêu thất. Lúc này đây, thậm chí ngay cả cách đó không xa trên đài cao cực một số ít chân chính SSS cường giả, như ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão đều là con người mạnh co rụt lại, chấn động tới cực điểm. Bởi vì nếu lúc trước bọn họ thiên tổ tứ trưởng lão là chịu thiệt ở trở tay không kịp trên, vậy bây giờ đây cũng coi là cái gì? Ăn hỏng cái bụng, đỉnh thực lực không phát huy ra được. Tiểu tử này, hắn đến tột cùng. Điều này sao có thể a? Tại nơi thiên tổ bên trong căn cứ đông đảo nói kinh hãi trong mắt, Trần Phi mặt không biểu tình nhìn lướt qua bị hắn đánh bay ra ngoài thiên tổ tứ trưởng lão, đen nhánh kia trong tròng mắt ẩn có hàn mang lóe lên. Chợt nghiêng người hướng cách đó không xa Tào Tề Quốc còn có trung vệ cục Lạc trưởng lão. Nói Lạc trưởng lão, làm phiền ngươi đem Tào Tề Quốc dẫn đi. Tiếp giao cho ta. A, Nga, vâng, nghe vậy thất thần dưới, Lạc núi Lạc trưởng lão thậm chí ở Trần Phi loại này chưa dứt sửa mau đầu tiểu tử trước mặt, lại biểu hiện ra có chút tương tự với thuộc hạ nhận được thượng cấp mệnh lệnh khiêm tốn tư thái. Bởi vậy có thể thấy được khi hắn giờ này khắc này trong lòng, chấn động là có cỡ nào nồng nặc, cỡ nào rõ ràng. Đến mức Tào Tề Quốc. Càng căn bản đều không sanh được chống lại ý tưởng cùng dục vọng. Vì vậy, sau đó tự thấy bọn họ ly khai chủ chiến trên đài. Theo sát mà hầu như ở đây ánh mắt mọi người, cũng không có so với rung động, khẽ run tập trung tại nơi đổ nát trên lôi đài, Trần Phi trên người. Lau một cái tên là kính nể cùng với rung động, mong đợi phức tạp tâm tình đang khi bọn họ trong lòng cùng trên mặt di động dạng. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Ngươi, mau nhanh xuống đây đi. Ta thế nhưng nghe lời ngươi nói, thành thật tới đây kinh thành, thỉnh tội bị phạt, vì vậy ngươi ni. Lão già kia, có thể đừng nói cho ta ngươi bây giờ không có can đảm lên đài. Mà tự sau đó một khắc, Trần Phi nhãn thần bỗng lược hướng cách đó không xa đài cao, sở lạnh lùng nói ra cùng với nhãn thần tỏa định người, nhất thời làm cái này mọi người tại đây trên mặt lại là thần sắc không khỏi chấn động mãnh liệt. Sau đó trong khoảnh khắc, mọi người nhãn thần đều hướng trên đài cao thai thiên tổ hiện giữ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu trên mặt, hội tụ đi qua. Mà người sau sắc mặt, cũng tự nhiên ở trong chớp nhoáng này trở nên cực vi khó coi. Nhưng cũng hay là có người bắt được kỳ nhãn thần ở chỗ sâu trong cất giấu hoảng loạn, cùng với không gì sánh được kinh hãi. Mọi người tại đây tuy rằng trước đó cũng không biết Trần Phi cùng Dịch Kiêu có ân oán. Nhưng bây giờ coi như là bọn họ trễ nải nữa, có ngốc. Cũng khẳng định nghe hiểu nhìn hiểu, nguyên lai cái này tiểu quái vật lại cùng thiên tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu có cửu oán. Vân vân chờ đã, vậy hắn còn có trung vệ cục lần này sở dĩ lại đột nhiên mạc danh kỳ diệu tìm tới cửa, lộng cái gì luận bàn giao lưu chiến, chẳng lẽ là bởi vì. Nhất thời ở đây mọi người lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt, ánh mắt, không khỏi nhìn không được lại thay đổi.
Bởi vì nếu thật sự là như thế, tiểu tử này, cái này tiểu quái vật tựu thật đúng là to gan lớn mật, bá đạo không gì sánh được a. Nhân ân oán cá nhân mà đến nhằm vào đường đường kinh thành bốn bộ trong bài đệ nhị thiên tổ. Người bình thường làm được loại sự tình này mà sao? Tiểu tạp chủng, người thật đúng là rất không chút kiêng kỵ a. Mà nhưng vào lúc này, trên đài cao ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão lại đột nhiên đứng dậy, lạnh lẽo con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nhãn thần cực kỳ bất thiện nói ta thiên tổ, hạng quyền cao chức trọng chức quyền bộ môn, lại là ngươi loại này tiểu tạp chủng có thể tùy ý dương oai địa phương. Bất quá ta niệm tình ngươi tuổi còn trẻ, tu luyện cũng không dễ dàng, vì vậy nếu là ngươi hiện tại thành thật nhận cái sai, từ trên lôi đài xuống phía dưới, ta thiên tổ còn có thể khoan hồng độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, không so đo ngươi vừa rồi hành động tìm chết. Nếu không, nói đến đây hắn giọng nói lạnh lẽo hung hăng dừng một chút, mới chậm rãi tiếp tục nói nếu không, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, ở ta thiên tổ dương oai, là cỡ nào ngu xuẩn. Cùng muốn chết. Xôn xao. Nhất thời hiện trường một mảnh ồ lên, đều vì ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão loại này ngôn ngữ cảm thấy kinh dị. Thậm chí trong con ngươi còn không tự chủ được mang theo một ít khinh bỉ, cùng với châm chọc. Bởi vì... Này ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão giờ này khắc này như vậy làm vẻ ta đây, hãy cùng trước đê tiện vô sỉ, không thua nổi thiên tổ tứ trưởng lão không sai biệt lắm. Thậm chí còn từng có còn đều bị và, chẳng qua là khi nhưng mà, ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão bản thân lại không cho là như vậy. Hắn chỉ cảm giác mình hiện tại như vậy làm vẻ ta đây, đã rất cho Trần Phi mặt mũi. Vì vậy nếu là tiểu tạp chủng này thức thời, đọc được hiện tại loại này thế cục, nên lập tức thu tay lại. Bằng không dù sao ngay cả bọn họ thiên tổ đã chỉ nửa bước vào SSS cấp tứ trưởng lão, đều thua ở tiểu tạp chủng trong tay, dịch kiêu coi như lại quyền cao chức trọng, cũng vẫn không khả năng lật bàn. Bởi vì thực lực không đủ. Về phần hắn tại sao muốn vì dịch kiêu xuất đầu, nguyên do kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì hắn cùng dịch kiêu là nhất phái, đều thân cận Trần gia bên kia, thậm chí Trần Duy Sơn sự kiện kia hắn rất sớm trước đã sớm đã biết. Vì vậy hắn mới càng cảm thấy được Trần Phi tiểu tạp chủng này không tán thưởng, không biết cái gọi là, không biết tự lượng sức mình ngang. Dám hướng lão Trần gia người hạ thủ. Nếu là lão thái gia còn chưa đi, hắn hiện tại khẳng định đều trực tiếp đều muốn tiểu tạp chủng bắt lại. Giao đưa cho lão Trần gia xử lý. Đến mức Trần Phi bản trong cơ thể cũng giữ lại lão Trần gia máu chuyện này, hắn ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão mặc dù biết. Có thể hắn làm mất đi không cho là cái loại này ở nông thôn tiện nữ nhân sanh ra được dã loại, có tư cách xứng đôi vĩ đại, cao quý chính là lão Trần gia danh hào. Nhân làm căn bản hoàn toàn sẽ không xứng, vì vậy hắn cũng khẳng định không tiếp thu có thể. Tiểu tạp chủng này sao có tư cách là lão Trần gia huyết mạch? Quả thực chính là trò cười, dã loại mà thôi. Ha ha! Nhưng ngay khi hắn như vậy cho rằng lúc, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên nở nụ cười. Lại sau chỉ thấy kỳ sắc mặt có chút trào phúng giơ tay lên chỉ hướng cách đó không xa đài cao. Lão già kia, ngươi nếu không phục khí có thể trực tiếp xuống tìm ta thử một lần. Dù thế nào các ngươi thiên tổ vô liêm sỉ, ta ngày hôm nay coi như là thấy được, đường đường thiên tổ trưởng lão, SS cộng cường giả. Đó là hạng thực lực hạng thân phận, hiện tại lại thậm chí ngay cả ta đây loại hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử đều sợ, cũng không biết có phải hay không là bởi vì chẳng đáng. Còn là lá gan so với con chuột đều còn nhỏ ni. Ta là thật tò mò a. Cuối cùng mấy chữ lúc, Trần Phi chẳng đáng, trêu chọc ngữ điệu chợt lên cao. Khiến ngày đó tổ ngũ trưởng lão dịch kiêu trên khuôn mặt già nua thần sắc trong nháy mắt phồng thành chư can, bởi vì Trần Phi lời này chân thực quá tổn hại. Nếu là truyền đi, từ nay về sau hắn dịch kiêu, thậm chí hắn thiên tổ bộ mặt để nơi nào. Tiểu tạp chủng, người có đúng hay không muốn tìm cái chết? Mà ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt, không nghĩ tới tiểu tạp chủng này dám dùng những lời như vậy chen nhau đổi tiền mặt bọn họ, vội vã khiến cho bọn hắn đi vào khuôn khổ. Bằng không vậy bọn họ ngày hôm nay tựu thực sự mất mặt ném quá, sẽ trở thành cái này tứ cửu thành trò cười. Đúng vậy, ta chính là muốn tìm cái chết, xin ngày đó tổ ngũ trưởng lão dịch kiêu ban thưởng ta một mạng. Dĩ nhiên, nếu là ngươi, hôm nay tổ nhị trưởng lão, đường đường SSS cường giả. Thật kéo dưới mặt đến cùng ta đây hơn 20 tuổi chưa dứt sửa, mao đầu tiểu tử đấu một trận, ta cũng là một vạn cái nguyện ý cùng hoan nghênh. Ngay từ đầu nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt còn vẻ mặt làm trò ngược vẻ, có thể đến mặt sau, hắn trần khuôn mặt nhưng trong nháy mắt băng hàn xuống tới,
thanh âm lạnh lẽo, như sấm tại đây sân huấn luyện nội quanh quẩn lên. Lão già kia, người có muốn hay không dưới đi thử một chút? Hắn con người chăm chú nhìn đối phương, khinh thường nói. SSS cấp, hắn đến thật muốn nhìn một chút tự loại trình độ này, có tư cách gì ở trước mặt hắn tốt khoe khoang tư thái, cùng phách lối. Không phục vậy dưới đi thử một chút lạc ai sợ ai. Cái này, cái này. Mà đang ở Trần Phi ngôn ngữ thanh hạ xuống sau trong sát na, hầu như ở đây tất cả mọi người nhìn không được khóe miệng có chút co quắp, trên mặt cũng là một mảnh cứng ngắc. Bọn họ nhìn không được trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi, còn chân thực không nghĩ ra người này đến tột cùng từ sau mà đến lo lắng, mà ngay cả SSS cấp thiên tổ nhị trưởng lão cũng dám như thế khiêu khích. Nhưng đây quả thật là quá tổn hại. Dù thế nào nói chung vô luận hắn ngày hôm nay xuống không được chàng, mặt là khẳng định triệt để mất hết. Dù sao hắn thiên tổ nhị trưởng lão bao lớn, nhiều không dám nói, nhưng 100 tuổi đó là tuyệt đối nhất định là có. Nhưng Trần Phi Ni, đính thiên tối đa cũng sẽ không đến 30, coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, có thể cũng không phải có thể chơi như vậy đi. Nói cho cùng, bọn họ kinh thành bốn bộ còn là đồng khí liên cành. Không phải là có thể tùy tiện làm loạn. Nhị trưởng lão, mà ở thấy tình cảnh này, Khấu Bân cũng chỉ có thể mặt không thay đổi chậm rãi nói. Hiển nhiên, coi như là hắn không muốn cùng SSS cấp ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão khởi xung đột. Có thể bọn họ thiên tổ, nhưng cũng chân thực đâu bất khởi người này. Vì vậy, hắn phải lên tiếng. Nghe vậy nhất thời ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão trên mặt hung hăng rút quất. Theo sát mà. Tại nơi khắp bầu trời khinh bỉ cùng giễu cợt đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão sắc mặt cũng hoàn toàn triệt để âm trầm xuống. Hắn cắn răng, bởi vì giận dữ mà không gì sánh được dữ tợn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, run run cái liên tục. Sau một hồi mới chậm rãi nhấc lên lau một cái vẻ dữ tợn. Tốt một cái cho mặt không biết xấu hổ tiểu tạp trùng. Ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cắn răng, khuôn mặt vặn vẹo đến mức tận cùng nói. Theo sát mà vung tay lên, lại chợt cười nhạt ngươi đã tiểu tạp chủng này như thế không tán thưởng, như vậy. Dịch kiêu, tứ trưởng lão, nếu không hai người cùng nhau cho hắn biết biết giáo huấn đi. Xôn xao, nhất thời hiện trường lại một trận ồ lên, không nghĩ tới cái này ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão lại như cái này vô sỉ, phái ra hai đại SS cộng trưởng lão lấy hai địch một, nhiều người khi dễ ít người. Cái này, có thể. Đối với ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão loại hành vi này ở đây đông đảo người tuy rằng cảm giác khinh thường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ rồi lại không lời nào để nói, minh bạch đây đúng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao trước đó ngày đó tổ tứ trưởng lão đã thua ở quá Trần Phi trong tay một lần, vì vậy bằng một mình hắn đó là khẳng định thiếu. Thế mà đạo lý mặc dù là loại này đạo lý, nhưng loại này hành vi. Siêu, siêu. Nhất thời sân huấn luyện trung ương đã đổ nát chủ trên chiến đài, thần tốc có hai đạo nhân ảnh thoáng hiện. Chỉ thấy ngày đó tổ tứ trưởng lão, Chu Hiên sư tôn bưng tiên huyết nhễ nhại ngực, lại đã trở về. Mà ở bên cạnh hắn tự nhiên là trước mắt dữ tợn Dịch Kiêu, mắt lộ ra trào phúng cùng châm biếm vẻ nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa như là nhìn chăm chú vào đợi làm thịt sơn dương. Hiển nhiên ở trong mắt hắn, căn bản cũng không có nghĩ tới nếu là bọn họ hai đại SS cộng đều xuất hiện. Còn có thể bại bởi Trần Phi loại này hoàn toàn không thể nào vấn đề. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, ở đây đông đảo những người khác cũng đều là như vậy. Phanh một tiếng, theo ngồi ở đó trên đài cao thai Trịnh Vệ Quốc, tay bên trên cái ghế tay vịn bỗng nhiên hóa thành bột phấn. Sau đó chỉ thấy Kỳ hai mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Khấu Bân, giọng nói có vẻ cực kỳ bất thiện nói Khấu tổ trưởng, các ngươi thiên tổ cái này. Có đúng hay không có chút thật quá mức? Ỷ lớn hiếp nhỏ còn chưa tính. Còn nhiều người khi dễ ít người. Cái này có ý tứ, coi là cái gì? Nghe vậy ngày đó tổ trưởng Khấu Bân mặt không biểu tình, thật giống như cái gì đều không nghe được. Trên thực tế hắn là căn bản không biết cần thế nào đáp lời. Ha ha! Nhưng ngay một giây kế tiếp, ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, vẻ mặt châm chọc cùng miệt thị nói tiếp Trịnh cục trưởng, hà tất kích động như thế. Nếu tiểu tạp chủng đối với mình như vậy có tự tin, ngay cả ta cũng dám khiêu khích. Vậy bây giờ loại trình độ này lại coi là cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ nói ta cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ thực lực, đường đường SSS cấp, còn có thể không bằng Dịch Kiêu hai người bọn họ liên thủ? Nói xong hắn liền không để ý tới nữa vẻ mặt hắng giọng xấu xí Trịnh Vệ Quốc, ánh mắt theo sát mà chuyển hướng đã đổ nát chủ trên chiến đài,
một bên con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hiển lộ ra hàn ý, một bên lạnh lùng nói hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn chưa động thủ. Vâng. Ngày đó tổ tứ trưởng lão cùng với Dịch Kiêu Hầu như cũng trong lúc đó mặt lộ vẻ dữ tợn cùng vặn vẹo lên tiếng, sau đó con ngươi tùm chết nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt sát ý hiện ra hết, như sóng chiều vậy chấn động cuộn trào mãnh liệt. Siêu, siêu. Sau đó chỉ thấy hai người bọn họ trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh, một tả một hữu, cắt giữa không trung, dắt cuốn làm cho chân khí ba động hướng vẻ mặt cười nhạt Trần Phi bắn mạnh tới. Theo sát phía sau từ thân thể bọn họ nội cũng hiện ra kinh người ba động, làm cho lực lượng rung động không khí, hướng Trần Phi ép tới. Cản bọn họ lại. Trịnh Vệ Quốc sắc mặt hắng giọng chợt quát lên. Hắn không có khả năng nhìn như không thấy. Theo sát mà Lạc Núi Lạc trưởng lão cùng với bên kia Trung Vệ Cục SS cộng cấp thực lực trưởng lão trực tiếp là không chút do dự lao ra. Thế mà bọn họ lần này lại vừa mới vừa lao ra mấy thước, lại đều nhất tề giật mình, ngừng lại. Bởi vì bọn họ lại đều phát hiện lúc này chính ngật đứng ở đó đổ nát chủ trên chiến đài Trần Phi, cư nhiên hướng bọn họ cười khoát tay áo, đây là đang ý bảo hai người bọn họ có thể không cần xuất thủ. Một giây kế tiếp bọn họ nghi ngờ trong lòng liền có đáp án. Oanh! Một cực đáng sợ diễm quang vọt lên, bao phủ ở khu vực. Từ Trần Phi trong cơ thể lúc này trào hiện ra khí thế và diễm quang cực kỳ kinh người. Thậm chí khiến mọi người tại đây đều cảm giác có chút hít thở không thông. Có thể Dịch Kiêu còn có Thiên Tổ tứ trưởng lão, Chu Hiên sư tôn trên mặt nhưng vẫn là hiện lên theo bởi vì châm chọc mà vặn vẹo đến mức tận cùng miệt thị dáng tươi cười. Bởi vì tại bọn hắn xem ra Trần Phi tiểu tử này coi như tái biến tai, lại thái quá, lại sao có thể là hai người bọn họ đại SS cộng cường giả liên thủ địch thủ. Chớ nói chi là đã chỉ nửa bước vào SSS cấp Thiên Tổ tứ trưởng lão, kỳ thực cũng không giống như mọi người trong tưởng tượng thương nặng như vậy, vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Mà hắn bây giờ còn có thể đủ phát huy được lực lượng tối thiểu là ở trạng thái tột cùng 80% đã ngoài, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Dù thế nào hai người bọn họ là tuyệt đối hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đây, ngày đó tổ tứ trưởng lão liền không khỏi lạnh lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc ha ha, tiểu tạp chủng, trước ngươi không phải là còn thật khoa trương sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Nói cho ngươi biết. Ngày hôm nay lão phu nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, tên của ta gục theo viết. Nói, hắn gương mặt già nua kia trên đó là ở không nhẫn nại được lộ ra khiếp người sát ý, cùng hàn ý. Hiển nhiên, hắn đến bây giờ cũng còn thật sâu nhớ kỹ vừa rồi một màn kia, dù sao vậy đơn giản chân thực đưa hắn tờ này nét mặt già nua đều mất hết. Hắn phải giết người trước mắt, mới có thể thiết hận. Mà ở thấy tình cảnh này, Dịch Kiêu cũng giống như trong lòng bỗng tràn đầy tự tin. Hắn con người thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phi trên cao nhìn xuống, miệt thị cười lạnh nói tiểu tạp chủng, ngươi nếu là hiện tại hướng bọn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sám hối chịu tội, có thể vẫn có thể vãn hồi đây hết thảy, làm chúng ta lòng từ bi lưu ngươi một cái mạng nhỏ, cận đem ngươi cái này thân tu vi phế bỏ cũng được. Nếu không cũng đừng trách ta chờ xuất thủ không cái nặng nhẹ, đến lúc đó, ha ha. Hắn tiếng cười lạnh trong tràn đầy kiêu căng cùng châm chọc, cho là hắn hai người đã thắng chắc. Mà ở nhìn thấy một màn này, ở đây đông đảo kinh thành bốn bộ thanh niên một đời không khỏi có chút ồ lên. Đều đã như vậy quá phận, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, còn cư nhiên như thế trước mặt mọi người con mắt nhìn chừng dưới ngôn ngữ như vậy làm người ta khinh thường. Hôm nay tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu, thật đúng là được rồi, phẩm tính cũng đủ vô sỉ ti tiện. Xuất thủ không cái nặng nhẹ, được rồi, ta tựa hồ đột nhiên tìm được rồi một cái lý do không tệ a. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo mang theo diễu cợt thanh âm đột ngột vang lên, mọi người đều hơi bị sửng sốt. Tựa hồ đột nhiên tìm được rồi một cái lý do không tệ. Hắn lời này, có ý tứ. Nhất thời mọi người tại đây nhìn không được đồng loạt hướng đã đổ nát chủ chiến giữa đài, đánh từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ tự vẻ mặt bình thản, thậm chí chút nào vẻ bối rối đều không chảy lộ ra ngoài Trần Phi nhìn lại. Không biết vì sao, trong lòng bọn họ mặt lại sinh ra một loại khó có thể tin. Thậm chí có một ít hoang đường ý niệm trong đầu. Lẽ nào tiểu tử kia căn bản cũng không sợ. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, ngay cả quyển kia vẻ mặt miệt thị Dịch Kiêu cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng, thậm chí còn phảng phất sự cảm thấy có chút không ổn. Nhất thời chỉ thấy thứ nhất mặt dữ tợn nhìn Trần Phi, sắc lệ nội cha nói tiểu tạp chủng, người lời này có ý tứ.
Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ngươi bây giờ có cái gì xoay người tư bản sao? Có ý tứ, quản nhiều như vậy làm gì, đợi ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Còn là nói, ngươi bây giờ lại bắt đầu sợ. Có thể đáp lại hắn lại là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu càng giễu cợt cười. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lược ra lau một cái khiếp người hàn mang. Ngươi, Dịch Kiêu nhất thời biến sắc. Mà ngày đó tổ tứ trưởng lão cũng là vẻ mặt nhiệt nộ cùng dữ tợn, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi tiểu tạp chủng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá cản rỡ. Tiểu ly xà kiếm trận. Thế mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tựa hồ cũng đã mặc kệ sẽ hắn. Theo sát mà mọi người tại đây đều cảm giác không khí chung quanh run lên. Hắn lạnh lùng rồi lại không hiểu làm người ta sởn tóc gáy thanh âm, đã lạnh lạnh vang dội đến. Siêu, siêu, siêu. Sau đó, vào ngày hôm đó tổ tứ trưởng lão thậm chí Dịch Kiêu đều từ từ bởi vì sợ hãi mà lớn lên trong con ngươi, chín chuôi hừng hực thiêu đốt viêm kiếm trong nháy mắt lao ra Trần Phi trong cơ thể, một không cách nào che giấu gào thét cùng với nóng lực lượng, do như hỏa diễm phun trào vậy, cuồng bạo mang tất cả ra. Mà cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là theo sát mà tại bọn hắn trong tầm mắt, một luồng sợi diễm quang bao vây lấy chín chuôi viêm kiếm bất ngờ ở vi huân giữa không trung, điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng bao phủ. Sau đó, ít nhất, có một cái thân thể cực lớn đến đủ để siết chết voi hỏa diễm cự xà, đang lúc mọi người sợ hãi cùng run rẩy ánh mắt chậm rãi xuất hiện. Và lại nó không tình cảm chút nào ba động con ngươi, còn gắt gao đã xem ngày đó tổ tứ trưởng lão tập trung. Tùy theo. Một mạnh mẽ đến làm người sợ hãi khủng bố uy áp tịch quyển ra. Giống. Nó theo sát mà ngửa đầu bộc phát ra một đạo làm người ta khó có thể chống cự gào thét, điên cuồng chấn động lên. Ưng ực, đó là cái gì? Cách đó không xa trên đài cao, dù là Trịnh Vệ Quốc cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, cái trán mơ hồ hiện ra giọt mồ hôi kinh dị lên. Hiển nhiên giờ này khắc này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu triển hiện ra quỷ dị thủ đoạn, đã triệt để đưa hắn dọa sợ. Kiếm tu. Không chỉ là hắn, thậm chí ngay cả lưu đầu mùa đông cùng với ẩn núp trong bóng tối vị kia. Bọn họ lúc này quét về phía chủ trên chiến đài ánh mắt, đều thật sự có một ít thay đổi. Hiển nhiên ngay cả bọn họ đều không nghĩ tới, Trần Phi lại là một cái kiếm tu. Phải biết rằng loại tu luyện này lộ số vậy tu luyện thành công, bằng vào kỳ siêu cường công kích tính, cùng giai luyện khí sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ. Vì vậy nếu Trần Phi thực sự là một cái kiếm tu nói, vậy coi như không phải là đùa giỡn. Bởi vì coi như là bên kia, coi như là tam đại võ học thánh địa một trong Côn Lôn kiếm nhai, nếu không nghi thức nhập môn đệ tử, vậy cũng là không tư cách tu kiếm. Oanh! U long! Mà nhưng vào lúc này, mọi người tại đây cũng còn đắm chìm trong nội tâm chấn động lúc, xoay quanh ở giữa không trung khổng lồ hỏa diễm cự xà lại đột nhiên động, khiến quanh mình không khí đều chấn động. Chợt các loại đinh tai nhức óc hướng vẻ mặt sợ hãi thiên tổ tứ trưởng lão thôn vệ đi, kỳ hỏa diễm lượn lờ miệng to như chậu máu trong khoảnh khắc hóa thành tù lung. Đem sắc mặt không gì sánh được sợ hãi thậm chí hoảng sợ thiên tổ tứ trưởng lão phong tỏa lên. Trước thành thật ở bên trong đợi một hồi đi, chờ ta thu thập hắn, lại tới thu thập ngươi. Hình ảnh lại trở lại đất chống chiến trường nội, Trần Phi lãnh đạm thanh âm. Chậm rãi ở sắc mặt kia đã chợt trở nên không gì sánh được cứng ngắc cùng kiêng kỵ Chu Dã bên tai vang lên. Chặt tiếp theo liền thấy hắn lại nhìn về phía trước. Ta hiện tại sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Mình hiểu rõ, hoặc là, ta giúp ngươi. Trần Phi thanh âm lạnh lùng rốt cục lại vang lên lần nữa, khiến Dịch Kiêu mạnh biến sắc. Ngươi, 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 tiểu tạp chủng, ngươi muốn làm gì? Theo sát mà chỉ thấy thứ nhất mặt sắc lệ nội cha dùng tay chỉ Trần Phi quát lên. Mà phía sau lưng của hắn, áo gian, thậm chí tóc, lại sớm bị cuồn cuộn tuôn ra giọt mồ hôi triệt để làm ướt. Mà kỳ nhãn thần ở chỗ sâu trong sở hiển lộ ra gì đó, càng tràn đầy nồng nặc hoảng loạn, thậm chí, sáng loáng có chút chỉ hoảng lên. Ta muốn làm gì? Nghe thế Trần Phi không khỏi khóe miệng hơi ngoéo. Một cái, đưa tay đánh một cái búng tay, nhất thời, phảng phất có lau một cái quỷ dị khí tức trong nháy mắt phiêu đãng ở trong không khí. Khiến Dịch Kiêu mạnh trong lòng phát lạnh. Sau đó chỉ thấy kỳ hình như có phát giác cúi đầu, liền thấy, khi hắn trong ngực chỗ, lại chẳng biết lúc nào đã có khiêu động hỏa diễm cực điên cuồng muốn thẩm thấu tiến máu thịt của hắn. Không! Kinh khủng gần chết nhìn một màn này, gào thét nói. Nói chỉ ngươi loại này ngay cả ta nhất chiêu đều nhận không được phế vật, cũng không biết xấu hổ trước ở trong điện thoại như vậy càn rỡ,
ngươi nghĩ vì Trần gia can thiệp vào, có thể ngươi có tư cách đó sao? Trần Phi nhãn thần có chút lạnh lùng, có chút làm trò ngược nhìn vẻ mặt kinh hãi gần chết Dịch Kiêu, đạm mạc đạo. Tiểu tạp chủng, ngươi đã thắng, ngươi còn muốn làm gì? Dịch Kiêu cũng không biết có phải hay không óc có chuyện, lại còn đang mắng người, mắng Trần Phi là nhỏ tạp chủng. Có thể thanh âm hắn trong sợ hãi nhưng căn bản yểm không lấn át được. Hắn từ Trần Phi lạnh lùng giọng trong, cảm thấy sát ý. Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi đều là một ít lời thừa sao? Lẽ nào ngươi đã quên ta trước ở trong điện thoại, nói với ngươi quá cái gì? Trần Phi cười cười, khóe miệng độ cung vẫn lạnh lùng như cũ. Trước ở trong điện thoại. Nghe thế Dịch Kiêu cả người mạnh run rẩy, sau đó trong nháy mắt trong ánh mắt sợ hãi ở không cách nào che giấu, thậm chí lan tràn tới cả khuôn mặt. Hắn già nua khuôn mặt trắng bệch theo, cả người run run, lớn tiếng mắng tiểu tạp chủng, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cái tóc gáy, ta thiên tổ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn làm gì, còn không mau dừng tay cho ta. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa trên đài cao thai ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão tựa hồ cũng tốt giống như phát hiện Trần Phi ý đồ, già nua khuôn mặt vừa sợ vừa giận điên cuồng gào thét lên. Oanh! Sau đó một làm người ta kinh hãi cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, SSS cấp đáng sợ khí thế phóng lên cao. Hướng chủ kia đài chiến đấu đấu đá đi. Phải! Nhưng Trần Phi lại đúng phía sau đấu đá tới làm cho khí thế hoảng hốt không biết. Theo sát mà chỉ thấy kỳ khóe miệng vi câu, bấm tay bắn ra. Phốc suy! Vẻn vẹn là trong sát na, chẳng biết lúc nào tràn ngập Dịch Kiêu trước ngực diễm quang. Liền mãnh liệt đột ngột tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao, và kinh người kiếm khí. Sau đó bẻ gãy nghiền nát thẩm thấu tiến Dịch Kiêu trong thân thể, trong khoảnh khắc, đem trong cơ thể gân mạch cùng với đan điền toàn bộ phá hư. Thậm chí còn nhường kỳ biến thành một hỏa nhân. Vì vậy, mọi người bởi vì sợ hãi mà mở lớn trong con ngươi, hiện ra như vậy một cái hình ảnh. Đó chính là đường đường thiên tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu, giờ này khắc này lại biến thành nổi giận người, bị điên cuồng trước thiêu. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Không chỉ có như vậy, hắn hình như, còn giống như bị phế bỏ. Tiểu tạp chủng, ngươi dám. Nhất thời cách đó không xa trên đài cao thai ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão bị cái này biến cố sợ ngây người, lúc này nhìn không được bạo giận lên, kỳ già nua khuôn mặt có vẻ không gì sánh được dữ tợn và vặn vẹo. Cái này, tiểu tử này lại đúng như cái này to gan lớn mật, làm cho bọn họ nhiều như vậy kinh thành bốn bộ cao tầng mặt mà. Tại bọn hắn thiên tổ trên địa bàn, đưa bọn họ thiên tổ trưởng lão cho phế bỏ. Đừng nói là hắn ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão không tin, coi như là cái khác này kinh thành bốn bộ cao tầng, thậm chí Trịnh Vệ Quốc, đều có chút không tin, không dám tin. Có thể, hiện tại hình như sự thực tựu bày tại bọn hắn trước mắt, làm bọn hắn phải tin a. Ha ha, xin lỗi, vị này Dịch trưởng lão thực lực quá mạnh mẽ nữa, vì vậy xuất thủ không khống chế được. Không cái nặng nhẹ. Ai, thực sự là không có ý tứ, không có ý tứ a. Mà đối với ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão dữ tợn giống giận, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại khóe miệng vi câu, trong nháy mắt miệng đầy tao nói, nhất thời làm ở đây tất cả mọi người ngây người. Chỉ ngươi vừa rồi đứng ở tại chỗ động đều không động, còn cái gì dây bi thực lực quá mạnh mẽ, cái gì dây bi xuất thủ không khống chế được. Cái này hắn ma là ở mở to trước mắt nói mỏ đi. Có thể mọi người tại đây nhưng cố tìm không ra một người có thể phản bác chúng ta Trần Phi, Trần Tao Heo, nói. Hắn ma, ta 120 hơn tuổi chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, với người đường đường gần trăm tuổi thiên tổ trưởng lão, SS cộng cấp cường giả luận bàn giao lưu, có thể có lá gan có năng lực đứng lên đài đi, cũng đã phi thường tốt vô cùng. Vì vậy xuất thủ không khống chế được, đây không phải là rất bình thường sao? Ai kêu đây chính là đường đường thiên tổ trưởng lão cường giả? Thực lực như vậy, cường. Phanh. Theo đã rơi vào ngất, cả người còn bị đốt thành than cốc già nua thân thể phanh một tiếng ngã xuống đất, mọi người tại đây cũng không nhịn được con người hung hăng run lên, da mặt tử điên cuồng lay động. Bởi vì bọn họ vào thời khắc này hoàn toàn có thể cảm nhận được già nua thân thể trong cơ thể gân mạch, và huyết nhục đúng là đều bị phế bỏ. Nhất thời chủ này chiến chung quanh đài quỷ dị yên tĩnh, tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có gió lay động lá cây hoa lạp lạp thanh âm dần dần ẩn vào tai. Mà từ thiên tổ tứ trưởng lão, thiên tổ ngũ trưởng lão hai đại SS cộng cường giả dắt tay nhau vây công chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, lại bị hắn trong nháy mắt phản kích, lại bị hắn thi triển, tiểu ly xà kiếm trận,
vây khốn một người trong đó, phế bỏ một người khác, đây hết thảy miêu tả lên tựa hồ rất dài, kỳ thực cũng bất quá tựu trong chớp mắt. Nhưng chỉ có tại đây trong chớp mắt công phu a, một 20 hơn tuổi thoạt nhìn hình như chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, lại cư nhiên cho thấy kinh khủng như vậy, kinh người một mặt, đem hai đại SS cộng cường giả một cái phế bỏ, một cái vây khốn, đây là hạng thực lực khủng bố. Cho dù là lúc này ở vào cách đó không xa trên đài cao, danh chính ngôn thuận, chân chân tránh tránh SSS cấp cường giả ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cũng lòng biết rõ, liền hắn đều tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Đây cũng nói rõ cái gì? Tính, quỷ dị kia vắng vẻ không có gì bất ngờ xảy ra rằng co xuống phía dưới. Không người nào dám cả tiếng hô hấp, không người nào dám nói đánh vỡ trầm mặc. Coi như là cách đó không xa trên đài cao cực một số ít kinh thành bốn bộ SSS cường giả, cũng đều bị Trần Phi chiêu thức ấy cho hoàn toàn kinh hãi, già nua trong con người lấp lánh kinh dị, phức tạp quang mang. Mà đang lúc bọn hắn đều là như vậy, cái khác này ở vào chủ chiến chung quanh đài kinh thành bốn bộ trẻ tuổi tinh anh môn trong lòng chấn động càng không cần nói. Bọn họ câu đều kinh hãi không gì sánh được, mặt sợ hãi nhìn đổ nát trên lôi đài ngất ngả xuống đất thương lão thân ảnh. Cùng với miệng kia sừng vi câu ra trào phúng lăng đứng ở một khối nghiền nát cự thạch trên Trần Phi. Thấy lạnh cả người, dần dần leo lên tim của bọn họ. Bởi vì thẳng đến lúc này bọn họ lúc nãy chân thực cảm giác được. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng có đáng sợ cỡ nào? Không phải đâu, thiệt hay giả. Thiên tổ trưởng lão, bị hắn phế đi. Cái này, cái này, cái này. Cái này tựa hồ hình như ra đại sự. Hắn cư nhiên dám làm như thế. Lại có như vậy thực lực khủng bố. Ta nhớ kỹ ngày đó tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu từ lúc mấy năm trước, cũng đã tu vi thực lực đi đến SS cộng, nhưng bây giờ. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã đạt đến cái loại này trình tự? Ngươi là nói, tê, điều này sao có thể? Kèm theo kinh hãi tới cực điểm sợ hãi tiếng nghị luận, mọi người chiếm đa số tầm mắt thất thần ngốc lăng nhìn trên lôi đài đã bị phế bỏ thân ảnh. Có thể mặc dù là bọn họ giờ này khắc này đã tận mắt nhìn thấy. Cũng còn là vẫn là có chút khó có thể tin, đường đường thiên tổ trưởng lão, một vị SS cộng cấp cường giả. Nhưng bây giờ lại cư nhiên ở trước mặt bọn họ bị chân chính phế bỏ. Đây quả thực. Hơn nữa, coi như đều trước không nói chuyện như vậy thực, có thể dính dáng, liền nghĩ ra được đồ vật có bao nhiêu khủng bố. Liền nói tiểu tử kia cư nhiên dám làm như thế. Lẽ nào hắn sẽ không sợ thiên tổ trực tiếp cùng hắn dở mặt? Dù sao đây chính là thiên tổ a. Mặc dù là ở kinh thành bốn bộ như vậy đỉnh đặc quyền ngành sắp xếp thứ tự trong, cũng vẫn như cũ vững vàng cầm giữ tên thứ hai vị trí, đây là kinh khủng bực nào. Mà loại cấp bậc đó tổ chức uy nghiêm hữu khởi dung như vậy khiêu khích. Ừng ực nhất thời mọi người tại đây không khỏi nuốt nước miếng một cái. Coi như là trong bọn họ có người trễ nảy nữa, sợ rằng hiện tại cũng rõ ràng. Đây là muốn phát sinh đại sự kiện. Tiểu tạp chủng, người thật to gan. Mà nhưng vào lúc này, trong lòng bọn họ mặt dự đoán tràng cảnh rốt cục xuất hiện. Một lúc sau, rốt cục có một đạo nổi giận tới cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo sát ý điên cuồng, ở trong trời đất này vang dội đến. Chỉ thấy ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão phanh một tiếng bóp nát trong tay tọa ỷ tay vịn, khiến kỳ hóa thành bột phấn. Nhất thời sau đó chỉ thấy kỳ hai mắt đỏ bừng, nộ râu tóc trương, già nua khuôn mặt như phẫn nộ tới cực điểm mà vặn vẹo, dữ tợn, kỳ trong cơ thể càng hiện ra làm cho sát khí. Cách mấy chục thước cự ly xa hướng chủ chiến đài áp đi. Hiển nhiên, coi như là hắn cũng không nghĩ tới. Trần Phi tiểu tạp chủng này cư nhiên sẽ như vậy quả đoán tàn nhẫn, lại dám vừa ra tay, tự đưa bọn họ thiên tổ trưởng lão cho phế bỏ. Đem trong cơ thể kinh mạch còn có huyết nhục hết thảy thiêu hủy. Đây chính là một vị bọn họ thiên tổ trưởng lão a. Hơn nữa Dịch Kiêu càng hắn ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cái này phe phái thành viên trọng yếu, đường đường SS cộng cấp bậc. Loại tổn thất này cho hắn mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại. Mà cái này chỉ nghĩ muốn, cũng đủ để làm hắn nổi trận lôi đình. Oanh! Nổi giận dưới hắn, thậm chí hầu như đều không nhẫn nại được trong lòng sát ý. Theo sát mà chỉ thấy kỳ lại muốn mạnh mẽ xuất thủ, chuẩn bị nhằm phía chủ chiến đài. Có thể nhưng vào lúc này hắn lại đột nhiên bị Trịnh Vệ Quốc ngăn lại. Thon dài lão, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy kỳ sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nói. Ta muốn làm gì? Ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão tức giận trước ngực kịch liệt phập phồng, khuôn mặt nhân giận dữ mà vặn vẹo không gì sánh được, nghiến răng nghiến lợi,
dữ tợn nói Trịnh Vệ Quốc, người hắn mà còn có mặt mũi hỏi ta muốn làm gì. Ngươi là người mù, không phát hiện tiểu tử kia làm cái gì. Hanh, cảm thụ được trước mặt nhào tới khủng bố khí tức, Trịnh Vệ Quốc không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, vừa vặn thể nhưng vẫn là thẳng tắp ngăn ở trước mặt đối phương, lạnh lùng nói ta không mặt mũi. Ta là người mù, tốt lắm, thon dài lão, ta ngược lại cũng muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi vừa rồi lại làm cái gì? Hai vị đường đường thiên tổ trưởng lão, cư nhiên có thể vô liêm sỉ đến loại trình độ đó, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, vây công một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Mà bây giờ, người thon dài lão còn muốn tự mình xuất thủ. Các ngươi thiên tổ, lúc nào vô liêm sỉ đến loại trình độ này? Trịnh Vệ Quốc chất vấn. Ngươi nói cái gì? Trịnh Vệ Quốc ngươi, nhất thời ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão tức giận đến sắc mặt đều cứng, nhưng lại nói không nên lời bất kỳ phản bác nào nói đến. Đúng vậy, trước bọn họ thiên tổ hai đại trưởng lão, hai đại SS cộng cường giả vây công một 20 hơn tuổi thanh niên nhân, cái này đã đủ mất mặt, đủ vô liêm sỉ, mà bây giờ hắn loại này SS cấp bậc lại còn muốn tự mình xuất thủ, cái này nói như thế nào được đi qua. Nhưng nếu là không ra tay, trong lòng của hắn lửa giận thì như thế nào nghẹn xuống phía dưới. Hơn nữa bọn họ thiên tổ hiện tại một vị trưởng lão, bị làm cho chúng con mắt nhìn chừng dưới phế bỏ. Loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn, mà là liên quan đến bộ mặt cùng tổn thất. Hắn ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão phe phái trong bỗng tổn thất như thế một viên đại tướng, điều này làm cho hắn chân thực nuốt không trôi khẩu khí này. Nghĩ đến đây, hắn già nua trong con người phân dữ tợn càng rõ ràng lên. Theo sát mà chỉ thấy hắn nghiêng đầu, chết nhìn chằm chằm Khấu Bân nói Khấu tổ trưởng, lẽ nào chuyện này ngươi liền chuẩn bị như vậy khoanh tay đứng nhìn. Trên đài cao. Khấu Bân con ngươi nội xẹt qua một tia vẻ phức tạp, chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn gặp kỳ lắc đầu nói thon dài lão, ta cũng vẫn cảm thấy. Trước đừng xung động đi, trên thực tế, coi như là dứt bỏ rồi trong lòng của hắn có chút đặc thù nhân tố tả hữu không đề cập tới, hắn cũng chân thực không mặt mũi làm trò chúng con mắt nhìn chừng dưới, như vậy đi tìm Trần Phi phiền phức. Dù sao tài nghệ không bằng người, có thể trách ai? Tốt, 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 Khấu Bân, Trịnh Vệ Quốc. Các ngươi tốt, tiểu tạp chủng, ta sẽ nhường ngươi hối hận, mà đang nghe Khấu Bân trả lời, ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão nhất thời khuôn mặt dữ tợn, lành lạnh ra. Mà kỳ nhãn thần, tắc càng ẩn chứa vô cùng âm hàn, xa xa chết nhìn chòng chọc liếc mắt mục trần, chợt phẫn mà rời chỗ, mấy hô hấp sau liền biến mất không thấy. Mà đối với đây hết thảy, Trần Phi nhưng chỉ là nhếch miệng cười lạnh cười. Theo sát mà chỉ thấy kỳ bình tĩnh vỗ tay một cái, sau đó ánh mắt lạnh như băng. Đó là nhìn về phía tiểu ly xà kiếm trận. Lúc này, đang bị trận kia pháp nội thiên tổ tứ trưởng lão điên cuồng công kích tàn phá dưới, tiểu ly xà kiếm trận đã trở nên có chút lung lay sắp đổ. Ngày đó tổ tứ trưởng lão dù sao cũng là vị đã chỉ nửa bước bước vào SSS cấp siêu cấp cường giả, cùng dịch kiêu cái loại này mặt hàng bất đồng, kỳ sức chiến đấu tự nhiên không thể khinh thường. Mà tiểu ly xà kiếm trận loại này có chút, quá hạn, thủ đoạn, quả thực đã không thể. Không đủ để dùng đi đối phó cái loại này đối thủ. Nhưng chống giữ lâu như vậy, ngược lại cũng vậy là đủ rồi. Nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta một chiêu này ni. Theo sát mà chỉ thấy Trần Phi mỉm cười, lại động. Hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi mang theo lạnh lẽo, tùy theo một làm cho khí tức liền từ trong cơ thể hắn hiện ra đến. Tiếp theo chốc lát, chỉ thấy hắn khu chỉ bắn ra, nhất thời một luồng sợi diễm quang từ trong cơ thể hắn dung chuyển ra. Nảy lên giữa không trung, cùng lúc đó hắn còn nhanh chóng hai tay di động, ở trước ngực mình kết thành một đạo cổ quái tay ấn xích diễm đèn. Theo hắn cái này một giọng nói vừa dứt dưới, nhất thời liền có một luồng sợi nồng nặc, cực nóng, nóng diễm quang dường như đinh ốc bánh răng vậy đất bằng phẳng dựng lên, từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện lên đi ra, ngưng tụ thành một ngọn đèn, ánh sáng nến phiêu diêu, viêm đèn, chậm rãi rớt xuống. Cái này mặc dù chỉ là hắn tiện tay làm ra đồ vật. Thậm chí cũng không có phát huy ra cái này tu chân giới ta cường đại lánh đời gia tộc luyện khí trung kỳ bất truyền bí pháp phân nửa uy lực, thế nhưng thứ này, nhưng cũng còn là khiến cái này ở đây đông đảo kinh thành bốn bộ cao tầng, lãnh đạo, cùng với chủ chiến chung quanh đài trẻ tuổi tinh anh môn đều sợ ngây người, con ngươi nội hiện ra lau một cái sợ hãi. Oanh! Nhất thời một đạo trầm muộn tiếng nổ quỷ dị đang lúc mọi người bên tai vang dội đến. Nóng rực! Nóng lực lượng gắt gao tập trung tại nơi kiếm trận nội thiên tổ bốn trên người trưởng lão, nhưng lại rất quỷ dị, khiến người da đầu tê dại treo ở đỉnh đầu hắn phía trên,
dường như bom hẹn giờ vậy chậm rãi hạ xuống, khiến Kỳ sắc mặt trong nháy mắt tự thay đổi, cảm thụ được lực lượng kinh khủng kia, vẻ mặt sợ hãi. Không, đây là thập, nhất thời hắn nhịn không được sắc mặt sợ hãi hô kêu, toàn bộ thân thể điên cuồng chợt lui, muốn thoát đi. Có thể đây cũng là vô dụng công. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ở, không động được. Động, không nhúc nhích được. T. Nhất thời toàn bộ hiện trường đông đảo mặc dù là trên đài cao này trưởng lão các cường giả, lúc này cũng không nhịn được chợt yên tĩnh. Từng đạo kinh hãi gần chết vậy ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm treo ở thiên tổ tứ trưởng lão trên đầu, quỷ dị tới cực điểm viêm đèn, từng mảnh một cũng hút lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Theo sát mà một đạo đinh tai nhức óc nổ vang vang lên. U long. Làm cho diễm quang nếu như đạn đạo vậy nổ bể ra đến, như kinh đào hãi lãng vậy điên cuồng cọ rửa đổ nát chủ trên chiến đài mặt khu vực, sau một hồi. Một làm người ta sởn tóc gáy đen xì hố sâu xuất hiện. Chỉ thấy ngày đó tổ tứ trưởng lão nằm ở trong đó, cả người tiên huyết nhễ nhại. Hiển nhiên là bị cái này làm cho thủ đoạn làm cho thành trọng thương. Cái này một chốc, toàn bộ sân huấn luyện nội lại lần thứ hai yên lặng lại. Tiếng hít thở cực kỳ mất trật tự. Đổ nát chủ chiến trên đài, gần như dường như bị nham tương tàn sát bừa bãi trôi qua cháy đen đá phiến trên, to lớn đen xì hố sâu xuất hiện, tản ra làm người ta sởn tóc gáy khí tức. Mà ở phế tích trong, thiên tổ bốn dài trước mắt dữ tợn, cả người là máu sụi lơ ở trên đó, bị rất nặng thương, dị thường chật vật. Nhưng dù vậy, hắn vẫn minh bạch Trần Phi là đối với hắn, thủ hạ lưu tình, nếu không, vừa rồi một chút hắn tuyệt đối phải chết. Nghĩ đến đây, dù là thiên tổ tứ trưởng lão loại này đã chỉ nửa bước vào SSS cấp đại môn siêu cấp cường giả, cũng không nhịn được nhãn thần ở chỗ sâu trong chảy lộ ra một tia chấn động cùng tim đập nhanh vẻ, xa xa run nhìn Trần Phi liếc mắt, lại trùng hợp ánh mắt chạm đến vậy đã bị phế bỏ, lại lâm vào ngất dịch kiêu, không khỏi già nua con ngươi lần thứ hai run rẩy. Lau một cái sợ hãi xông lên đầu. Ta chịu thua, theo sát mà chỉ thấy Kỳ không chút do dự buồn bã nhận thua. Nếu tài nghệ không bằng người, vậy còn có thể nói cái gì? Tối trọng yếu là, hắn cũng không muốn cùng Dịch Kiêu rơi vào đồng dạng kết quả bi thảm, bị trực tiếp phế bỏ a. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy đã thực lực kinh khủng như vậy, nghịch thiên tiểu quái vật, nếu là cho hắn thêm mấy năm, chừng 10 năm, Kỳ Thành là có thể đi đến loại nào kinh người cao độ. Hắn thậm chí ngay cả muốn cũng không dám muốn, chớ đừng nói gì tiếp tục đắc tội. Hoàn toàn là hành động tìm chết. T. Mà ở nhìn thấy một màn này, nghe được ngày đó tổ tứ trưởng lão như vậy ngôn ngữ, nhất thời chủ này chiến chung quanh đài đông đảo nói ánh mắt kinh hãi, đều ở đây tứ bể báo hiệu bất ổn, quỷ dị vắng vẻ trong không khí, con người chăm chú lấy một loại cổ quái, kinh dị, chấn động nhãn thần nhìn Trần Phi. Giờ khắc này, vô luận là kinh thành bốn bộ thanh niên một đời tinh anh, hay là cách đó không xa run bưng ngồi tại chỗ lãnh đạo, cao tầng, đều là ở trong lòng cũng hít một hơi lãnh khí. Sau đó mọc lên nồng nặc vẻ sợ hãi. Bởi vì, loại này chiến tích, thật là quá mức kinh khủng. Lấy sức một mình, độc chiến hai đại SS cộng cường giả. Mà sau cùng dĩ nhiên là phế bỏ một người, trọng thương một người. Tối trọng yếu là, đã chỉ nửa bước vào SSS cấp đại môn thiên tổ tứ trưởng lão lại còn chính mồm nhận thua. Một màn này giờ này khắc này quả thực làm bọn hắn thật giống như đang nằm mơ. Mà hắn lúc này các thậm chí càng tình nguyện tin tưởng, Trần Phi là trong truyền thuyết cải biến bên ngoài, giấu giếm thực lực siêu cấp lão quái vật. Bằng không lấy hắn từng tuổi này, mới vẻn vẹn hơn 20 tuổi, làm sao có thể làm được đáng sợ như vậy sự tình, xuất ra như vậy chiến tích. Nhưng sự thực chung quy là tàn khốc. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, thật cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Vì vậy, chủ chiến chung quanh đài từng đạo ánh mắt tất cả tình không điều khiển tự động mang theo vẻ kính sợ. Xa nhìn cách đó không xa, đổ nát chủ trên chiến đài tuổi nhỏ thân ảnh. Kỳ khóe miệng lúc này lại vẫn chỉ là bình thản vẽ bề ngoài theo nhàn nhạt độ cung, thật giống như cũng không có hơi bị trước tất cả, mà cảm thấy kích động, hưng phấn, thì dường như hết thảy đều chuyện đương nhiên vậy. Mà hắn loại an tĩnh này, nếu trước, còn rất có thể bị trào phúng vì cuồng vọng tự đại, không biết lượng sức, không biết cái gọi là. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường thiên tổ SS cộng trưởng lão Dịch Kiêu bị Kỳ dễ dàng phế bỏ, một vị khác đã chỉ nửa bước vào SSS đại môn thiên tổ tứ trưởng lão còn thành thật nhận thua. Thử hỏi loại này có thể nói, đáng sợ, chiến tích vừa tung ra đến, ai còn dám, ai còn có tư cách chào phúng hắn.
phỏng chừng không ai dám. Mà ở nhìn thấy một màn này, đứng ở chủ chiến đài ở ngoài, lệ thuộc ở trung vệ cục như là Tào Tề quốc chờ cần bộ môn thanh niên một đời tinh anh, ở chấn động vô cùng đồng thời, rồi lại trên khuôn mặt khó có thể ngăn chặn hiện ra nồng nặc kích động cùng hưng phấn. Phải biết rằng trong bọn họ vệ cục những năm gần đây treo kinh thành bốn bộ cuối cùng đã đủ lâu, bọn họ cũng thường xuyên bởi vì cái này mà đã bị trào phúng, khinh bỉ, trong lòng đã sớm đủ nghẹn một cái khí. Mà bây giờ, bọn họ quang nhìn bên cạnh một đôi mục trừng khẩu ngốc, chấn động tới cực điểm ánh mắt, liền nhịn không được như là tam phục thiên uống nước đá vậy, sướng thoải mái tới cực điểm. Mà ở cách đó không xa trên đài cao, hầu như sở hữu kinh thành bốn bộ cao tầng, lãnh đạo cũng không nhìn được hai mặt nhìn nhau, lại sau đó, khi bọn hắn lần thứ hai ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên người lúc, nhãn thần ở chỗ sâu trong cái loại này rung động cùng với kính nể tựa hồ cũng đã hoàn toàn đạt tới bình thường nhìn về phía bọn họ bộ môn SSS cường giả lúc, loại trình độ đó. Giờ này khắc này, bọn họ xem như là triệt triệt để tâm phục khẩu phục. Dù sao ngay cả hai đại SS cộng cường giả liên thủ đều như vậy thê thảm thua ở trên người hắn, người nói hắn không chính mình SSS cấp bậc thực lực. Vậy cũng có thể sao? Tiểu tử này, nếu là Trịnh Vệ Quốc lúc này cũng không nhịn được trong lòng phức tạp tình huống nồng nặc đến khó có thể phụ ra. Tuy nói hắn từ lúc rất trước, cũng đã đúng Trần Phi thực lực từng có đại khái dự đánh giá, phán định ở SSS lâm môn một cước trên, nhưng bây giờ, nhưng loại này, sự thực chân chính đến, đã tới, hắn vẫn có dũng khí trong lòng không biết nên nói cái gì nói khó có thể ức chế kinh hãi cảm. Thật lâu khó có thể hoàn hồn. Dù sao đây chính là SSS cấp bậc A. Coi như là bọn họ kinh thành bốn bộ thêm cùng nhau, có thể có mấy người. Và lại còn câu đều là cái loại này thất lão 80 đích thực chính có thể nói, hóa thạch, lão quái vật. Dường như ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão tu, sửa trong bọn họ vệ cục lão cục trưởng hoàng tinh hoàng lão. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi tiểu tử kia hắn mới bây lớn, coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện, cũng không đến mức như thế thái quá đi. Xem ra cái này dịch kiêu thật đúng là cho chúng ta thiên tổ rước lấy một cái đại phiền toái. Ngươi nói là đi, Trịnh cục trưởng, mà đang ở đây đông đảo mọi người còn trầm tĩnh tại nơi bị chấn động lúc, cách đó không xa trên đài cao Thái Khấu Bân, lại đột nhiên lên tiếng, mặt không biểu tình chậm rãi từ vị trí đứng lên. Khấu, nghe vậy Trịnh Vệ Quốc không khỏi con ngươi hơi đổi, vừa muốn nói chuyện, lại bị đã đứng dậy Khấu Bân phất tay cắt đứt. Chỉ thấy kỳ con ngươi thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi. Bỗng đưa ngón tay ra chỉ vậy còn ở ngất dịch kiêu, chậm rãi nói ta biết ngươi cùng hắn lén có mâu thuẫn, nhưng này chút chuyện, còn không đến mức trở thành ngươi như vậy giày xéo ta thiên tổ bộ mặt mượn cớ. Trong giọng nói của hắn, không có nữa trước cái loại này kinh dị tốt xung động, thay vào đó là một loại giấu kín không được, làm người ta chân chính cảm thấy tâm quý lạnh lùng cảm. Nhất thời mọi người tại đây đều biến sắc, minh bạch chuyện này là thật nghiêm trọng. Thoạt nhìn, hôm nay tổ là muốn dở mặt. Sốt cục không nhịn được sao, mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thì thào một tiếng, không khỏi trong con ngươi lướt qua lau một cái nhàn nhạt vẻ kinh dị. Hắn nếu cũng dám làm ngày hôm nay chuyện này, tự nhiên từ lâu làm xong gánh nổi chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa coi như là dở mặt, vậy thì thế nào? Phải biết rằng trên thực tế đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn tự dự định chính là hung hăng làm ồn ào. Nói gọi bọn hắn năm đó thế nhưng, có cửu oán, ni. Năm đó hai mẹ con bọn họ bị đuổi ra tứ cửu thành chuyện mà, bọn người kia cũng đều tuyệt đối là không ít xuất lực khí. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn cũng lười che giấu trong lòng ý đồ chân chính, ngẩng đầu, hướng về phía Khấu Bân chậm rãi nói Khấu tổ trưởng, các ngươi thiên tổ nếu còn có người nào, có thể đều cứ việc phái ra. Ta toàn bộ đón, biết đánh bất động, hoặc là các ngươi có ai có thể đem ta phế bỏ. Mới thôi. Như vậy ngươi hài lòng không? Hắn con ngươi tùm nhìn đối phương nói. Xôn xao. Nhất thời hiện trường mọi người nhìn không được một mảnh ồ lên. Thậm chí không ít người đều có chút nhãn thần kinh dị nhìn Trần Phi, trong ánh mắt để lộ ra không giải thích được. Tiểu tử này không phải là chỉ cùng Dịch Kiêu có cửu oán sao? Nhưng bây giờ, thế nào? Thế nào cảm giác hắn tại nhằm vào thiên tổ, cái này toàn bộ bộ môn A? Không chỉ là bọn họ. Ngay cả Trịnh Vệ Quốc bọn người có chút sắc mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ cũng không làm cho hiểu, Trần Phi cái này đến tột cùng là có ý gì, chẳng lẽ? Hắn còn cùng thiên tổ có cái gì thù có cái gì oán? Ngươi! Mà Khấu Bân nghe vậy,
khuôn mặt cũng có chút hơi biến hóa, không nghĩ tới cư nhiên có thể từ Trần Phi trong miệng nghe thế loại ngôn ngữ, như vậy khiêu khích. Nhưng sau đó, trên mặt hắn cũng không có quá nhiều ba động, chỉ là càng phát ra âm trầm, sau đó chậm rãi lãnh nhìn chằm chằm Trần Phi, sau một lúc lâu, thản nhiên nói đã như vậy, chúng ta đây tựu tay vẫn dưới gặp thật chiêu đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Kỳ đột nhiên xoay người. Hướng về phía cách đó không xa ta góc chậm rãi nói Nhan Chân, ra đi. Ai, Nhan Chân? Nghe vậy nhất thời mọi người trên mặt mũi cũng không nhìn được hiện ra lau một cái sợ hãi vẻ, thậm chí không ít người đều phản xạ có điều kiện mồ hôi lạnh trên trán cọ 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 xông ra. Mặc dù trước khi nói truyền lưu có không ít tin đồn, nói quái vật kia đã trở về, có chuẩn bị tâm lý. Có thể khi bọn hắn hiện tại chân chính nhìn thấy một màn này lúc, cũng vẫn là không nhịn được bị lại càng hoảng sợ, thậm chí còn đều còn có người không nhẫn nại được trái tim đều thùng thùng đông kinh hoàng. Bởi vì đây chính là Nhan Chân A. Hơn 10 năm trước cái này tứ cửu thành tối không thể tranh cãi thanh niên một đời quái vật. Có làm người ta khó có thể tin thiên phú, cùng thực lực. Đương nhiên, kinh khủng hơn chính là, hắn tựa hồ đi một cái trong truyền thuyết địa phương, nhưng lại từ bên kia đã trở về hai lần. Theo sát mà, mọi người trong tầm nhìn liền ở cách đó không xa góc hiện ra một chừng 30 tuổi trung niên nhân. Hắn ăn mặc thoạt nhìn có chút phong cách cổ xưa trường bào màu đen, trường bào trên thêu một thanh tương tự với thời cổ đại chiến qua vậy đồ vật, mũi nhận chỗ tú họa, miêu tả một luồng quỷ dị u hỏa, vẻn vẹn chỉ là làm người liếc mắt nhìn, đã cảm thấy người đều có chút không quá thoải mái. Dị thường cổ quái. Mà theo hơn 30 tuổi trung niên nhân chậm rãi từ trong góc xuất hiện, một không hiểu làm người sợ hãi khí tức, nhưng cũng ở trong lúc lơ đảng dường như tư thế hào hùng hạo hạo đáng đáng hoảng hốt bao phủ cuốn tới. Là tốt rồi tự bài sơn đảo hải vậy. T. Nhất thời đông đảo người không khỏi biến sắc, bởi vì bọn họ đều không hẹn mà cùng nhất tề cảm thụ được làm cho uy thế. Không chỉ là bọn họ cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua, càng sâu tới. Là so với kia trước đã chỉ nửa bước đều bước vào SSS đại môn thiên tổ tứ trưởng lão còn mạnh hơn. Cường đại gấp đôi, gấp hai. Không, là rất nhiều lần. SSS cấp. Không. Coi như là SSS cấp, cũng không có khả năng khí tức kinh khủng như vậy đi. Đây rốt cuộc là, đông đảo người giờ này khác này cũng không nhìn được con ngươi giúp, thanh âm hoảng sợ truyền ra. Chỉ có hơn 30 tuổi trung niên nhân chậm rãi đi tới đã đổ nát chủ chiến trước đài, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sắc mặt bình tĩnh quét thứ nhất mắt. Sau đó rốt cuộc cũng không nhìn được ánh mắt hơi có chút dị dạng, vô cùng kinh ngạc thanh sau đó chậm rãi nói ra. Luyện khí lục trọng. Nhất thời người mặc hắc bào hơn 30 tuổi trung niên nhân sắc mặt hơi ngẩn ra, sau đó lau một cái lãnh người rung động cười nhạt leo lên khuôn mặt, nhanh nhưng mà con ngươi, có nhiều ý tứ hàm xúc đánh giá Trần Phi, một lúc sau, chậm rãi nở nụ cười lạnh không nghĩ tới ngươi linh thức cũng còn như vậy nhạy cảm. Không sai, loại trình độ này nói, cũng quả thật có tư cách làm ta Nhan Chân tự mình xuất thủ. Phải, Trần Phi con ngươi hơi trầm xuống, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi. Chợt có lau một cái lạnh lùng lệ quang vọt tới. Người này cũng còn là rất tự tin a. Thiên tổ căn cứ sân huấn luyện nội, đã triệt để hoàn toàn đổ nát chủ trên chiến đài, một luồng sợi làm người sợ hãi quỷ dị chấn động linh sóng tràn ngập đi ra, dẫn tới không khí duy trì liên tục chấn động, chứ nhiều cảm giác được kinh người hơi thở mọi người cũng không khỏi con người rụt một cái. Luyện khí lục trọng a. Trần Phi nhìn thân mặc hắc bào hơn 30 tuổi Nhan Chân tự lẩm bẩm. Nhịn không được lau một cái vẻ kinh dị leo lên trong lòng. Hiển nhiên trước hắn mặc dù đã nghe nói qua tên của đối phương cùng tồn tại, nhưng bây giờ. Hắn quả thực không nghĩ tới tên này cư nhiên không chỉ là cái luyện khí sĩ, hơn nữa còn là cái tu vi đã đi đến luyện khí lục trọng luyện khí sĩ, cái này chân thực có chút làm người ta khó có thể tin a. Bởi vì hắn biết rõ, cảnh giới kia, luyện khí lục trọng ý vị như thế nào. Chỉ sợ cũng coi là chân chánh cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ. SSS cấp cường giả, ở gặp gỡ loại nhân vật này lúc cũng sẽ không thể nghi ngờ thấp người một đầu. Thậm chí khó có chống đỡ lực, mà cái này, cũng là cổ vũ giả cùng luyện khí sĩ trong lúc đó làm cho khoảng cách chỗ. Dù sao đây chính là được khen là cổ hoa hạ trong lịch sử kinh người nhất, vĩ đại nhất một nhóm nhỏ người. Lại là tùy tùy tiện tiện đùa giỡn. Không hổ là tứ cửu thành, còn quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Nghĩ đến đây. Dù là Trần Phi cũng không nhịn được hơi cảm thán lên. Cái này tứ cửu thành mặc dù không phải chân chánh luyện khí sĩ thế giới, có thể nhưng bởi vì chính là nước Cộng hòa thủ đô, quốc chi căn bản trọng địa.
cũng còn xác xác thật thật khiến người không thể coi thường a. Luyện khí lục trọng, lại nói tiếp, loại cảnh giới đó, tựa hồ so với hắn hiện nay đều còn mạnh hơn. Bởi vì chính là hắn hiện tại cũng bất quá, mới, luyện khí ngũ trọng đỉnh mà thôi. Cự ly có thể đột phá, đều còn kém một chút. Có thể dù vậy, hắn nhưng vẫn là đột nhiên quỷ dị cười cười, theo sát mà khóe miệng buộc vòng quanh trong con ngươi độ cung. Bởi vì coi như là luyện khí lục trọng, vậy thì thế nào? Hắn Trần Phi hiện nay, tựa hồ cũng không thấy chính là đèn hết dầu. Tọa vong kinh, tam dương kiếm điển, xích diễm đèn bí thuật. Những, này tựa hồ cũng là hắn đủ để dùng để vượt cấp mà chiến tư bản, còn bài chưa lật chỗ. Vì vậy, kỳ thực hắn hiện tại cũng không sợ, tương phản, còn không hiểu cảm giác có chút hưng phấn lên. Chỉ là, những người khác lại không biết trong lòng của hắn chứa nhiều bảng cửu chương. Ở đây đông đảo người gặp Trần Phi ở nhìn thấy Nhan Chân sau khi xuất hiện, lại không nói, còn tưởng rằng hắn sợ. Nhất thời thấp giọng nghị luận lặng yên dựng lên, thậm chí một số ít người còn có chút tính nhìn có chút hả hê. Cư nhiên thực sự là Nhan Chân, không nghĩ tới để đối phó tiểu tử kia, thiên tổ dĩ nhiên thật đem Nhan Chân đều mời đi ra. Kỳ thực lấy thân phận của hắn bây giờ, đều đã không cần thiết đi. Có người nói hắn mới từ cái kia thần bí địa phương trở về. Không biết thực lực đã trở nên đều kinh khủng. Cứ như vậy, tiểu tử kia lần này sợ rằng có phiền toái. Ha ha, há chỉ có phiền phức, tiểu tử kia không hiểu quy củ như thế, không tán thưởng, cư nhiên dám ở chúng ta thiên tổ trên địa bàn nháo sự, đơn giản là tự tìm đường chết. Nhan ca nhất định sẽ nhượng hắn phát sinh thảm thống đại giới. Nhượng tiểu tạp chủng minh bạch, ta thiên tổ uy nghiêm cùng bộ mặt, không cần khiêu khích cùng khinh nhờn. Như vậy loại này xì xào bàn tán và ác ý hừ lạnh, ở ầm ĩ chủ chiến chung quanh đài dần dần vang lên. Hiển nhiên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước này cử động tuy mạnh xu thế, nhưng cũng còn là đưa tới không ít người nhất là này thiên cấu thành viên bất mãn. Dù sao bọn họ thiên tổ đây chính là đường đường kinh thành bốn bộ bài danh đệ nhị cường thế bộ môn, nhưng bây giờ lại cư nhiên bị như thế một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử cưỡi trên đầu dương oai, có thật không nghĩ bọn họ thiên tổ dễ khi dễ. Mà hôm nay, bọn họ thiên tổ cường đại nhất trẻ tuổi quái vật Nhan Chân, rốt cục tự mình xuất thủ. Có thể làm cho bọn họ nhìn thấy tiểu tạp chủng thiệt thòi lớn, thậm chí phát sinh thảm thống đại giới. Bọn họ tự nhiên không có khả năng trong lòng có chút đồng tình tâm. Thậm chí sợ rằng có vài người còn ước gì Trần Phi máu tươi tại chỗ, chết tốt nhất. Mà ở đông đảo màu sắc khác nhau rung động ánh mắt nhìn soi mói, Trần Phi hơi nhìn hắc bào Nhan Chân cười cười. Đột nhiên mở miệng nói rốt cuộc đã tới cái có thể làm cho người cầm được khởi hứng thú. Bất quá thực lực của ngươi, cũng không biết có thể hay không làm ta thất vọng đi. Xôn xao. Nhất thời hiện trường mọi người hơi có chút ngữ điệu ồ lên. Không nghĩ tới Nhan Chân loại này hơn 10 năm trước trẻ tuổi quái vật, hơn nữa còn là từ thần bí kia nơi lần thứ hai trở về nhân vật hung ác đều tự mình ra mặt, tiểu tử này lại còn có thể như thế cuồng, cũng không biết có thể hay không làm hắn thất vọng. Thật đúng là có đủ khẩu khí lớn đến không biên, không biết tự lượng sức mình. Có thể hay không cho ngươi thất vọng. Mà Nhan Chân nghe vậy cũng vô ý thức sắc mặt âm trầm xuống, lau một cái tên là nhiệt nộ cảm xúc leo lên trái tim của hắn cùng khuôn mặt. Sau đó chỉ thấy kỳ mâu quang gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đột nhiên cười lạnh, nói có cần hay không, ta hiện tại tự cho ngươi chứng minh một chút. Nhất thời một nếu tư thế hào hùng vậy đáng sợ linh sóng tuôn ra thân thể hắn. Đem cách đó không xa Trần Phi đứng tại chỗ, vững vàng khóa được lên. Mà linh sóng đáng sợ trình độ, chính là cách đó không xa trên đài cao thai đông đảo kinh thành bốn bộ cao tầng, cũng cảm giác được thật sâu sợ, không ít người thậm chí thoáng cái sắc mặt cũng thay đổi. Vậy thật rất đáng sợ. Mà cũng là ở trong chớp nhoáng này, sau một khắc, đông đảo nói ánh mắt tất cả không hề chớp mắt, nhanh chóng nhìn phía Trần Phi, sau đó bọn họ nhãn thần ở chỗ sâu trong nhất tề toát ra một loại hoặc là lửa nóng. Hoặc là vui trên nỗi đau người khác vẻ. Bởi vì bọn họ đều đã hiểu, Nhan Chân quái vật kia là thật tức giận. Mà loại tình huống này, tiểu tử kia sẽ có thể như vậy xong việc ni. Chỉ là tự sau đó một khắc bọn họ bên tai lại nhất tề nghe được làm bọn hắn kinh dị, ngốc lăng chính là lời nói. Chứng minh, như thế cái phương pháp thật tốt, nếu không để ta trước cân nhắc một chút thực lực của ngươi đi. Nếu không để ta trước cân nhắc một chút thực lực của ngươi. Trần Phi Vi hơi mang theo làm trò ngược thanh âm, tại đây sân huấn luyện nội tản ra, trong nháy mắt dẫn tới ở đây đông đảo mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, thậm chí mục trừng khẩu ngốc lên.
cân nhắc một chút Nhan Chân thực lực, chỉ bằng hắn, có tư cách nói lời như vậy sao? Hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này ép cách trạng thái, chân thực có chút ngoài người dự liệu. Muốn cân nhắc một chút Nhan Chân quái vật kia hiện thực lực hôm nay, chỉ sợ cũng coi là bọn hắn kinh thành bốn bộ chân chính SSS cường giả, cũng thật không dám có lá gan nói ra cái loại này nói đến đây đi. Chẳng lẽ hắn thật cho là mình có thể có tư cách cùng Nhan Chân quái vật đánh đồng? Không cảm thấy có chút quá tự phụ hơi quá sao? Tứ cửu thành hơn 10 năm trước trẻ tuổi quái vật, hơn nữa còn là từ thần bí kia nơi lần thứ hai trở về nhân vật hung ác. Chỉ là hai cái này danh hiệu, cũng đủ để khiến ở đây 99.9% 99 người, sợ. Nhưng bây giờ, oanh, mà tự sau đó một khắc, tự Nhan Chân toàn thân tràn ngập ra linh sóng chợt trở nên càng băng lãnh, càng dọa người rồi mấy phần. Theo sát mà chỉ thấy kỳ thân người mặc hắc bào Nhan Chân con người một tranh, trong nháy mắt nhãn thần tràn đầy thô bạo lãnh ý nhìn chằm chằm Trần Phi, lộ ra tùm răng trắng tiểu tử, người dám đối với ta nói như thế, thực sự là muốn không chết được. Muốn chết, mà đang đối mặt vậy có một ít dữ tợn tức giận Nhan Chân, Trần Phi nhưng chỉ là cười khẽ một tiếng, nói ngươi là thiên cấu thành viên, ta là trung ương cảnh vệ cục thành viên. Ta dựa vào cái gì không dám đối với ngươi như vậy nói. Còn là nói, ngươi cho là ai? Trần Phi ngữ điệu chợt lạnh lùng mấy phần, trang bức, ai không biết. Mà đang nghe Trần Phi lời này, mọi người tại đây trước sửng sốt, sau đó nhịn không được nhất tề sắc mặt có chút cổ quái. Bởi vì tuy nói Trần Phi vừa rồi lần nói tựa hồ không sai, nhưng vấn đề là tình huống hiện thật lại thật có thể đủ nghĩ như vậy đương nhiên, quơ đũa cả nắm sao. Phải biết rằng đây chính là Nhan Chân A. Tại bọn hắn tứ cửu thành đủ lưng đeo hơn 10 năm quái vật danh hiệu nhân vật hung ác, hiện nay chỉ sợ cũng xem như là phổ thông SSS cấp trưởng lão khác, cũng đều không nhất định có thể địch nổi hắn đi. Tốt, tốt, tốt. Vì vậy, tại nơi đông đảo người kinh dị trong ánh mắt, thân mặc hắc bào Nhan Chân lúc này khuôn mặt, cũng chẳng biết lúc nào đã chợt bất mãn vẻ lo lắng lên. Chỉ thấy kỳ nhãn thần dữ tợn nhìn Trần Phi, ngôn ngữ thanh làm người ta có chút cực sợ tiểu tử. Xem ra ngươi còn thật là chán sống. Cái này tựa hồ không nhọc ngươi quan tâm đi. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt bình thản, khóe miệng làm trò ngược. Tốt, tốt. Nhan Chân rốt cục tựa hồ có chút bị Trần Phi như vậy thái độ khí nổ, phải biết rằng hắn hạng thân phận hạng địa vị. Cũng không đàm hắn ở bên kia gần nhất đều đã thành công trở thành chiến qua cửa nội môn đệ tử, liền nói hắn hiện thực lực hôm nay, đường đường luyện khí lục trọng, thậm chí so với tầm thường SSS cấp đều khủng bố. Ai dám, ai có tư cách ở trước mặt hắn như vậy làm càn. Nghĩ đến đây, hắn trái tim trong cái loại này nổi giận cảm xúc rốt cục không nhẫn nại được hiện ra đến, lại trực tiếp động thủ tốt, tốt. Đã như vậy, trước tiếp ta một quyền thử xem. Oanh! Làm kỳ thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, chỉ thấy Nhan Chân trong cơ thể, một hôi mông mông, cực kỳ sao động linh khí phảng phất là ẩn chứa kinh người khí tức cuồng bạo, giống như phong bạo vậy bạo phát dựng lên, hình thành rung động. Mà cuồng bạo linh lực, dường như trăng trực tiếp đem thân thể quanh mình không khí xé rách ra từng đạo nhỏ bé chân không khu vực. Mà trong nháy mắt này, mặc ở kỳ trên người hắc bào cũng chợt hiện ra một luồng sợi hắc tuyến, quấn tại nơi Nhan Chân thân thể cùng trên nắm tay mặt, trong thoáng chốc làm người ta phảng phất gặp được thời cổ đại chinh chiến xa trường tướng quân, dũng cảm tiến tới. Kỳ thực hồn trầm mà lại cực kỳ cương mãnh. Đây là, chiến qua cửa bách chiến linh khí. Có người nói chỉ có chiến qua cửa năm đại trấn sơn chi bảo một trong bách chiến tâm kinh, mới có thể tu luyện ra loại uy thế này cực mạnh đặc thù linh khí. Chẳng lẽ hắn, đã là chiến qua cửa nội môn đệ tử, mà ở nhìn thấy một màn này, chủ kia đài chiến đấu cách đó không xa Lưu Đầu Mùa Đông nhãn thần mạnh một ngưng, cực độ giật mình nói. Hiển nhiên, lấy thân phận của hắn cùng nhãn giới, tự nhiên rất rõ ràng cái này chiến qua cửa năm đại trấn sơn chi bảo một trong bách chiến tâm kinh. Cũng chỉ có cần tông môn nội môn đệ tử, mới có tư cách tiếp xúc. Mà nội môn đệ tử loại này danh hiệu ý vị như thế nào? Ý nghĩa coi như là hắn Lưu Đầu Mùa Đông hiện nay đều chỉ có thể ước ao, ngưỡng vọng, mà căn bản không có tư cách đi đến. Có thể Nhan Chân cư nhiên. Mà trừ hắn ra ở đây đông đảo người tuy rằng không biết cái này Nhan Chân bách chiến linh khí nền tảng, có thể khi bọn hắn nhìn thấy tự Nhan Chân trong cơ thể trào hiện ra khủng bố khí tức sau. Cũng vẫn là không nhịn được một đám sắc mặt tất cả thay đổi, tứ chi hơi có chút lạnh lẽo, trên trán mồ hôi lạnh càng không biết khi nào mật ma mạo ra nữa. Bởi vì loại trình độ đó quả thực thật đáng sợ, quá mạnh mẽ.
mặc dù là cách đó không xa trên đài cao số rất ít kinh thành bốn bộ SS cộng cấp trưởng lão cường giả, đều ở đây cảm thụ được khí thế kia sau chợt biến sắc, sắc mặt sợ hãi. Bởi vì tại nơi có thể nói đáng sợ uy thế trong, coi như là bọn họ, cũng sáng loáng ngửi được mùi vị của tử vong. Cái này há có thể bọn họ không sợ hãi thùng, không kinh hồn táng đảm. Linh khí này, mà đang ở cái này chứa nhiều ánh mắt đều vì kinh khủng ánh sáng màu lúc, Trần Phi cũng là hai mắt hơi híp cặp mắt nhìn chằm chằm Nhan Chân thân thể, dần dần cảm nhận được linh khí phập phồng mang đến áp lực. Lấy nhãn lực của hắn kính nhi, lúc này đương nhiên nhìn ra Nhan Chân trong cơ thể tu luyện linh khí cũng không bình thường, mà là nếu so với cùng cảnh giới phổ thông linh khí cường gia nhất đẳng. Mà đối với bọn hắn người như thế mà nói, vô luận là cổ vũ giả hay là luyện khí sĩ, thất chi chút xíu, liền đi 1000 dặm. Giống. Theo sát mà chỉ thấy Nhan Chân gầm nhẹ một tiếng, cương mãnh làm cho bách chiến linh khí như ngàn quân tất cả, khí thế rộng rãi, xé rách không khí. Tiếp theo chốc lát, chỉ thấy kỳ bàn chân mạnh dẫm một cái, nhất thời dưới chân vốn dĩ là phế tích đổ nát chủ chiến đài, càng dầm một tiếng, lực lượng khổng lồ diễn hóa xuất một tháp hãm đi xuống hố sâu. Mà Nhan Chân thân thể, tắc hóa thành một đạo quang ảnh, hữu quyền lấy một loại thong thả mà nặng nề tư thái, cấp tốc mà lại mãnh liệt đánh ra. Đập hướng Trần Phi đầu. Không chỉ có như vậy, ở nơi này một chốc, phía sau hắn còn phảng phất xuất hiện 9 đạo cưỡi chiến mã thời cổ đại binh sĩ ảnh. Sắc bén kia trường mâu, bén nhọn trường thương, ngay kỳ ra quyền chốc lát đều tốt giống như cùng quyền kia nặng đầu sấp ở tại cùng nhau vậy. Loại này tràng cảnh không thể nghi ngờ là kinh người. Thậm chí mọi người đều tình không điều khiển tự động mục trừng khẩu ngốc. Bởi vì loại thủ đoạn này bọn họ quả thực mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Quá ngoại hạng đi. Nhận ta một quyền này thử xem. Mà nhưng vào lúc này, Nhan Chân lạnh lùng, dử tợn thời gian đã rồi vang vọng. Một quyền này đánh ra sau, uy thế thì dường như hình như thực sự là không gì sánh được tinh nhuệ cổ vương triều binh sĩ phủ xuống vậy. Chiến tranh phong đến mức, tứ bể báo hiệu bất ổn, không có một ngọn cỏ. Mà một quyền này, tuy rằng còn chưa phải là hắn Nhan Chân toàn lực, có thể vào thời khắc này nhưng cũng tối thiểu ngưng tụ hắn đỉnh chiến lực 8 phần 10. Tuy rằng ở trong mắt hắn cũng không cảm thấy Trần Phi có như thế nào được, hơn nữa từ nhỏ xuôi gió xuôi nước đã quen, bản tính có chút một ít tự phụ. Nhưng hắn vẫn vào thời khắc này lựa chọn trực tiếp nhất, an ổn nhất phương thức. Đó chính là lấy luyện khí lục trọng đỉnh chiến lực 8 phần 10 uy thế, từ chính diện đem Trần Phi triệt triệt để đánh tan. Phương thức này, tuy có một ít không quá phù hợp tính cách của hắn, nhưng lại cũng còn là vương đạo hành trình. Mặc cho ngươi thủ đoạn nhiều hơn nữa, ta cũng như trước chỉ là nghiền ép đến, nhìn ngươi làm sao có thể ngăn. Và lại tối trọng yếu là trước vài trận chiến đấu, hắn đều có đang âm thầm quan khán, cũng cảm thấy tên này Vi Trần Phi tên tựa hồ cũng không đơn giản, mà dẫn đến xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy dĩ nhiên cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Mà thấy tình cảnh này, mọi người tại đây không khỏi câu đều ngừng thở. Ánh mắt kinh hãi vô cùng nhìn chủ kia chiến trên đài trung ương, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào đặc sắc chi tiết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đương nhiên đồng thời bọn họ cũng là thật muốn nhìn một chút, Trần Phi đến tột cùng có thể không có thể tiếp được Nhan Chân một quyền này. Loại trình độ đó, chỉ sợ cũng xem như là SS cộng cấp bậc cường giả gặp gỡ, cũng phải nhất thời máu tươi tại chỗ, đỡ không được a. Thử xem tự thử xem. Mà đang ở đây đông đảo mọi người ánh mắt kinh hãi thời gian, Trần Phi nhìn thần tốc đè xuống trọng quyền, thấp giọng tự lẩm bẩm, sau đó lại hai chân hơi mở, bàn tay chậm rãi vươn, bày ra một cái lại muốn ở tại chỗ đón đỡ đối phương một quyền này tư thế. Thấy tình cảnh này, nhất thời Nhan Chân lạnh lùng trong con ngươi lửa giận trở nên càng sâu mấy phần. Theo sát mà chỉ thấy kỳ cả người linh sóng một trào, quả đấm bỗng nhiên giết tới. Giống. Theo sát mà Nhan Chân trong miệng bạo phát ra nếu như lôi đình gầm nhẹ. Giống như thiên quân vạn mã chấn động bách chiến linh khí, do như núi lửa bạo phát vậy phô thiên cái địa mang tất cả ra, phối hợp một quyền kia. Mình ở đông đảo nói kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói một quyền này của hắn đã mãnh liệt, kinh hãi đánh vào Trần Phi vươn cái tay kia trên. Phanh! Nhất thời một làm người ta khó có thể tin, thậm chí như đủ để làm người ta hít thở không thông sóng xung kích dường như nở rộ rung động vậy. Giống như bạo tạc trùng kích tựa như hướng bốn phương tám hướng tản ra. Tràng diện rất là kinh người. Theo sát mà, tất cả mọi người nhìn thấy, đứng ở chủ chiến giữa đài hai người áo bào,
càng ở trong chớp nhoáng này tựu cổ đáng lên, bay phất phới. T. Nhất thời hiện trường vang lên đông đảo khó có thể tin kinh hãi cũng hút lương khí thanh âm, đều bị giật mình. Tại nơi chủ chiến trên đài, Trần Phi lúc này cái tay kia bàn tay, càng chẳng biết lúc nào đã trở nên một mảnh chói tai đỏ tươi. Mơ hồ có giọt máu thẩm thấu đi ra, vậy cũng là bởi vì đón đỡ dưới một quyền này lực đánh vào chân thực quá mức cương mãnh sở trí. Không chỉ có như vậy, tại nơi quyền cùng trưởng cùng xuất hiện bé nhỏ không gian, càng phảng phất đang có nóng diễm quang cùng hôi mông mông bách chiến linh khí kịch liệt giao phong, bùm bùm rung động. Ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể ngăn trở ta một quyền này. Cứ nhiên ngươi như thế không chừng mực, vậy cũng chớ trách ta trực tiếp đem thân thể của ngươi làm vỡ nát. Mà ở gặp Trần Phi cư nhiên thật có thể tiếp được đã biết một quyền, Nhan Chân nhất thời trong con ngươi hiện ra tùm vẻ, tựa hồ cử động có chút nhục nhã, mất mặt. Theo sát mà, chỉ thấy kỳ tâm niệm vừa động, trong cơ thể bách chiến linh khí trong nháy mắt như bị mở cống nhường nước lũ vậy, lấy một loại không thể ngăn trở cương mãnh xu thế chém giết về phía trước. Mà cái loại này lực đạo, sau đó lại theo quyền cùng trưởng cùng xuất hiện từ da thịt, điên cuồng muốn thẩm thấu đến Trần Phi ở trong thân thể, dự định từ bên trong ra ngoài, đem Trần Phi cánh tay hoặc là thân thể chấn vỡ. Đồng thời hiển nhiên, loại sự tình này mà hắn Nhan Chân thật không vậy lần đầu tiên làm. Dù sao bọn họ chiến qua cửa nhưng chỉ có lấy hung tàn phương thức chiến đấu, mà dương danh, theo xưng. Đem cơ thể của ta chấn thành mảnh nhỏ. Có thể theo sát mà, Trần Phi nghe được hắn câu nói kia sau, lại nhất thời khóe miệng nhấc lên lau một cái nụ cười giễu cợt. Ngươi không tin, nhất thời Nhan Chân phảng phất như là bị Trần Phi khóe miệng một màn kia trào phúng cho kích thích, theo sát mà kỳ sắc mặt cũng hoặc ánh mắt đều trong nháy mắt âm trầm, lạnh lẽo nói. Thật giống như, cảm giác tại nơi Trần Phi khóe miệng nhấc lên trào phúng trong nụ cười, hắn cảm thấy nồng nặc nhục nhã. Đương nhiên không tin, có bản lĩnh ngươi tự thử xem a. Trần Phi khóe miệng nhấc lên trào phúng dáng tươi cười càng thêm rõ ràng. Kỳ bàn tay gian còn tùy theo trở nên càng đỏ tươi cùng nóng, sau đó rầm một tiếng, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm lại cứ như vậy xuất hiện lan tràn tới hắn trưởng gian, bộc phát ra đáng sợ viêm kiếm khí oai, khiến Nhan Chân quả đấm trong nháy mắt lay động, gân xanh từng cây một nhô ra. Kiếm khí. Nhất thời Nhan Chân không khỏi rụt một cái, không nghĩ tới Trần Phi ngoại trừ là một vị kiếm tu dưới tình huống, lại còn đã đạt đến ngưng tụ kiếm khí trình độ. Phải biết rằng kiếm kia khí thế nhưng cùng đao khí một tầng thứ, không chỉ có lợi hại, tối trọng yếu là độ khó còn phi thường lớn, tầm thường bảy bát trọng kiếm tu đều không nhất định có thể lĩnh ngộ đi ra, nhưng bây giờ. Cũng ở đây trong nháy mắt, hắn quả đấm thật giống như trong nháy mắt bị nghìn vạn chuôi lăng liệt kiếm cắt vậy, bỗng nhiên không gì sánh được ăn đau. Đáng chết, nhất thời Nhan Chân trên mặt thần sắc hiển nhiên cực vi khó coi. Mà cùng sắc mặt kia cực vi khó coi Nhan Chân so sánh với. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt thần sắc lại nghĩ đương nhiên hơn. Nói đùa, tuy nói Nhan Chân chính là luyện khí lục trọng, trong cơ thể hắn ngưng luyện linh khí cũng không giống như phổ thông, có thể đây hết thảy, nhưng ở hắn Trần Phi trước mặt cũng không phải cái gì. Cũng không nói bị hắn coi là cực mạnh lá bài tẩy tiên môn công pháp tọa vong kinh, liền nói Tam Dương Kiếm Điển, cái này đặt ở luyện khí trình tự hoàn toàn có tư cách được xưng là đỉnh cấp công pháp, sức chiến đấu hung hãn kiếm tu khẩu quyết. Đều tuyệt đối so với Nhan Chân công pháp tu luyện lợi hại hơn. Mà cái này, cũng là sự chênh lệch giữa bọn họ khoảng cách chỗ. Bởi vì đúng một vị luyện khí sĩ mà nói, kỳ sở tu luyện công pháp đúng thực lực của hắn ảnh hưởng, thực sự là cực kỳ trọng yếu. Mà Nhan Chân hiển nhiên rành mạch từng câu điểm này, vì vậy trong nháy mắt sắc mặt thần sắc tựu không gì sánh được khó xem, trong lòng cả kinh nói đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng tu luyện là đẳng cấp gì kiếm quyết. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Theo ta chiến đấu ngươi còn dám thất thần. Tốt lắm, vậy nếu không ngươi cũng ăn ta một quyền thử xem. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lạnh lùng chính là lời nói lại đột nhiên từ hắn bên tai vang lên. Hình ý quyền hổ hình, hổ bào. Đều không chờ Nhan Chân phản ứng kịp, tiếp bọn họ màng tai lại phảng phất bị đánh rách tả tơi vậy. Bởi vì bọn họ trong lòng mơ hồ cảm giác được một vua bách thú mãnh hổ thú khiếu sơn lâm tiếng gào thét. Trần Phi hai tay hai chân tất cả phục trên mặt đất, làm ra giống trạng thái, sau đó bỗng nhiên xoay thắt lưng đứng dậy một quyền oanh đập ra. Thật giống như mãnh hổ đi săn lúc giơ lên móng vuốt đập xuống vậy. Phanh! Phốc suy! Một đạo nặng nề tiếng vang lên. Trần Phi quả đấm cùng hốt hoảng chống lại một quyền này Nhan Chân bàn tay chạm vào nhau, nhất thời một làm người ta hàm răng mệt mỏi xé rách thanh xuất hiện.
Nhan Trân trên khuôn mặt không bình thường hiện ra đỏ ửng, sau đó thậm chí còn muộn hừ một tiếng, thân thể về phía sau chợt lui, cho đến hai chân trên mặt đất trà sát ra mấy thước cự ly xa, mới dần dần dừng hẳn ở. Mà khi hắn lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn phía Trần Phi lúc, hai tròng mắt, sắc mặt tắc cũng biến thành cực dữ tợn cùng khó xem. Trong mắt tràn đầy hàn mang. Hiển nhiên trước đó hắn căn bản cũng không sẽ, cũng không có khả năng nghĩ đến. Hắn cư nhiên sẽ ở trong tay đối phương kinh ngạc, bị đập lui ra ngoài. Mà cái này một chốc, không chỉ là chính hắn không nghĩ tới, ngay cả mọi người tại đây đều mạnh thất thanh lên, nhịn không được mục trừng khẩu ngốc. Hiển nhiên coi như là bọn họ, cũng thế nào cũng vô pháp nghĩ vậy từ Nhan Trân quái vật kia dẫn đầu khơi mào giao phong, không chỉ có không thể vào tay chút nào kiến thụ, ngược lại là lấy loại này kết cục kết thúc. Bị một quyền đánh bay. Xem ra thực lực của ngươi cũng không được tốt lắm nha. Đây là luyện khí lục trọng thực lực, mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại mở miệng lần nữa, tự tiếu phi tiếu. Mà hắn những lời này cũng trong nháy mắt khiến Nhan Trân sắc mặt tái xanh cứng ngắc, trái tim nếu như hỏa sơn vậy phun trào vậy, tức giận lay động. Đây là ngươi bản thân tìm, cũng đừng trách ta. Nhất thời theo sát mà chỉ thấy Nhan Trân giữ tợn một tiếng, khí thế một trào, dưới chân bàn chân trong nháy mắt chà chà, sau đó liền trực tiếp bạo xạ ra. Phanh. Mấy hô hấp gian, hắn tràn đầy hôi mông mông bách chiến linh khí thân thể liền đã xuất hiện lần nữa ở Trần Phi trước mặt, sau đó bên hông cùng với quyền trưởng hung hăng phát lực, cơ thể một cổ, nhất thời như thời cổ đại binh lính tinh nhuệ đấu tranh anh dũng mạnh mẽ khí tức kèm theo hắn hữu quyền, lại ngạnh sinh sinh cương mãnh phá khai rồi thủ vệ ở Trần Phi trước mặt tam dương chân hỏa kiếm khí, thuận thế hung hăng đập xuống. Một quyền này nhắm ngay Trần Phi thiên linh cái, nếu là bị đánh trúng, coi như là lấy thân thể của hắn cường độ, cũng sẽ ra đại sự, rơi vào cái đầu bị đánh bạo hạ chàng đi. Phốc suy, mà ở thấy tình cảnh này coi như là Trần Phi cũng hơi con người rụt một cái, minh bạch đối phương đây là bị hắn làm tức giận đến chơi thật rồi, theo sát mà chỉ thấy kỳ y phục phần phật rung động, trong nháy mắt đủ 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí leo lên cánh tay hắn tạo thành đỏ tươi văn lộ, và lại vẫn còn trong chớp nhoáng này phóng xuất ra nóng quang thải. Phanh, phanh. Quả đấm của hắn cùng Nhan Trân quả đấm cự ly đụng nhau hai lần, cơ hồ là trong nháy mắt từng tầng một sóng gợn như rung động vậy tản ra. Tại nơi trong, tam dương chân hỏa kiếm khí cùng bách chiến linh khí đan vào quấn vòng quanh, phần phật rung động, khó có thể nhìn ra đến tột cùng ai thắng ai thua. Ở trước mặt ta khoe khoang thân thể, Nhan Trân hai tròng mắt lấp lánh lóa mắt lành lạnh ánh sáng màu, bắn thẳng đến Trần Phi. Lạnh lùng mà châm chọc thanh âm theo sát mà cấp tốc vang lên ở ta chiến qua cửa nội môn đệ tử Nhan Trân trước mặt chơi bộ này, ngươi còn kém một ít hỏa hậu. Ở bên kia, bọn họ chiến qua cửa dựa vào thành danh chính là rèn luyện thân thể, gần người vật lộn cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn chơi bộ này, chẳng phải là muốn chết. Tự tìm tử lộ. Như vậy châm chọc thanh vừa dứt dưới, hắn liền bước ra một bước. Cả người bộc phát ra làm cho bách chiến linh khí thẳng đến Trần Phi đánh tới. Theo sát mà quả đấm của hắn lại lần thứ hai rơi xuống. Lần này là kinh người vô cùng liên tục không ngừng đánh ra ba quyền. Oanh, oanh, oanh. Làm lấy thân thể mạnh mẽ, gần người cận chiến am hiểu mà nghe tiếng chiến qua cửa nội môn đệ tử, hắn Nhan Trân xác xác thật thật không bôi nhỏ cái loại này danh hiệu cùng xưng hào. Hắn cái này ba quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa kinh người uy thế. Mà loại trình độ đó, chỉ sợ cũng xem như là SS cộng cấp cường giả tới, cũng phải bị thoáng cái đánh phế bỏ. Bởi vậy thấy rất mạnh. Chỉ là trong chớp mắt, quay chung quanh ở Trần Phi trên nắm tay 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí văn lộ lại có chút run rẩy, sau đó theo sát mà lại còn có một ít tán loạn, lờ mờ xu thế, cái này khiến Trần Phi con ngươi trong nháy mắt không khỏi rụt một cái, sắc mặt ngưng trọng. Cái này Nhan Trân tuy có một ít làm hắn xem không vừa mắt, có thể thực lực như vậy. Cũng coi như là tự hắn xuất đạo tới nay lợi hại nhất mấy cái một trong. Loại trình độ này, chỉ sợ là tầm thường luyện khí lục trọng đều so ra kém. Mà trên thực tế cũng quả thực như vậy, làm bên kia chiến qua cửa gần trăm năm qua lấy tốc độ nhanh nhất từ tạp dịch tấn chức đến nội môn đệ tử người, hắn Nhan Trân thực lực cùng với thiên phú tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Thậm chí coi như là bọn họ tông môn nội tương đối vậy luyện khí lục trọng đỉnh, đều không cần thiết có thể đem hắn thế nào. Mà bây giờ, tiểu tử này đến tột cùng tu vi gì cảnh giới, thật chẳng lẽ theo ta vậy, là luyện khí lục trọng. Tuy nói hắn hiện tại đem Trần Phi, đè nặng, đang đánh,
có thể hắn Nhan Chân trong lòng kinh dị lại thật không gì sánh được nồng nặc. Bởi vì thẳng đến lúc này, hắn lúc nãy xác thực cảm thụ được, cái này tối thiểu so với hắn tiểu 10 tuổi Trần Phi, kỳ có thực lực, lại cư nhiên thực sự là cùng hắn không sai biệt lắm, lực lượng ngang nhau. Đính Thiên cũng liền kém một đường. Mà cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nếu là bọn họ lưỡng trong lúc đó không có cái này hơn 10 tuổi chênh lệch nói, chẳng phải là. Hắn Nhan Chân ở trước mặt đối phương hãy cùng con kiến hôi vậy, không khác nhau. Cơ hồ là ở trong chớp nhoáng này trong lòng của hắn liền không hiểu có chút hối ý. Tựa hồ, hắn cũng không nên chuyến cái này tranh vũng nước đục. Có thể hiện đang nói cái gì đều đã chậm, vì vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Đón thêm ta vài quyền thử xem, chỉ thấy thứ nhất thanh gầm lên. Mà đang ở tiếng hét phẫn nộ rơi xuống trong nháy mắt, thân thể hắn đã mạnh hóa thành một đạo hôi mông mông bóng đen, bạo xạ ra, theo sát mà chỉ thấy kỳ thân thể, đã lần thứ hai thần tốc xuất hiện ở Trần Phi đỉnh đầu. Lúc này đây, cánh tay hắn trên tản ra lăng liệt ba động bách chiến linh khí chợt bộc phát ra làm người sợ hãi áp lực quang mang, hồn trầm một mảnh. Theo sát mà thật giống như Trần Phi trước mắt tia sáng đều bị một quyền này che lại vậy. Trong nháy mắt Trần Phi sắc mặt tựu thay đổi, không nghĩ tới đối phương lại vẫn có thể thi triển ra loại này cổ quái chiêu số. Thế mà, đối mặt cái này Nhan Chân thế tiến công, hắn nhưng vẫn là cố chấp không có tuyển trẻ thoái nhượng, ngược lại là hai mắt diễn hóa xuất lau một cái làm người sợ hãi đỏ đậm, gợn sóng vẻ. Viêm chỉ. Theo sát mà chỉ thấy kỳ thần tốc nâng tay phải lên trường, một chỉ điểm ra. Nhất thời liền có lau một cái như nham tương vậy nóng thật nhỏ quang trụ từ ngón tay hắn nhọn đi ra, hung hăng đánh vào hôi mông mông, như che đậy trước mắt tầm mắt hôi vụ trên. Theo sát mà liền có một đạo kêu rên từ hôi vụ hậu phương truyền ra. Nhưng Trần Phi mình cũng bị kế tiếp trùng kích hung hăng bắn trúng, bay rớt ra ngoài. Oanh! Một hỗn hợp theo nóng diễm quang cùng với hôi mông mông bách chiến linh khí sóng gợn như rung động vậy, cực kỳ cuồng bạo cùng kịch liệt quét ngang ra. Theo sát cùng tại nơi mọi người trong tầm nhìn, hai người kia dưới chân nguyên bản cũng đã triệt để đổ nát chủ chiến đài, khu vực lúc này càng muốn bị lưu tinh đập chúng vậy, thật sâu sụp đổ xuống tới, lộ ra mấy kích thước không đồng nhất đen nhánh hố sâu, yên vụ tràn ngập. Đến mức bị đánh bay rớt ra ngoài Trần Phi, còn lại là thân thể chấn động mạnh một cái, bàn chân đủ trên mặt đất trà sát ra 7-8 mét sâu vết, lúc này mới từ từ ổn xuống tới. Hắn mâu quang nhìn chằm chằm cách đó không xa sắc mặt dị thường xấu xí, ngón tay tích lạc theo tiên huyết Nhan Chân, tự lẩm bẩm đây là luyện khí lục trọng lực lượng sao. Là thật lợi hại, bất quá, ngược lại cũng ở dự đánh giá bên trong. Cái này lại còn khi hắn dự đánh giá trong phạm vi. Mà Nhan Chân dù chưa bị đánh bay, lui về phía sau 7-8 mét xa, có thể ngón tay hắn lại bị Trần Phi một cái viêm chỉ tới một cái xuyên thủng, tiên huyết nhễ nhại. Vì vậy hắn bây giờ sắc mặt dị thường xấu xí, trong ánh mắt hiển hiện ra nồng nặc âm trầm. Ta thừa nhận, ta trước là có chút coi khinh ngươi. Theo sát mà, chỉ thấy kỳ hai mắt nhãn thần băng hàn tập trung vào Trần Phi, sau đó lại đột ngột vô cùng nở nụ cười, thập phần quỷ dị bất quá, luyện khí ngũ trọng đỉnh thủy chung là luyện khí ngũ trọng đỉnh. Ngươi coi như thế nào đi nữa thủ đoạn thái quá, cũng không có khả năng vượt qua cái này giới tuyến trong lúc đó khoảng cách. Nghe được theo Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người vi lóe lóe. Cái gì, luyện khí ngũ trọng đỉnh, mà đang ở Nhan Chân câu nói kia nói ra khỏi miệng, ở đây đông đảo mọi người cảm giác không rõ vì vậy lúc, lưu đầu mùa đông lại cực kỳ đột ngột, cũng cực kỳ đáng chú ý sắc mặt sợ hãi theo, kinh dị lên tiếng. Bởi vì hắn đương nhiên biết Nhan Chân trong miệng luyện khí ngũ trọng, ý vị như thế nào. Nhưng vấn đề là hiện tại Trần Phi đều đã cùng Nhan Chân chiến đến loại trình độ đó, làm sao có thể vẻn vẹn là luyện khí ngũ trọng đỉnh. Cái đó và hắn dĩ vãng trong lòng khái niệm hoàn toàn không hợp. Thay lời khác mà nói, luyện khí ngũ trọng đỉnh, sẽ không có lợi hại như vậy đi. Không nghĩ tới vẫn bị hắn cho xem thấu a. Trần Phi con người thật sâu nhìn Nhan Chân liếc mắt, cũng không nghĩ tới hắn đều đã có thể ẩn tàng rồi, lại còn là bị xem thấu. Nhưng theo sát mà chỉ thấy kỳ đem chút chuyện nhỏ này mà ném sau ót không để ý, đen kịt hai tròng mắt lạnh lùng nhìn đối phương, nói được rồi, tiếp tục đi, chúng ta không phải là còn không có chia ra thắng bại sao. Nói đến đây chỉ thấy kỳ bỗng nhiên một trầu, giọng nói chợt vắng lặng mấy phần, nói mặt khác, còn là đem ngươi con bài chưa lật lấy ra đi, nếu không, chỉ là thế này chỉ sợ ngươi không làm gì được ta. Nghe vậy Nhan Chân hai tròng mắt nhìn không được rụt một cái, xẹt qua tùm hàn ý.
nhưng lúc này đây, hắn nhưng chưa lại đúng Trần Phi nói có trào phúng. Bởi vì đi ngang qua vừa rồi lần giao thủ cùng va chạm sau, hắn quả thực đã cảm thụ được, Trần Phi thực lực có chút vượt qua trước hắn dự liệu. Cho dù là hắn nhan chân, nếu không mượn lá bài tẩy nói, chỉ sợ cũng quả thực không có biện pháp làm gì được đối phương. Nghĩ đến đây, chỉ thấy kỳ con người tùm lóe lóe, sau đó thứ năm chỉ chẳng biết lúc nào không ngờ đưa tới cần cổ, đem đeo ở trên đó viên châu hạng liên gỡ xuống, ngón cái nhắm ngay viên châu một ừ. Ken két một tiếng, hắn cư nhiên trực tiếp đem viên kia châu hạng liên cho ấn nát. Sau đó một đuôi chỉ lớn nhỏ lam quang êm dịu cuộn đi ra. Đó là, nhìn nhan chân trong tay lam quang, Trần Phi mâu quang co rụt lại. Chỉ thấy ước đuôi chỉ lớn nhỏ lam quang, nhìn kỹ, đúng là một xanh thảm thần kỳ bảo châu. Bảo châu đang bị nhan chân từ viên châu hạng liên trong lấy ra sau, nhất thời dần dần đón gió mà phồng, thẳng đến phồng tới 2/3 cái đại quả đấm nhỏ như vậy thể tích lúc, mới từ từ bình ổn chấn định lại. Bất quá Trần Phi sở quan tâm, xem trọng cũng không phải điểm này, mà là tự thần kỳ bảo châu nội chậm rãi tản ra kinh người hàn khí. Thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều tốt giống như chậm rãi bị kỳ đông lạnh ở, ngừng kết thành một chút huyền ở giữa không trung bông tuyết. Ha ha! Theo sát mà chỉ thấy nhan chân quỷ dị nở nụ cười, còn người chết nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng nói tùm có thể ép ta vận dụng cái này cấp đông lạnh châu, người ngày hôm nay coi như thua, vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Oanh! Làm kỳ thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, chỉ thấy kỳ trong lòng bàn tay 2/3 cái quả đấm lớn nhỏ thể tích xanh thẳm bảo châu, nhất thời kỳ sáng bóng như ngọc mặt ngoài bộc phát ra lành lạnh ba động, băng hàn triệt cốt, quanh mình nhiệt độ chợt giảm xuống, trong lúc mơ hồ, mọi người phảng phất là đi tới băng thiên tuyết địa thế giới. Xét lạnh kia, nhiệt độ kia, mọi người tại đây đều sợ ngây người, bị lạnh đến lạnh run. Ưng ực trung phẩm pháp khí, lưu đầu mùa đông gian nan nuốt hớp nước miếng. Thần sắc có chút quỷ dị. Những người khác có thể không biết xanh thẳm, cấp đông lạnh châu, là cái gì, có thể hắn lưu đầu mùa đông thân là một gã luyện khí tứ trọng đỉnh luyện khí sĩ, lại sao có thể không biết ni. Nếu như nói, hạ phẩm pháp khí nói như vậy, là đúng ứng với bọn họ loại này luyện khí trung kỳ tầng thứ nói, trung phẩm pháp khí, đó là nói như vậy đối ứng luyện khí hậu kỳ. Cũng chính là luyện khí thất trọng đến cửu trọng đại viên mãn. Bởi vậy có thể thấy được vật ấy chân quý bao nhiêu không, rất cường đại. Dù sao, nói như vậy luyện khí hậu kỳ cường giả mới có tư cách kiềm giữ trung phẩm pháp khí, không có thể như vậy tùy tiện cái gì luyện khí lục trọng có thể lộng lấy được. Mà trừ hắn ra, mọi người tại đây tuy rằng không biết cấp đông lạnh châu đến tột cùng cái gì đường về, có thể quanh mình trong nháy mắt giảm xuống chừng 10 độ không ngừng nhiệt độ, quỷ dị này biến hóa, cũng còn là ngay tức khắc làm bọn hắn ý thức được. Xanh thẳm hạt châu sợ rằng cũng không phải cái gì bình thường vật, thậm chí vả lại thoạt nhìn, còn giống như là nhan chân quái vật kia con bài chưa lật a. Trung phẩm pháp khí. Đứng ở đổ nát chủ trên chiến đài Trần Phi mâu quang chăm chú nhìn chăm chú vào nhan chân trong lòng bàn tay cấp đông lạnh châu, không khỏi nhãn thần ở chỗ sâu trong đều có chút lóe lên. Hiển nhiên, coi như là hắn, cũng đều có chút ngoài ý muốn đối phương cư nhiên có thể xuất ra loại bảo vật này đến. Lấy thực lực của hắn. Lại hợp với cái này trung phẩm pháp khí, chỉ sợ cũng xem như là đối mặt luyện khí lục trọng đỉnh cường giả, cũng có thể dễ dàng đứng ở bất bại chi địa đi. Cái này không nghĩ tới tên này cư nhiên có thể xuất ra loại vật này. Thật đúng là con bài chưa lật a. Cái này cấp đông lạnh châu ở trong tay ta mặt ít nói 2 năm, đã từng lấy vi, cũng liền luyện khí lục trọng đỉnh cảnh giới đối thủ, mới có tư cách đem ta làm cho dùng nó. Mà ngươi, hiện tại cũng duy nhất một trường hợp đặc biệt. Vì vậy ta cũng thật tò mò ngươi đến tột cùng ngăn cản không chống đỡ được. Cấp đông lạnh châu từ từ trôi thần kỳ, xoay quanh ở nhan chân đỉnh đầu, khiến nhãn thần bao quát, trên cao nhìn xuống, khóe mắt hàm chứa cười nhạt nhìn chằm chằm Trần Phi, thản nhiên nói. Cái này trung phẩm pháp khí cấp đông lạnh châu là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Vì vậy hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng, thứ này, có loại nào kinh khủng uy năng. Rõ ràng hơn chỉ sợ cũng xem như là luyện khí lục trọng đỉnh cường giả đích thân đến, cũng tất nhiên phải trả ra trọng thương đại giới. Nghĩ đến đây, hắn khóe mắt hàm chứa lạnh ý liền không tự kìm hãm được càng đậm liệt. Theo sát mà chỉ thấy kỳ vung tay lên, năm ngón tay cấp tốc nặn ra mấy cái ấn quyết, nhắm ngay cấp đông lạnh châu, sau đó trong khoảnh khắc cần pháp khí cho giỏi tự hiện ra tảng lớn hàn mang, này hàn mang trực tiếp ở giữa không trung ngưng tụ. Kỳ phiêu tán mà xuất lực lượng càng làm phế tích trong hòn đá đều kết băng.
như thế chiến trận, thật là kinh người. Tiểu tử, có thể chuẩn bị xong. Theo sát mà chỉ thấy Nhan Chân tràn đầy làm trò ngược chất vấn tiếng vang lên, chợt chỉ thấy Kỳ đưa ngón tay ra bấm tay bắn ra. Xì một tiếng, nhất thời huyền phù ở giữa không trung hàn mang như chiều sóng vậy mang tất cả phún ra ngoài, hướng Trần Phi đứng ở khu vực gào thét làm cho che mất đi qua. Kỳ trải qua khu vực, trong chớp mắt lại có một ít bị đông, loại này tràng cảnh khiến chưa ở chủ chiến đài mọi người chung quanh kinh hãi, mục trừng khẩu ngốc. Mà nhưng vào lúc này tản ra lành lạnh hàn khí luồng không khí lạnh đã bao phủ tới Trần Phi chỗ ở khu vực. Đây là trung phẩm pháp khí có lực lượng, nhìn dường như đại tuyết sơn luồng không khí lạnh bao phủ mà đến xanh thẳm, Trần Phi con người cũng là không khỏi ngưng lên, chợt ánh mắt chợt lóe lên, trong cơ thể 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí như hoảng sợ phun trào hỏa sơn vậy trong khoảnh khắc chấn động lên. Theo tam dương chân hỏa kiếm khí mãnh liệt nhộn nhạo, diễm quang. Nhìn qua như là trong nháy mắt đem Trần Phi cho bao vây, đem thân thể hắn thủ hộ ở trong đó. Nhưng mặc dù làm ra loại này cử động Trần Phi nhưng cũng vẫn là rất rõ ràng, như vậy, cũng không đủ. Một là bởi vì, hắn tu luyện tam dương chân hỏa kiếm khí vốn cũng không phải là để phòng ngự theo xưng, mà là lấy công kích, thứ hai là cái này trung phẩm pháp khí uy thế xác thực kinh người. Nhưng hắn ngửi được chí mạng mùi. Ken két ken két ken két. Có thể hắn đều còn chưa kịp ở trong lòng suy nghĩ đối sách, dường như luồng không khí lạnh vậy cấp đông lạnh châu màn sáng đã cấp tốc gào thét mà đến, đụng vào diễm quang ngưng ra lồng bảo hộ trên, lại khiến người sau mặt ngoài nhất thời như bị nhiễm, hay là rung động vậy, một chút xíu thần tốc bị đông. Rất nhanh thì liên Trần Phi cả người đều hoàn toàn bị yểm trùm lên trong đó. Lúc này xa xa nhìn lại, khu vực thật giống như hoàn toàn bị đóng kết vậy, đồ vật bên trong không hẹn mà cùng nhất tề thành bông tuyết. Hoặc tượng đá giống như. Mọi người nhìn thấy một màn này đều tốt giống như ngây người, sau đó con người rung động gian, cột sống hàn khí cọ 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 hướng ra phía ngoài mạo. Hoa liên. Có thể nhưng vào lúc này lại có một đạo trầm thấp đến cực điểm giờ, rất có thực chất cảm âm ba như gió bạo vậy quét ngang mà mở, theo sát mà tiếp theo sát, vẫn duy trì hừng hực thiêu đốt hình thái diễm quang lồng bảo hộ chợt run lên, nhìn về nơi xa đi, từng cái xích hồng sắc tuyến. Như văn lộ vậy rậm rạp tự bông tuyết hướng nội theo bốn phương tám hướng duyên triển khai, thật giống như nở rộ hoa liên vậy. Mà ở thấy tình cảnh này, nguyên bản trên mặt còn có chút kiêu căng Nhan Chân nhất thời khóe mắt run lên. Bất quá đều còn chưa kịp chờ hắn quá nhiều muốn, một đinh tai nhức óc tiếng nổ cũng đã vang dội đến. Lau một cái diễm quang vọt lên, đem phiến Trần Phi nguyên bản đứng thân khu vực mang tất cả bao trùm. Nóng diễm quang cùng thấu xương hàn khí gian bật làm bắn ra làm người ta cảm giác miệng khô lưỡi khô đánh, tính lấy hơn 10 trượng lực lượng rung động như sóng xung kích khoách tán ra, lau một cái xóa sạch trong không khí mặt nhiệt độ bị tháo nước, hóa thành xì xì yên vụ, cái này khiến mọi người tại đây gào thét cũng không từ dồn dập, cực kỳ gian nan. Thậm chí còn liên hai người kia dưới chân từng mảnh đã đổ nát chủ chiến bãi đất cao mặt đều lại tao thụ hủy diệt tính đả kích, tính bất tận bang bang vang dội, rung động mọi người trái tim. Siêu. Theo sát mà mọi người trong tầm nhìn chỉ thấy đến một bị nóng rực, nóng diễm quang quanh quẩn nhân ảnh, nếu đạn đạo vậy kèm theo đinh tai nhức óc ù ù long thanh từ bất ngờ đổ nát tượng đá tố trong đi ra. Mà một màn này cũng khiến nguyên tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng Nhan Chân, lúc này sắc mặt, triệt triệt để âm trầm xuống, cực kỳ hắng giọng cùng xấu xí. Hiển nhiên coi như là hắn, cũng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Trần Phi có thể cùng hắn cuốn lấy đấu đến trình độ như vậy. Nhất là hắn hiện tại nhưng vẫn là đã vận dụng cực mạnh con bài chưa lật cấp đông lạnh châu A. Như vậy làm người ta khó có thể tin vướng tay chân, điều này sao có thể? Tiểu tử kia đến tột cùng tu luyện là công pháp gì? Vì sao cường hãn trình độ coi như là ta lấy ra trung phẩm pháp khí cấp đông lạnh châu, cũng như trước không đè ép được? Theo sát mà chỉ thấy Nhan Chân che lấp khuôn mặt trên xẹt qua lau một cái vẻ không cam lòng, trong lòng sao động tâm tình khó hơn nữa lấy che giấu xuống tới. Phải biết rằng mấy năm gần đây, nhất là xem hắn trở thành chiến qua cửa nội môn đệ tử, thành công bắt được tông môn năm đại trấn sơn chi bảo bách chiến tâm kinh quyển hạ tu luyện tư cách sau, bằng vào bách chiến linh khí, hơn nữa hắn bản thân mình tư chất cùng thiên phú, hắn hầu như thật có thể nói là quét ngang đồng cấp đối thủ. Có thể ở hiện tại, cái này hôm nay, hắn lại cư nhiên ở Trần Phi cái này luyện khí ngũ trọng đỉnh phong người trước mặt không hề kiến thụ. Tiểu tử này thật là quỷ dị, vì để tránh cho đêm dài nhiều mộng, còn là nhanh chóng kết thúc đi. Sau đó chỉ thấy Kỳ đôi mắt ở chỗ sâu trong kịch liệt lóe ra,
cũng không muốn lại cùng Trần Phi loại này quỷ dị, vướng tay chân tiểu tử lại ném cái gì vòng tròn. Tránh cho đêm dài nhiều mộng, mã thất móng trước. Nhất niệm đến nước này, Nhan Trần rốt cục không do dự nữa, trong mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên, chợt bàn tay chấn động, lại dùng bách chiến linh khí ở hai tay ngón tay cái gian cắt kim loại ra sâu đậm lỗ hổng, một luồng sợi máu sau đó chảy ra, tích lạc tại nơi huyền ở giữa không trung cấp đông lạnh châu mặt ngoài, nhất thời lau một cái rác trước kinh khủng hơn rung động lòng người hàn khí, càng thêm càn rỡ hiện lên đi ra. Oanh! Lực lượng kia khiến mọi người tại đây mạnh con người co rút lại, càng dường như tình nhật tuyết bay vậy chợt đem khu vực nhiệt độ kéo thấp tới băng điểm. Mà loại này tràng cảnh quả thực khiến mọi người tại đây quá khó có thể tin, một đám thậm chí đều không kiềm hãm được nương tay chân mềm lên, hai mắt bị băng hàn đau đớn đến nhắm mắt hoặc là hơi híp. Sau đó chỉ thấy cấp đông lạnh châu oai nếu băng tuyết phong bạo vậy toát ra đến, tự đầu nguồn điên cuồng tàn sát bừa bãi. Khủng bố chí cực hướng Trần Phi chỗ khu vực mang tất cả bao phủ. Xôn xao. Cái này, bọn họ cũng chân thực quá thay đổi tai đi. Khó có thể tin hai cái 20-30 tuổi người đụng nhau, cư nhiên có thể đáng sợ đến trình độ như vậy. Nhan Trần lợi hại như vậy, còn có nguyên nhân, dù sao hắn thế nhưng hai độ từ bên kia trở về quái vật, có thể tiểu tử kia. Hắn thật chỉ có hơn 20 tuổi. Chủ chiến chung quanh đài, đông đảo kinh thành bốn bộ trẻ tuổi tinh anh thậm chí thế hệ trước đều nhất tề kìm lòng không đậu sắc mặt hoảng sợ nhìn chiến trường, nhìn cấp đông lạnh châu triển hiện ra khủng bố phá hủy, nhìn không được ra đầu tê dại. Khó có thể tự ức. Bởi vì loại trình độ này đụng nhau, chỉ sợ cũng xem như là chân chính SSS cấp cường giả đi tới, kỳ hạ chàng cũng hẳn không phải là sẽ rất tốt. Thậm chí không ít kinh thành bốn bộ thế hệ trước đều tình không điều khiển tự động khuôn mặt đắng chát nhìn một màn này. Bởi vì loại trình độ này đụng nhau, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ, khiến trong lòng bọn họ mặt nhận được không nhỏ đả kích. Mà nói đến ở trong những người này rung động nhất, sợ rằng còn là không phải cùng Trần Phi. Nhan Trần đám người chính mình đồng dạng nền tảng, nội tình lưu đầu mùa đông không còn ai. Chỉ thấy kỳ con người thật sâu nhìn chằm chằm đổ nát chủ trên chiến đài hai người, trong lòng kinh đào hãi lãng đã triệt để biểu hiện mặt trên bàng trên, kinh dị hồi lâu. Lấy Nhan Trần hiện thực lực hôm nay, cầm trong tay trung phẩm pháp khí, chỉ sợ cũng coi là côn luân chúng ta kiếm nhai giác thông thường luyện khí lục trọng đỉnh sư huynh sư tỷ đều so ra kém. Có thể tên kia, nếu là hắn lúc này cũng cùng Nhan Trần vậy. Là luyện khí lục trọng tu vi, chỉ sợ cũng xem như là Nhan Trần cũng không đè ép được hắn đi. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn hầu như tất cả đều là loại ý nghĩ này, bởi vì ai bảo chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu triển hiện ra uy thế chân thực quá kinh người, lúc này mới chỉ là luyện khí ngũ trọng đỉnh, lại cư nhiên có thể cùng cầm trong tay trung phẩm pháp khí, tu luyện có bách chiến linh khí luyện khí lục trọng Nhan Trần lực chiến đến loại trình độ này. Nếu là kỳ một ngày kia có thể bước vào luyện khí lục trọng cảnh, thậm chí càng mạnh, như vậy cần sẽ là kinh khủng cỡ nào. Chẳng lẽ đến lúc đó hắn vẫn có thể chống lại luyện khí thất trọng phải không? Nghĩ vậy một điểm, coi như là hắn lưu đầu mùa đông thân là tam đại võ học chí cao điện phủ một trong côn lôn kiếm nhai đệ tử, lúc này cũng không nhịn được ra đầu hơi đã tê dần ma, chợt đem trong lòng cái này hoang đường ý tưởng dứt bỏ rồi. Bởi vì đừng xem luyện khí lục trọng cùng luyện khí thất trọng chỉ có một chữ một kém, có thể trong lúc này chênh lệch. Lại thật không vậy vậy đại, như khoảng cách vậy. Nhưng tuy rằng trong lòng của hắn lúc này suy tính giác thân người bên ngoài muốn phức tạp, xâm nhập nhiều, nhưng bây giờ, kỳ thực mọi người tại đây nhìn phía Trần Phi chỗ khu vực ánh mắt, trên thực tế là có chút tràn ngập tiếc hận. Bởi vì đến lúc này bọn họ hiển nhiên đã nhìn ra, quái vật kia Nhan Trần xác xác thật thật lấy ra đỉnh chiến lực, tế suất cực mạnh con bài chưa lật. Mà đều đã là loại trình độ này nói, tên kia vậy cũng tiếp tục vô lực đi. Không có khả năng lại lật. Trịnh cục trưởng, kỳ sai nhất chiêu, xem ra hay là chúng ta thiên tổ muốn thắng. Mà ở thấy tình cảnh này, cách đó không xa trên đài cao thai khấu bân cuối cùng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng câu dẫn ra nói. Nghe vậy Trịnh vệ quốc không nói gì, chỉ là kỳ khuôn mặt trên khó có thể che giấu vẻ lo lắng và lo lắng, cũng đã bán đứng hắn lúc này tâm tình. Quả thực chân thực có chút khó có thể bình tĩnh trở lại. Không phải là bởi vì thắng bại. Dù sao làm kinh thành bốn bộ cuối cùng bọn họ thật không có chút ngoại nhân trong tưởng tượng như vậy coi trọng kết quả này, cùng thắng lợi. Vì vậy hắn hiện tại xác xác thật thật chỉ là đang lo lắng Trần Phi mà thôi. Nhan Trần tên kia, quả thực không hổ là đầu đỉnh, lưng đeo nhiều năm như vậy, quái vật, danh hiệu A. Loại trình độ này,
kỳ hiện nay sở thi triển ra thủ đoạn. Chỉ sợ cũng coi là bọn hắn trung vệ cục có chút SSS trưởng lão cũng không đỡ nổi a. Oanh! Mà nhưng vào lúc này, trung phẩm pháp khí cấp Đông Lạnh Châu triển hiện ra chí cường một kích đã nếu như hỏa sơn vậy bộc phát ra, tùy theo trong khoảnh khắc như rung động trùng kích vậy hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở, nếu như cùng đạn đạo vậy tại nơi Trần Phi đứng thân khu vực đập rơi xuống, vẫn thạch rơi hàng. Phảng phất là có thể đem người ở trong thân thể đầu khớp xương đều nứt vỏ làm cho hàn khí từng mảnh vãn hơn nửa vô ích. Mà ở nhìn thấy người đáng sợ như vậy thủ đoạn cùng công kích. Ở đây đông đảo mọi người không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng, lần này sợ rằng Trần Phi coi như là lại thủ đoạn kinh người, cũng khẳng định không có biện pháp lại ngăn cơn sóng dữ, nói không chừng còn có thể nỗ lực cực thảm thống đại giới đi. Dường như kinh đào hãi lãng vậy mang tất cả giữa không trung luồng không khí lạnh như băng tuyết tử thần vậy vọt tới, dù là Trần Phi cũng không nhịn được con ngươi chặt co giúp nhanh lui. Có thể hắn khuôn mặt trên lại ngay sau đó vẫn chưa hiện ra cái gì hoảng loạn, tương phản, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi ở chỗ sâu trong lại còn bốc hơi ra cực làm cho, thậm chí có một ít cuồng nhiệt chiến ý. Lúc này mới có chút ý tứ nha, theo sát mà chỉ thấy kỳ khóe miệng chợt nhấc lên kiệt nhưng mà mỉm cười. Khiến nhan chân con người bỗng nhiên rụt một cái, một loại bất an xông lên đầu. Vậy không an thật là làm nhan chân trong lòng cảm xúc sao động tới cực điểm, vì vậy tùy theo chỉ thấy kỳ nhãn thần một tranh, lạnh 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 lùng nói ngươi hắn ma đừng cho ta giả thần giả quỷ. Ngươi cho là đều đến bây giờ loại trình độ này, vẫn có thể lật bàn sao. Mộng tưởng hão huyền đừng làm quá ngoại hạng. Hiển nhiên đều đã đến bước này, hắn là không tin. Cũng không có khả năng tin tưởng Trần Phi tiểu tử kia vẫn có thể lật bàn. Nhưng mà kế tiếp phát sinh tất cả, lại làm hắn phải tôn trọng hiện thực a. Tiểu ly xà kiếm trận, song long diệu nhật, theo sát mà mọi người tại đây đều chỉ cảm thấy chủ chiến đài khu vực nội không khí chợt run lên, tùy theo lau một cái làm người ta sởn tóc gáy mà lại dị thường tâm quý thanh âm vang lên, hừng hực sóng nhiệt ở trong nháy mắt đó cất cao nhiệt độ, làm bọn hắn đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt sợ hãi. Siêu. Siêu, siêu. Sau đó, sẽ ở đó ở đây đông đảo người dần dần bởi vì sợ hãi mà lớn lên trong con ngươi, đủ 18 chuôi hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa kiếm khí ở trong chớp nhoáng này phân biệt hai hàng lao ra thân thể hắn. Sau đó tại nơi dưới trong nháy mắt gian nội, liền có hai cổ không cách nào che giấu gào thét và nóng lực lượng, do như hỏa diễm phun trào vậy, cuồng bạo mang tất cả ra. Mà cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất là theo sát mà tại bọn hắn trong tầm mắt. Một luồng sợi diễm quang bao quanh 18 chuôi viêm kiếm bất ngờ ở vi huân giữa không trung, điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng bao phủ. Sau đó, ít nhất, có hai điều thân thể cực lớn đến đủ để siết chết voi hỏa diễm cự xà, đang lúc mọi người sợ hãi cùng run rẩy ánh mắt chậm rãi xuất hiện. Và lại nó không tình cảm chút nào ba động con ngươi, còn gắt gao đã xem bỗng nhiên kéo tới luồng không khí lạnh tập trung. Tùy theo, hai cổ mạnh mẽ đến làm người sợ hãi khủng bố uy áp tịch quyển ra. Giống, giống, chúng nó theo sát mà ngửa đầu bộc phát ra một đạo làm người ta khó có thể chống cự gào thét, điên cuồng chấn động lên. Hiển nhiên đây chính là ta các Trần Phi Trần Đại Thiếu con bài chưa lật. Làm trong cơ thể hắn tam dương chân hỏa kiếm khí thành công ngưng tụ ra 18 chuôi sau, hắn cũng đã có năng lực bố trí ra hai tòa tiểu ly xà kiếm trận. Hơn nữa hiện tại xem ra, cái này hai tòa tiểu ly xà kiếm trận tựa hồ cũng không phải đơn độc hai cái cá thể đơn giản như vậy. Mà là tương hỗ gian có thể có liên lụy, liên lạc. Ung ung. Sau đó ngay hiện trường mọi người sợ hãi, hoảng sợ chú mục dưới, nếu như song long trọi lọi Nhật Bản hai đại tiểu ly xà kiếm trận hỏa diễm cự xà liền đã khí thế hung mãnh đụng phải cuồng tịch mà đến luồng không khí lạnh. Nhất thời lau một cái ít nói lan tràn mười mấy trượng sóng xung kích, như rung động vậy điên cuồng nhộn nhạo đi ra, sau đó bị nó tiếp xúc, trùng kích đến chủ chiến đài khu vực bang bang phanh loạn vang lên. Bởi vì chứa nhiều hòn đá đều đã bị vậy cũng phố trùng kích cho vén vỡ vụn, hoặc là xì xì bị bông tuyết đông lại. Sau đó nổ banh. Hiển nhiên đây là một hồi trực tiếp, xích lõa Trần Chí Cực Băng cùng lửa giao phong. Sau khi hai cổ lực lượng khổng lồ chân chính đổ vào cùng một chỗ lúc, nếu như song long diệu Nhật Bản, nóng rực Chí Cực hai điều tiểu ly xà kiếm trận biến thành viêm xà lại hoàn toàn cho thấy điên cuồng, đáng sợ một mặt. Bởi vì chúng nó cứ nhiên cứ như vậy mở miệng to như chậu máu mạnh cắn xé phía trước, đem thấu xương lành lạnh luồng không khí lạnh màn sáng nếu như vải rách vậy, từng khối xé kéo xuống, băng cùng lửa bỗng nhiên bắn tóe ra làm cho xì xì mãnh liệt trùng kích,
nhưng cuối cùng vẫn trung phẩm pháp khí cấp Đông Lạnh Châu sở thả ra luồng không khí lạnh, lại càng ngày càng yếu. Không, làm sao sẽ? Phốc suy. Nhất thời Nhan Trần sắc mặt trong khoảnh khắc liền trắng bệch xuống tới, sau đó nhãn thần ở chỗ sâu trong để lộ ra tuyệt vọng, bởi vì hắn thậm chí nằm mơ đều không nghĩ tới, mình cũng đã xuất ra cực mạnh, tối áp đáy hòm con bài chưa lật trung phẩm pháp khí cấp Đông Lạnh Châu, đều lại còn là bị đối phương ngăn trở, hơn nữa còn là cái loại này hoàn toàn cứng rắn vừa cái loại này. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tưởng tượng, làm sao có thể tiếp thu. Nhưng mà đối với Nhan Trần tuyệt vọng thần sắc, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều đã thấy nhưng không thể trách. Tùy theo vung tay lên, hai tròng mắt nhãn thần ở chỗ sâu trong kích động ra làm cho tinh mang. Giống, giống. Sau đó hoàn toàn xé rách mở thấu xương động nhân luồng không khí lạnh hai đại tiểu ly xà kiếm trận viêm xà, nhưng lại không có biên kinh khủng hướng áp chế thôn phệ đi. Nhất thời người sau sắc mặt tự lại thay đổi, một thủ nhuyễn cước nhuyễn chiến ý tự hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong cuồng bừng lên. Kỳ trong ánh mắt cũng cấp tốc lướt qua lau một cái vẻ sợ hãi. Có thể nhưng vào lúc này lại bỗng có một làm cho chân khí linh sóng xuất hiện, nghiêng đem hai đại viêm xà oanh đập ra một chút khoảng cách. Oanh! Nhất thời Trần Phi sắc mặt hơi đổi đổi, mà Nhan Trần lại bỗng nhiên khuôn mặt trên nổi lên lau một cái sắc mặt vui mừng. Tùy theo chỉ thấy kỳ ôm đồm hồi cấp Đông Lạnh Châu, tại nơi chỉ mảnh treo chuông gian thân hình mãnh liệt về phía sau rút lui ra hơn 10 mét cự ly. Đồng thời trong miệng hô to dừng tay, ta nhận thua. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi ngược lại cũng không muốn theo đuổi tận giết tuyệt, dù sao không cừu không oán. Sau đó chỉ thấy thứ nhất biên con người hướng cách đó không xa ta đột nhiên xuất hiện già nua còng xuống thân ảnh nhìn lại, một bên vung tay lên, tan hết chiếm giữ ở giữa không trung hai đại viêm xà. Phịch một tiếng, hắn cư nhiên thiếu chút nữa không đứng vững, một chân đem che ở bên chân đá vụn đá văng. Cư nhiên tiêu hao lớn như vậy, thấy thế tha là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mình cũng sửng sốt nửa ngày, sau đó mới gặp kỳ cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm nói. Hắn là thật không nghĩ tới cứ như vậy một hồi thời gian, hắn lực lượng trong cơ thể lại hình như bị rút đi thất thất bát bát, mồ hôi dường như chảy ra vậy chảy ra đến, sắc mặt cũng trắng bệch, thở hổn hển. Hiển nhiên coi như là lấy hắn hiện nay tu vi cùng trạng thái, muốn duy trì hai đại tiểu ly xà kiếm trận vận chuyển. Cũng chịu hà quá. Nếu là Nhan Trần có thể chống được trước hắn một chút, nói không chừng hiện tại chịu thua chính là hắn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn đã thắng. Cái này cũng đã đủ rồi. Xôn xao. Cái này. Ta có đúng hay không hoa mắt? Nhan Trần hắn thua. Hoa mắt, chúng ta bây giờ có đúng hay không đang nằm mơ à? Tiểu tử kia có thể nào mạnh như vậy? Liên Nhan Trần cái loại này quái vật đều ở đây trong tay hắn mặt bị té nhào. Ngày hôm nay phát tất cả nếu là truyền đi, ai dám tin? Này, các ngươi mau nhìn, thiên tổ đại trưởng lão cũng đích thân tới, vừa rồi nếu không hắn một chút, sợ rằng hiện tại Nhan Trần còn có thể hay không đứng như vậy, đều là cái vấn đề. Nhất thời hiện trường một mảnh ồ lên. Bất luận là bởi vì Nhan Trần quái vật kia chịu thua, hay là bởi vì thậm chí ngay cả vị kia đều tự mình xuất thủ. Đường đường thiên tổ đại trưởng lão, cũng còn là một vị chân chánh SSS đỉnh cường giả. Đại trưởng lão, ngài thế nào? Khấu Bân Siêu một tiếng đứng lên. Hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả ở đây đông đảo kinh thành bốn bộ cao tầng, lãnh đạo, vô luận là không phải là thiên tổ chỗ quản lý, tất cả câu đều biểu thị tôn kính đứng lên, khom mình hành lễ. Liên bọn họ đều như vậy, sân huấn luyện nội kinh thành bốn bộ trẻ tuổi thành viên càng đừng nói nữa. Nhất tề tôn kính vô cùng hô to một tiếng. Đại trưởng lão, chỉ có Nhan Trần tựa hồ thoạt nhìn sắc mặt có chút xấu hổ không chịu nổi, không dám đối diện thiên tổ đại trưởng lão ánh mắt, né tránh. Dù sao liên hắn ngày hôm nay đều thua, vậy bọn họ thiên tổ hôm nay, tự thật xem như là mất mặt ném quá. Ừ, thế mà mọi người trong tầm nhìn, khuôn mặt già nua, vóc người còng xuống thiên tổ đại trưởng lão nhưng chỉ là bình bình đạm đạm lên tiếng. Tự chậm rãi nghiêng đầu đem khàn khàn, thâm thúy mâu quang nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt trắng bệch Trần Phi, trong ánh mắt xẹt qua khó có thể che giấu cảm khái, lắc đầu chậm rãi nói sớm nghe nói kiếm tu sức chiến đấu mạnh, đủ để quét ngang cùng cảnh giới vô địch. Hôm nay gặp, quả nhiên không hổ là truyền thừa a. Thân là kinh thành bốn bộ thiên tổ đại trưởng lão, lại là đường đường SSS đỉnh cường giả, kiến thức của hắn cùng nhãn giới tự nhiên cũng không phải là người thường có thể so sánh. Hắn quả thật có nghe nói qua, bên kia kiếm tu,
là cỡ nào làm người sợ hãi cùng với cỡ nào đáng sợ tồn tại. Mà ngày hôm nay gặp, quả thực nghe đồn không phải hư a. Đại trưởng lão tán dương, nghe vậy Trần Phi ngược lại cũng không biết xấu hổ ở đối phương cái loại này lão tư cách trước mặt làm dáng, vì vậy cười khiêm tốn nói. Khen cũng không đến mức, lấy thực lực của ngươi bây giờ cũng rời ta không xa, hậu sinh khả úy. Ngày đó tổ đại trưởng lão lại lắc đầu, theo sát mà nhìn Trần Phi nói hôm nay coi là ta thiên tổ tài nghệ không bằng người, thua. Mặt sau cũng đừng lại tiếp tục, tương hỗ dừng tay đi, được không? Xôn xao. Nhận thua. Mà đang nghe thiên tổ đại trưởng lão lời này, ở đây lại không khỏi nhấc lên một mảnh ồ lên. Thậm chí ngay cả Nhan Chân đều trên mặt thần sắc mạnh đổi, quả đấm bóp bang chặt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn khóe miệng khổ sở buông lỏng ra. Tài nghệ không bằng người, thua thì thua, chớ nói chi là Trần Phi vẫn là lấy luyện khí ngũ trọng đỉnh, vẫn là lấy hơn 20 tuổi đưa hắn bắt lại. Vì vậy hắn mặt chân thực không có biện pháp làm được dày như vậy. Hắn xác xác thật thật thua a. Nhận thua. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đang nghe ngày đó tổ đại trưởng lão nói, cũng rất hiển nhiên nhìn không được ngẩn người, sau đó cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, theo sát mà, chỉ thấy kỳ lắc đầu cười, nói nếu đại trưởng lão ngài đều nói như vậy, tiểu tử kia ta tự nhiên cũng sẽ không lại không tán thưởng, được một tấc lại muốn tiến một thước. Như vậy, đa tạ. Hắn một câu nói sau cùng này hiển nhiên là hướng phía Nhan Chân nói, hơn nữa còn là thật tình thực lòng. Trên thực tế, hai người bọn họ thực lực thật chính là 8 lạng nửa cân, vì vậy đây cũng là hắn tự xuất đạo tới nay gian nan nhất đánh một trận, nhưng lại đánh cho rất thoải mái, cũng rất vui vẻ. Có thể luyện khí sĩ trong lúc đó rất lâu đều là như thế này đi. Đâu, tài nghệ không bằng người, ta thua không oan uổng. Nghe vậy Nhan Chân ngẩn người, chợt lắc đầu cười. Hắn quả thực thua không oan uổng, bởi vì, này hết thảy đều thấy rõ đến. Sau đó liền nhìn thấy ngày đó tổ đại trưởng lão mang theo Nhan Chân ly khai. Trần Phi cũng theo Trịnh Vệ Quốc đám người ly khai thiên tổ căn cứ. Theo cái này kinh hãi tứ cửu thành kinh thành 4 bộ luận bàn giao lưu chiến cuối cùng cũng hạ màn, cái này vây quanh bọn họ 4 bộ gian đặc thù vòng tròn nội cũng tránh thức nhấc lên động đất. Thiên tổ nhận thua, hơn nữa còn là thiên tổ đại trưởng lão chính mồm theo như lời, chớ nói chi là tựa hồ hình như ngay cả Nhan Chân quái vật kia, đều cư nhiên, lại thất bại. Này không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ quan khán một trận chiến này người, sợ rằng vô luận như thế nào đều không cách nào tưởng tượng đến, Nhan Chân cái loại này quái vật, đến tột cùng là làm sao bị bại. Cái này đối với bọn hắn mà nói đơn giản là siêu cấp khó có thể tin một việc. Dù sao phải biết rằng hơn 10 năm trước Nhan Chân, thật đúng là quét ngang một đời người yêu nghiệt tồn tại. Trẻ tuổi vô địch, hơn nữa chưa nói chi là kỳ hiện tại đều đã 2 độ từ thần bí kia nơi trở về. Kỳ thực lực có kinh khủng bực nào quả thực làm bọn hắn loại này người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng hôm nay ni, loại này có thể nói thay đổi tai, quái vật tên lại cư nhiên thất bại. Nhất thời chỉ cần không phải óc có vấn đề tên, đều ở đây trong nháy mắt nghĩ tới trung vệ cục lá bài tẩy kia. T. Đến tột cùng là nhân vật nào thậm chí ngay cả Nhan Chân cái loại này quái vật đều có thể đủ đánh bại. Đây quả thực chân thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Có thể hiện nay hết lần này tới lần khác sự thực lại cứ như vậy bày ở trước mặt bọn họ. Làm bọn hắn phải tin. Vì vậy, sau đó rất nhiều người đều ở đây bắt đầu hoảng trương thám thính chuyện này phía sau tin tức, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cư nhiên có thể đánh bại Nhan Chân quái vật này tên, đến tột cùng là nhân vật nào. Sau khi Nhật may mắn chính mắt thấy đỉnh đánh một trận kinh thành 4 bộ tuổi còn trẻ tinh anh môn, cũng rất quỷ dị tập thể mất tiếng. Không gặp mấy người có thể từ bọn họ trong miệng đập ra vật gì vậy. Thật giống như bọn họ đã sớm nhận được cái gì mệnh lệnh, hoặc cảnh cáo vậy. Đúng sự kiện kia mà chỉ có thể im miệng không nói. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cần không phải óc có vấn đề người, sợ rằng đều tuyệt đối có thể đoán được cái này trong tuyệt đối là có cái gì siêu cấp nhân vật động, tự mình ra lệnh. Bằng không lấy lúc đầu loại chuyện đó quy mô, và ảnh hưởng trình độ. Lại làm sao có thể đến bây giờ một điểm tiếng gió thổi đều không để lộ ra đến, thậm chí những người đó thật đúng là miệng đều bế được gắt gao, như là thật không dám nói vậy. Nhất thời phạm vi nhỏ truyền lưu ở kinh thành 4 bộ đặc thù vòng tròn nội địa chấn liền trở nên lớn hơn. Thậm chí một ít cẩn thận tên cũng bắt đầu thành thật ở nhà không đi ra, để tránh khỏi chọc cái gì không nên dây vào người, vậy thật quá cái được không bù đắp đủ cái mất, không cần thiết.
Dĩ nhiên, những chuyện này đã theo chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không quan hệ nhiều lắm. Bởi vì xem hắn ở trên trời tổ nội như vậy tiêu tiêu sái sái tìm về một lần bãi sau, hắn liền ngay tức khắc bị rất thông minh đá ra tứ cửu thành. Hơn nữa thậm chí đây là hứa lão gia tử cùng hoàng lão tự mình làm. Dù sao nói cho cùng, giống như thiên tổ như vậy bộ môn, đây chính là cái này tứ cửu thành, cái này nước Cộng Hòa đứng đầu nhất đặc quyền bộ môn một trong, thậm chí còn ở kinh thành bốn bộ trong bài đệ nhị, nhưng còn bây giờ thì sao? Loại cấp bậc đó đặc quyền bộ môn lại cư nhiên bị hắn cái này mao đầu tiểu tử gây ra như vậy, nói không có chuyện gì đây tuyệt đối là khôi hài. Cũng may là trước hắn có lập được đại công, đem hổ báo đường cái loại này u ác tính cho diệt trừ, và lại chuyện lần này mà, thiên tổ bên kia rõ ràng hợp lý cũng tựa hồ không chuẩn bị miệt mài theo đuổi. Vì vậy mặt trên đi ngang qua một phen thảo luận sau, từ hứa lão gia tử còn có hoàng tinh hoàng lão tự mình đánh nhịp, quyết định trước đem cái này làm người ta không bớt lo tiểu tử đá ra kinh thành rồi hãy nói. Một là mắt không gặp tâm không phiền, thứ hai là cũng tiết kiệm hắn lại lung tung làm cho chút gì chuyện hư hỏng mà đi ra, không tốt xong việc. Vì vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, cực kỳ quang vinh cũng rất bi kịch ngày thứ hai đã bị hứa lão gia tử, đuổi, đến rồi kinh thành sân bay, chuẩn bị cưỡi một giờ sau phi cơ chuyến hồi Giang Nam. Không nghĩ tới ta Trần Phi như vậy anh minh thần võ, oai hùng bất phàm, lại còn sẽ có một ngày như vậy. Ngươi nói cái này gọi chuyện gì à? Kinh thành sân bay KFC nội, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một bên phiền muộn vô cùng phiết theo miệng. Một bên đem một khối dính đầy bột tiêu cay hương gà cay cánh bỏ vào trong miệng. Mà ngồi đối diện hắn không là người khác, chính là tới đưa tiễn lưu đầu mùa đông. Bạn thân, ta nói ngươi đã biết chân đi, muốn nếu đổi lại là ta giống như ngươi làm như vậy một chút, phỏng chừng mặt trên, trong nhà không đem ta ném bên trong quan mấy tháng mới là lạ. Ngươi cái này cũng đã coi là phá lệ khai ân, đánh giắm đã không có. Nghe vậy lưu đầu mùa đông nhất thời nhìn không được khóe miệng giật một cái, nói. Nếu vẻn vẹn là luận bàn đấu, phía trên kia cũng chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì. Có thể chủ yếu là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngay từ đầu mục đích sẽ không, đơn thuần tối trọng yếu là còn nghĩ dịch kiêu phế đi. Cái này đương nhiên tính chất vẫn còn có chút ác liệt. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Kỳ khẽ lắc đầu cười nói ngươi lần này thật đúng là coi là vận khí tốt. Nếu đổi lại là dĩ vãng bình thường, đã có thể không vận khí tốt như vậy, sợ rằng tối thiểu cũng phải bị thiên tổ để mắt tới. Nhằm vào một đoạn thời gian. Nga, lời này nói như thế nào? Trần Phi con người hơi híp một cái, theo sát mà nói. Phiền muộn về phiền muộn, nhưng này loại có khả năng sẽ bị mặt trên gì kết cục, là hắn cũng sớm đã dự nghĩ tới, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại không nghĩ rằng thiên tổ bên kia lại chủ động quên đi, đến nhượng hắn bỗng có chút mạc danh kỳ diệu. Rất đơn giản a, thiên tổ nguyên lai là Trần lão gia tử đang quản. Nhưng bây giờ Trần lão gia tử qua đời, mặt trên cũng đem thiên tổ quyền quản hạt thu về, hôm nay chính là quá độ kỳ ni. Lưu đầu mùa đông lập tức nói. Ngạch! Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngẩn người, khóe miệng nhịn không được cổ quái ngoéo. Một cái, nói nghe ngươi lời này, ta thế nào cảm giác là bị làm thương xử? Ta cũng không nói như vậy, bất quá hình như đúng là chuyện như vậy. Lưu đầu mùa đông trước còn nghĩa tránh ngôn từ. Sau tự lộ ra nguyên hình, cười nói. Nghe thế nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hoàn toàn một óc hắc tuyến. Sau đó chỉ thấy Kỳ đen kịt con ngươi lóe lóe, đột nhiên nói Kỳ thực ta ngày hôm nay nhượng ngươi qua đây, là có chuyện mà muốn hỏi một chút ngươi. Nghe thế, lưu đầu mùa đông khuôn mặt trên lộ ra không ngoài sở liệu dáng tươi cười. Sau đó chỉ thấy Kỳ khóe miệng ngoéo. Một cái, nói bạn thân, ngươi là muốn hỏi chuyện bên kia đi. Không sai. Trần Phi gật đầu. Kỳ thực ta đương sơ cũng là bị mạc danh kỳ diệu dẫn đi, hiện tại thành Côn Lôn kiếm nhai ngoại môn đệ tử. Theo sát mà chỉ thấy lưu đầu mùa đông lại nói tiếp. Côn Lôn kiếm nhai, nghe thế Trần Phi con người hơi lóe lóe. Tên này, hắn tựa hồ ở đâu có nghe nói qua. Không sai, Côn Lôn kiếm nhai. Kỳ thực nếu là người trong võ lâm, nên sẽ đối với tên này không xa lạ gì. Lăng Tiêu Cung, Hắc Ma Điện. Lại sau đó chính là chúng ta Côn Lôn kiếm nhai. Lưu đầu mùa đông gật đầu, con người thật sâu tiếp tục nói. Cổ vũ ba đại chí cao điện phủ, nghe thế Trần Phi nhất thời sửng sốt. Đúng vậy, nghe thế lưu đầu mùa đông lại đang gật đầu, sau đó cười nói lên nói kỳ thực cái này ba đại tông môn sở dĩ sẽ bị bên này cổ vũ giả tôn xưng vi tam đại võ học chí cao điện phủ. Chắc là bởi vì,
Này ba gia môn phái, là cách chúng ta bên này nhập khẩu gần nhất tam đại cực mạnh tông môn. Nhập khẩu, Trần Phi nắm được then chốt từ. Không sai, chính là nhập khẩu. Lưu Đầu Mùa Đông tiếp tục gật đầu, nói ngươi nếu muốn từ bên này quá khứ, nhất định phải đi qua nhập khẩu. Chỉ là nếu muốn đi qua nhập khẩu cũng có điều kiện, một là có tông môn nguyện ý đem ngươi dẫn đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Thứ hai là nếu là có thể trở thành trúc cơ chân nhân, bên kia có thể tự do xuyên qua nhập khẩu, mà bình yên vô sự. Trúc cơ chân nhân, nghe vậy Trần Phi không khỏi khóe miệng mạnh rút quất, tuy nói hắn đối với mình rất có lòng tin, cũng hiểu được chính hắn khẳng định có thể đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh giới. Có thể vấn đề bây giờ là, cái loại này cao độ trong khoảng thời gian ngắn hắn làm sao có thể làm được. Nhất định phải trở thành trúc cơ chân nhân, mới có thể đi qua nhập khẩu. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ nhịn không được hỏi tới. Dù sao nếu thật là nói vậy, vậy hắn chỉ sợ cũng còn phải ở bên cạnh ở lâu mấy năm. Nói chung trong khoảng thời gian ngắn hắn là không có khả năng đi đến trúc cơ chân nhân cảnh. Ngươi sẽ không thật muốn ở bên cạnh tu luyện tới trúc cơ chân nhân cảnh sau, sẽ đi qua đi. Điều này sao có thể, ta bất quá là tùy tiện như vậy vừa nói, hơn nữa ngươi có biết hay không, coi như là ở bên kia, trúc cơ chân nhân cảnh cường giả cũng tuyệt đối là lông phượng và sừng lân, siêu cấp khó có thể trở thành. Vì vậy chúng ta bên này càng đừng suy nghĩ, ít khả năng. Nói đến đây Lưu Đầu Mùa Đông mạnh dừng một chút, lại chậm rãi mở miệng nói vì vậy chúng ta bên này người nếu muốn quá khứ, vậy đều chỉ có thể chọn dùng loại phương pháp thứ nhất. Cách mỗi 5 năm, bên kia tông môn sẽ chiếu lệ cũ quá tới nhìn một cái, đến lúc đó nếu là có thể làm bọn hắn nhìn trên mắt, chuyện sau đó mà cũng không cần ngươi lại thao cái gì tâm. Nói đến đây hắn lại lần nữa dừng một chút. Sau đó nói vừa vặn 5 năm kỳ cũng sắp đến rồi, tiếp qua không lâu sau bọn họ tựu đều biết lục tục đến. Đến lúc đó, lấy bản thân thực lực của ngươi cùng thiên phú, tất nhiên sẽ đã bị ưu ái, thậm chí trọng điểm chú ý. Phải, ta đây nên phải thật tốt chờ mong một chút, đa tạ. Nghe thế Trần Phi con ngươi hơi lóe lóe, 5 năm kỳ sao? Cùng lúc đó, xa ở tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị Ta Châu Bảo Xích Trạm Ngọc Hán Nội, chính phát sinh như vậy một màn. Từ lần trước Hoa Chí Nam kẻ dối trá ở Ma Cao xảy ra chuyện sau, để tạ tội, cũng vì tỏ vẻ thành ý, Ma Cao Hà gia sau lại tự lục tục đưa tới mấy khối phẩm chất mê người ngọc liêu, tất cả giá trị xa xỉ. Thị giá trị ít nói 8 vị tính đã ngoài, ngay từ đầu xảo quyệt phụ thân Hoa Minh còn lăng là không dám thu, bởi vì này chân thực quá đắt giá, đều đủ để đem trong tay hắn Kim Nam Châu Bảo mua 2 cái. Nhưng sau lại kẻ dối trá còn là mạnh mẽ làm chủ đem này chủ liêu thu xuống tới. Một là bởi vì bị những người đó mỗi ngày quấn quýt lấy, chân thực có chút phiền, cho nên muốn để cho bọn họ có thể trở lại Ma Cao báo cáo kết quả công tác. Thứ hai là hắn kỳ thực cũng minh bạch, lấy Ma Cao Hà ra loại trình độ đó, thật không kém điểm ấy. Còn đối với Phương sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là xem khi hắn huynh đệ Trần Phi mặt mũi, lực chấn nhiếp lên. Vì vậy hắn cũng lười khách khí nữa. Mà cũng là bởi vì cái này nhóm phẩm chất cực tốt ngọc liêu, cộng thêm mấy vị bị Ma Cao Hà gia phái đến, ở cảng Úc khu cực nổi danh Châu Bảo điêu khắc sư tỏa chấn kẻ dối trá nhà bọn họ sản nghiệp. Kim Nam Châu Bảo coi như là trong nháy mắt thay hình đổi dạng, rực rỡ hẳn lên. Dĩ nhiên, tối khiến kẻ dối trá phụ thân Hoa Minh nhiệt tình 10 phần, còn là hoàn toàn thấy được công trạng phát triển không ngừng, cùng với đơn đặt hàng thẳng tắp bay lên. Những này cũng đều là tiền A, cũng là dễ dàng nhất khiến người đỏ mắt. Vì vậy hôm nay cái này Kim Nam Châu Bảo Trạm Ngọc Hán Nội, liền nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Đám này khách không mời mà đến tựa hồ địa vị rất không bình thường, nhất là làm kẻ dối trá phụ thân Hoa Minh ở nhìn thấy người cầm đầu sau, càng nhịn không được sắc mặt chợt biến đổi, theo sát mà kỳ mâu quang trong liền hiện lên hoảng loạn cùng bất ổn vẻ, tựa hồ rất quấn quýt vậy. Mà đám kia khách không mời mà đến người cầm đầu quả thực lai lịch rất không bình thường, chính là cái này Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy Trịnh gia người. Trịnh Chính Bân, Giang Nam cực phụ nổi danh công tử ca một trong, nhân thuở thiếu thời kiêu căng, quái đản, kết quả làm cho hạ sáo tử phạm vào món tương đối lớn chuyện, dẫn đến triệt để mất đi tiến quân chính đàn cơ hội. Có thể tuy rằng như vậy, cái này Trịnh Chính Bân nhưng ở thương giới, nhất là tỉnh Giang Nam vòng tròn nội thương giới đó là một cái tên là trộn đến phong sinh thủy khởi. Hắn âm thầm cầm có cổ phần các ngành các nghề nổi danh xích xí nghiệp, xa hoa hội sở, thậm chí đưa ra thị trường công ty. Đều tối thiểu là lấy 20-30 loại này con số kinh người đến đo,
cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa người này trong tay tài phú ít nói này đây chín vị tính, ước loại đơn vị này để cân nhắc. Có thể đó cũng không phải nói hắn Trịnh Chính Bân mạnh bao nhiêu kinh thương năng lực. Tứ cửu thành Trịnh gia, nếu là thời gian hơi chút đi phía trước rút lui cái 20-30 năm, như vậy Trịnh gia ở nước Cộng hòa Nội tuyệt đối là thanh danh hiển hách, tiếng vang đương đương. Cần gia tộc thời kỳ cường thịnh tại đời trước kỷ 7 thập niên 80, kỳ danh vọng, lực ảnh hưởng thậm chí có thể trực bức ba đại hào môn dưới nhất lưu kinh thành thế gia. Mà cái này không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì thời điểm đó Trịnh gia, đồng dạng cũng có một vị tự chiến tranh thời đại đi tới hôm nay lão nhân gia tỏa chấn. Chính là tứ cửu thành Trịnh gia người khai sáng Trịnh lão gia tử. Chỉ tiếc cái này Trịnh lão gia tử mặc dù vô luận là chức cấp hay là lực ảnh hưởng đều chỉ so với Hứa lão gia tử loại cấp bậc đó thiếu chút nữa, nhưng hắn lại mất quá sớm, thế cho nên Trịnh gia cũng quá sớm mất đi cái này có hết sức quan trọng ảnh hưởng lực cờ xí tính nhân vật, mà dẫn đến từ từ sau lực chưa đủ, hiện hiện ra xu hướng suy tàn, cùng bắt đầu đi đường xuống dốc. Thậm chí đến 20-30 năm sau ngày hôm nay, Trịnh gia đều có chút rời xa kinh thành, đem gia tộc căn cơ chuyển rời đến tỉnh Giang Nam bên này. Thành tự Tiêu gia bên ngoài, Giang Nam đệ nhị đại hào môn vọng tộc. Hiện nay Trịnh gia người trưởng đà, chính là tứ cửu thành ta thực quyền bộ phó bộ trưởng, thuộc về chân chính quyền cao chức trọng, nhất ngôn cửu đỉnh. Mà cái này Trịnh Chính Bân phụ thân, mặc dù không phải là giống như Trịnh gia người trưởng đà như vậy như bức cực kỳ thực quyền đại nhân vật, có thể cũng tốt xấu là tỉnh hành chính công thương quản lý cục phó cục trưởng, tại đây Giang Nam một mẫu ba phần, còn là rất quyền cao chức trọng và ủng có ảnh hưởng lực. Và lại giống như cục công thương cái loại này bộ môn, nói điểm trực bạch, hoàn toàn chính là quản tiền. Có thể cùng tiền có thể nhắc lên quan hệ bộ môn, kỳ chức quyền, quyền lực có thể không đại sao. Đến mức cái này Trịnh Chính Bân cái khác trưởng bối, cơ bản cũng đồng dạng là cái này Giang Nam hoặc cùng châu thị phó thính, chánh sử cấp cán bộ. Không nói cái gì khác, chỉ bằng cái này cường đại bối cảnh, Trịnh Chính Bân tuy rằng không phải là người trong quan trường, cũng không phải kinh tế cường nhân. Nhưng là hay là đang cái này Giang Nam thương giới vòng tròn nội trộn đến xuôi gió xuôi nước. Nhưng vô luận đi đến nơi nào, người khác đều phải bán hắn vài phần mặt mũi, cũng đều muốn cùng hắn cùng nhau hợp tác kiếm tiền. Mà lần này, chúng ta Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu hiển nhiên là lại đem kẻ dối trá nhà Kim Nam Châu Bảo cho coi trọng. Từ có cảng Úc khu đỉnh cấp điêu khắc sư đến, cùng nhóm kia phẩm chất cực tốt có khiếu dần dần bị nhiệt thổi phồng, xuất thủ sau. Kim Nam Châu Báu sinh ý đơn giản là phát triển không ngừng, thậm chí hoàn toàn là lấy thình lình xảy ra, hắc mã tư thái cấp tốc trùng kích đến rồi không gì sánh được khiến người đỏ mắt vị trí. Nhìn Kim Nam Châu Bảo như thế kiếm tiền, vừa tựa hồ không lai lịch gì tên lợi hại ở phía sau mò tiền, chúng ta Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu làm sao có thể không tâm động. Phải biết rằng hắn chính là ăn cái này phần cơm, như vậy không bối cảnh gì Châu Bảo xích, một khi hắn Trịnh Chính Bân tố cổ. Đây còn không phải là từ hắn nghĩ thế nào điều khiển, tự thế nào điều khiển, nhắm mắt lại nhặt tiền. Dĩ nhiên, hắn cũng không cho là mình tự thế nào để mắt tới Kim Nam Châu Bảo có cái gì tốt không tốt. Phải biết rằng hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thân phận gì địa vị gì. Hướng hắn thứ đại nhân vật này nếu coi trọng, đây nhất định là đối phương chịu phục. Hơn nữa lão bản kia cũng khẳng định trong lòng ước gì đặt lên hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cái này cây cao chi. Phải biết rằng hắn thế nhưng Trịnh gia người, ba hắn càng tỉnh cục công thương đại lão, có hắn chỗ dựa, từ nay về sau cái này Kim Nam Châu Bảo còn chưa phải là thì tương đương với hơn một quả bùa hộ mệnh a. Ai sẽ cự tuyệt loại chuyện tốt này mà. Có thể làm chúng ta Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu nằm mơ đều không nghĩ tới là, lại còn thật có người sẽ cự tuyệt loại chuyện tốt này mà. Hắn đường đường Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cư nhiên lại nhiệt mặt dán vào lãnh cái mông mặt trên. Và lại còn là cái loại này thì bối cảnh không có tiểu lão bản, lãnh cái mông lên. Nhân gia không vui cùng hắn hợp tác, cái này hắn ma, thảo, thật cho là mình coi là cái gì. Vì vậy hắn ngày hôm nay đích thân đến, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này thì bối cảnh không có Kim Nam Châu Bảo đến tột cùng sẽ, đến tột cùng dám cản rỡ như vậy, làm sao đưa hắn thân phận này, địa vị kịch đều không nhất thiết Trịnh Đại Thiếu không coi vào đâu. Hoa lão bản, biệt lai vô dạng a. Chỉ thấy kỳ cao cao tại thượng, lấy một loại bế nghệ bao quát tư thái nhìn Hoa Minh, trong con ngươi mang theo một cổ tử âm trầm. Cảm thụ được đối phương trong mắt ẩn chứa âm trầm ý, Hoa Minh không khỏi trong lòng bất ổn, sấm hoảng. Cùng châu thị ở tỉnh Giang Nam mà nói, thật giống như kinh thành ở nước Cộng Hòa. Dưới chân thiên tử,
giống như hắn loại này tiểu dân chúng tự nhiên trong lòng là còn có kính úy, chứ nói chi là Trịnh Chính Bân thật đúng là địa vị quá dọa người. Tỉnh Giang Nam Trịnh gia, đó là cái gì khái niệm? Chỉ sợ cũng xem như là Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư cái loại này tỉnh lỵ thành thị thị uê Bí Thư, cũng đều vậy không muốn đơn giản cùng cái loại này gia tộc phát sinh xung đột. Mà hắn Hoa Minh, tuy rằng nhi tử lẫn vào tiền đồ, có thể cùng Trần Phi cái loại này bối cảnh tựa hồ rất lợi hại tiểu tử trộn đến một khối, thậm chí xưng huynh gọi đệ, liên đường đường Ma Cao Hà ra cái loại này quái vật lớn đều siêu cấp nể tình, thậm chí như là sợ. Có thể dù sao Cường Long không áp địa đầu xà a. Liên Cường Long đều áp bất quá địa đầu xà, huống chi hắn Hoa Minh tại đây tỉnh lỵ cùng châu sợ rằng Liên, con rắn nhỏ cũng không tính, không tư cách. Có thể Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu ăn tướng lại quá khó coi, hoàn toàn là muốn hắn cái này Kim Nam Châu Bảo một ngụm nuốt trọn, vì vậy hắn Hoa Minh chân thực không cam lòng. Mà hắn hiện tại hy vọng duy nhất cùng dựa, cũng chính là mình nhi tử vậy huynh đệ, Trần Phi. Còn nhớ rõ con của hắn Hoa Chí Nam ở trước khi rời đi từng nói qua, mặc kệ gặp gỡ bất cứ chuyện gì mà, đều có thể trực tiếp tìm hắn vậy huynh đệ, hơn nữa cũng không cần làm sao khách khí. Bởi vì hắn nhi tử cùng Trần Phi quan hệ giữa, đã gần đến loại trình độ này. Mà nhưng vào lúc này, từ vẻ mặt bế nghệ bao quát Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu bên cạnh lại truyền tới một đạo cả vú lấp miệng em thanh âm Hoa lão bản, chúng ta Trịnh ca là để mắt ngươi, để mắt các ngươi Kim Nam Châu Bảo, mới như vậy có thành ý tự mình chạy tới với ngươi nói chuyện làm ăn, vì vậy ta đây lần cũng nói trực tiếp một chút. Lần này có thể nghìn vạn đừng, nữa bày cái gì tác phong đáng tởm, nếu không, hậu quả ngươi hẳn là hiểu, ha ha. Theo sát mà đó là cả vú lấp miệng em tiếng cười lạnh vang lên. Nói chuyện là một vị dựng thẳng theo tiểu mã đuôi sam chân to khố cái lỗ tai nam. Người này tên là Chu Chính Húc, cũng là cái này tỉnh Giang Nam khá có lai lịch một vị không học vấn không nghề nghiệp công tử ca. Dĩ nhiên, thân phận của hắn bối cảnh lại nếu so với Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu kém rất nhiều. Bất quá tiểu tử này ngược lại cũng thật thông minh, minh bạch nịnh nọt, cũng minh bạch cái gì gọi là cần ôm bắp đùi lúc tự ôm bắp đùi. Vì vậy cái này không... Cái này Chu Chính Húc sớm mấy năm hãy cùng Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu tư để hạ khuấy chập vào nhau, xem như là hành động theo quân sư quạt mo cùng với tiểu đệ nhân vật. Bình thường, tình hình chung dưới, đều là do hắn trước đứng ra nhìn chằm chằm bộ mặt thành phố trên rất kiếm tiền, lại không có gì cường đại bối cảnh, có thể bị phía sau hắn Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu gắt gao ăn ở mục tiêu, sau đó đi tới đàm. Nói như vậy, có rất ít người dám cự tuyệt hắn Chu Chính Húc. Có thể Hoa Minh nhưng vẫn là nhượng hắn ăn biết. Mẹ, lão già này, thật cho rằng trên tay có cái gì phá tiệm châu báu, coi như vật gì vậy. Lại dám như thế chăng ra đi, quả thực muốn chết. Đâu, đâu, Trịnh thiếu, Chu thiếu, các ngươi nhị vị cũng là lớn nhân vật, xin thứ cho ta Hoa Minh không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Nghe vậy Hoa Minh vội vã khách khí nói, lại chỉ tự không đề cập tới chuyện hợp tác. Lão già kia, người có đúng hay không nghĩ ta Trịnh Chính Bân suốt ngày rất dỗi rãnh. Có công phu bồi ngươi ở đây ma ma thẳng thẳng, đánh thái cực quyền. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến tột cùng có nguyện ý hay không theo ta hợp tác kiếm tiền. Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu gặp Hoa Minh lão già này lại dám cùng hắn đánh, thái cực quyền, nhất thời nổi giận, mặt âm trầm chất vấn. Mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu cư nhiên vừa lên đến tự xé vỡ ra mặt, cho hắn tối hậu thư, Hoa Minh trên mặt thần sắc thoáng cái tự thay đổi. Cái chán chẳng biết lúc nào cũng không kiềm hãm được hiện ra lau một cái tầng mồ hôi mịn, tay toàn thật chặt. Hiển nhiên là trong lòng đang làm theo kịch liệt dẫy dụa cùng lựa chọn. Phải biết rằng hắn Hoa Minh lúc còn trẻ gây dựng sự nghiệp kỳ thực cũng không thế nào thuận lợi, rất biến đổi bất ngờ, càng về sau cuối cùng cũng có chút thành tích, hiện tại lại không nghĩ rằng lại bị Trịnh Chính Bân loại này địa vị kinh người hoàn khố đại thiếu cho để mắt tới, muốn hắn một tay khai sáng Kim Nam Châu Bảo cho một ngụm nuốt trọn. Lấy chính thường lòng người tâm tình và tính cách đến xem, làm sao có thể tiếp thu. Có thể hắn rồi lại sợ một khi cự tuyệt, như vậy Trịnh đại thiếu tức giận nói, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Ở xã hội này, thường giới sở bò lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn Hoa Minh đâu còn sẽ không rõ, đầu năm nay, cái gì đều không trọng yếu, có lai lịch có bối cảnh mới là thật. Tựu như cùng giờ này khắc này đứng ở trước mặt hắn vẻ mặt chỉ cao khí ngang. Kiêu căng vô cùng Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu, có bản lãnh gì? Thí bản lĩnh không có. Thế mà loại này quần là áo lượt lại tự bằng vào, Trịnh gia, hai chữ này, loại thân phận này, bối cảnh, dễ dàng, tùy tùy tiện tiện trộn đến rồi tài sản mấy cái ức.
thậm chí bây giờ còn. Ai? Nghĩ đến đây Hoa Minh liền nhịn không được trong lòng thở dài một tiếng, lắc đầu, tựa đầu chôn được sâu một ít, nói Trịnh thiếu, Chu thiếu, nhận được hai vị để ý nhà của ta cái này Kim Nam Châu Bảo. Nếu hai vị cũng đích thân tới, ta Hoa Minh cũng không dám như vậy không tán thưởng. Không biết hai vị chuẩn bị hợp tác như thế nào kiếm tiền. Hắn vẫn lựa chọn cúi đầu, mà không phải trước tiên nghĩ đến cùng con của hắn huynh đệ Trần Phi xin giúp đỡ. Có lẽ là hắn cảm giác mình cùng Trần Phi không quen đi. Trong lòng không tự chủ được có chút sợ, có chút chột dạ. Hơn nữa cái này chính bân Trịnh đại thiếu quả thực địa vị lai lịch cái gì đều quá kinh người. Dù sao đây chính là đường đường Trịnh gia a, vì vậy hắn kỳ thực trong lòng cũng không đáy, Trần Phi đến tột cùng có thể hay không đủ so với Trịnh gia lợi hại hơn. Hoa lão bản ngươi đáp ứng rồi. Không sai, cái này là được rồi nha, có tiền cùng nhau kiếm, hà tất khiến cho như vậy cương nghi. Hợp đồng này ngươi cầm nhìn một chút, nếu không vấn đề gì tự ở phía trên ký cái tự, ấn cái thủ ấn đi. Mà đang nghe Hoa Minh như vậy bị ép tuyển trẻ thấp con, Chu Chính Húc trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái châm chọc, tiện tay ném ra một quyển hợp đồng, đương nhiên nói. Hợp đồng. Nghe vậy Hoa Minh tuy rằng biến sắc, nhưng vẫn là thành thật đem hợp đồng nhận sang xem. Sau khi hắn triển khai hợp đồng chăm chú nhìn một chút lúc, sắc mặt lại từ từ trở nên dị thường khó xem. Bởi vì, này trên hợp đồng cư nhiên viết, cần 100 vạn mua hắn Kim Nam Châu Bảo 70% công ty cổ phần. Cái này hắn mà cùng Minh Cướp có cái gì khác nhau? Vì vậy nhất thời chỉ thấy kỳ mí mắt ta rút quất, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng nói Trịnh thiếu, Chu thiếu. Hợp đồng này có đúng hay không, có đúng hay không có điểm. Hiện nay dưới tay hắn Kim Nam Châu Bảo, ít nói giá trị cũng nép một bên một ước đến đây đi. Nhưng bây giờ đối phương lại muốn dùng 100 vạn tự mua được bọn họ tiệm châu báu 70% công ty cổ phần, đây không phải là có chút quá phận, quá công phu sư tử ngoạm. Ở vừa thấy được loại này siêu cấp ác tâm người bá vương hợp đồng sau, coi như là Hoa Minh trước trong lòng đã muốn nguyện ý thỏa hiệp. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn nhưng bây giờ không nhẫn nại được sinh ra một cơn tức giận, một loại không cam lòng. Lẽ nào ở trong mắt đối phương hắn Hoa Minh tựu thật như vậy dễ khi dễ sao? Ghê gớm cái này châu bảo sinh ý hắn Hoa Minh không làm, đổi nghề. Phi, cái gì đồ chơi, thật khinh người quá đáng. Hoa lão bản, chú ý người hiện ở giọng nói chuyện. Người có biết hay không người bây giờ đang cùng người nào nói? Mà ở nhìn thấy Hoa Minh lại dám nghi vấn bọn họ hợp đồng, Chu Chính Húc nhất thời sắc mặt một lệ, tùy theo hung ác nói Hoa lão bản, ta cho ngươi biết. Khác ta không nói đến, lẽ nào chúng ta chính bân Trịnh đại thiếu tên, còn không giá trị ngươi cái này phá tiệm châu báu 70% công ty cổ phần. Đừng quá cho mặt không biết xấu hổ. Hoa lão bản, con người của ta ni, nói cũng tương đối thẳng nhận, ngươi nếu chân thực không muốn vậy hiện tại Minh nói ra, ta chính bân không nói hai lời. Quay đầu bước đi, nói cách khác hành lý chặt tại nơi trên hợp đồng ký tên ấn thủ ấn, ta không công phu bồi ngươi ở đây mù lề mề, hiểu. Chính bân Trịnh đại thiếu cũng không nhìn được lên tiếng, vẻ mặt miệt thị cùng với tả nghễ không nhìn được nói. Phải biết rằng hắn chính bân Trịnh đại thiếu hạng thân phận hạng địa vị. Có thể coi trọng ngươi cái này phá tiệm châu báu đã là coi ngươi, còn như thế ma ma thẳng thẳng, nói, thật cho là mình coi là vật gì vậy. Không biết tự lượng sức mình. Không phải là, Trịnh thiếu, ta, mà ở thấy tình cảnh này, Hoa Minh trên mặt thần sắc thoáng cái trở nên cực vi khó coi cùng hoảng loạn, không có biện pháp, Trịnh gia, hai chữ kia tựu như cùng đánh trên vậy hung hăng đè nặng hắn, thậm chí có một ít làm hắn không thở nổi, vì vậy coi như là hiện nay đối phương như vậy quá phận, hắn cũng vẫn là không có dám dở mặt. Nhưng này loại hợp đồng, hắn nhưng cũng chân thực không thể đi xuống cái kia tay đi ký a. Nghĩ đến đây. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên chậm rãi nói Trịnh thiếu, Chu thiếu, cái này tiệm châu báu hiện tại cũng không phải ta một người, nếu không, hai vị hiện tại cho ta chút thời gian đi, chuyện này ta cần phải đi cùng khác cổ đông thương lượng một chút. Hiển nhiên đến bây giờ hắn đã chuẩn bị chọn dùng kéo dài chiến thuật, sau đó đi nhờ giúp đỡ. Đối phương lưỡng quần là áo lượt tiểu tử chân thực quá phận, như vậy công phu sư tử ngoạm, hắn chân thực không cam lòng a. Cái này tiệm châu báu không phải là một mình ngươi. Nghe vậy Trịnh Chính Bân cùng với Chu Chính Húc không khỏi khẽ nhíu chân mày, không nghĩ tới cái này Hoa Minh lại nói lên lời nói này. Căn cứ bọn họ trước điều tra, cái này phá tiệm châu báu không phải là không có gì chỗ dựa vững chắc cùng giúp đỡ sao? Nhưng bây giờ,
Nhưng theo sát mà chính bần Trịnh đại thiếu lại kiêu căng trên khuôn mặt nổi lên một tia cười lạnh vẻ, tiện tay đốt một điếu thuốc, hít một hơi, hoặc như là rất tiêu sái phun ra một ngụm thuốc vòng, sau liền dùng mệnh lệnh giọng nói rằng Hoa lão bản, cũng đừng nói ta chính bần chưa cho ngươi cơ hội, 3 phút, ngươi bây giờ có 3 phần thời gian gọi điện thoại xin giúp đỡ. Ta cũng muốn nhìn một chút tại đây tỉnh Giang Nam một mẫu 3 phần, có ai dám cự tuyệt ta chính bần. Hanh, hắn lại cực kỳ phách lối hừ lạnh hanh. Có vẻ rất tự tin. Không có biện pháp, tối thiểu tại đây Giang Nam một mẫu 3 phần, hắn chính bân Trịnh đại thiếu bối cảnh quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Ngoại trừ số rất ít bối cảnh có thể liên lụy đến tỉnh lý mặt quan to những người đó, trừ lần đó ra hắn chính bân hết thảy còn không sợ, vì vậy hắn mới có thể tự tin như vậy 10 phần khiến Hoa Minh tùy tiện gọi điện thoại. Hiển nhiên, loại sự tình này mà hắn chính bân Trịnh đại thiếu dĩ vãng thật làm không ít quá. Mà đây cũng chính là lo lắng, cũng chính là bối cảnh cùng thực lực. Hoa lão bản muốn đi gọi điện thoại, vậy hãy nhanh đi đánh đi. Trịnh thiếu, người có cảm giác hay không được có vài người là thật không óc, lấy hắn cái loại này thân phận, trình tự, chẳng lẽ còn thật cho là mình coi là vật gì vậy, có thể tiếp xúc được so với trịnh thiếu ngươi lợi hại hơn, càng thân phận cao người sao. Cũng không đi tiểu chiếu mình một cái bộ dáng gì nữa, không biết tự lượng sức mình, không tán thưởng. Mà ở nhìn thấy mình hậu trường chính bân Trịnh đại thiếu cũng như cái này vững như núi Thái, Chu Chính Húc Chu quân sư quạt mo tự nhiên cũng không lo lắng, vẻ mặt châm chọc nói. Giọng nói kia trong có cổ không nói được miệt thị cùng chẳng đáng. Nói cũng không phải nói như vậy, vạn nhất Hoa lão bản thật nhận thức nhân vật lợi hại gì ni. Đó cũng không phải là cái gì tuyệt đối chuyện không thể nào. Hoa lão bản ngươi còn sững sờ ở cái này làm gì, còn không đi gọi điện thoại. Nhớ cho kỹ. Ngươi cũng chỉ có 3 phút đồng hồ, 3 phút sau, ta chính bân nếu không nghe được hài lòng câu trả lời nói, không có ý tứ, chúng ta cũng chỉ có cưỡi lửa khán sướng bổn, chờ xem. Hanh, chính bân ngay từ đầu cũng còn là trào phúng, nhưng đến mặt sau, hắn lại bỗng nhiên ngữ điệu âm lạnh xuống, vẻ mặt chẳng đáng, hừ lạnh nói. Mà đang nghe đối phương miệt thị như vậy có nhục nhã tính một phen nói. Hoa Minh hơi có chút nếp uốn gương mặt trên đều chân thực không nhẫn nại được có chút đỏ lên. Chỉ là theo sát mà chỉ thấy kỳ còn là mạnh mẽ ép xuống, một bên lấy điện thoại di động ra lui về phía sau, một bên miễn cưỡng bài trừ một nụ cười sáng lạng nói Trịnh thiếu, Chu thiếu, ta bên này trước hết xin lỗi không tiếp được một hồi, đi bên cạnh gọi điện thoại. Hai vị xin vi chờ một chút, sau đó chỉ thấy kỳ đi tới vài mét ngoài địa phương. Nguyên lai hắn là không có Trần Phi điện thoại. Bất quá hắn nhi tử trước lúc đi, lại đem Trần Phi điện thoại nói cho hắn. Sau đó chỉ thấy kỳ lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi bấm cú điện thoại kia. Bên kia, bởi vì phi cơ chuyến đến trễ, vì vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu rất phiền muộn xoắn suýt còn không có đăng lên phi cơ. Bất quá lúc này điện thoại đột nhiên vang lên.